Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 7. Mộc Quy Phàm vô tội sờ mũi, cũng không đến mức bắt cóc. Bà cụ Tô nổi giận, có phải con lại dẫn hai đứa đi ăn kem không? Mộc Quy Phàm không dám dạ, nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên anh dẫn Hân Hân đi ăn kem, dùng từ lại đâu có đúng. Bà cụ Tô hừ khẽ, lệnh cho con dẫn hai đứa trẻ về đây trong vòng 30 phút. Mộc Quy Phàm đang định mặc cả thì bà cụ lại nói, thôi, cho con một tiếng đồng hồ đấy, bác cảnh cáo con, không được phóng nhanh vượt ẩu. Mộc Quy Phàm lười biếng nhíu mày, bác yên tâm. Cúp điện thoại, anh nói, ngồi yên nhé. Túc Bảo vội vàng la lên, chờ một chút, con chưa ăn kem xong. Hân Hân cũng vậy, ăn đến mức môi đỏ bừng vì lạnh, chờ chút ạ, con còn một viên. Túc Bảo giơ ly, ba, hay là ba ăn giúp con một miếng đi. Nhớ tới bà ngoại, bà nội, hai cô nhóc Túc Bảo và Hân Hân đều cuống cuồng hẳn lên. Mộc Quy Phàm cười, cứ từ từ ăn, trước khi về nhà hủy thi diệt tích xác là được. Hai bé gái gật đầu lia lịa. 10 phút sau, chiếc xe Việt dã của Mộc Quy Phàm đã về đến trang viên nhà họ Tô, Túc Bảo đang nằm ngoài lên bàn điều khiển sốt sắng nói, ba ơi, mau hủy thi diệt tích thôi. Mộc Quy Phàm, khụ, suýt thì quên. Anh dừng xe trước một thùng rác, đang định nói Túc Bảo và Hân Hân đưa cái ly kem đã ăn hết cho mình thì thấy cục bột nhỏ lo lắng nhìn quanh, ba ơi, phải làm sao ạ? Mình hủy thi diệt tích như thế nào? Nom dáng vẻ ngó trước ngó sau như chuẩn bị làm chuyện gì đó. Mộc Quy Phàm bật cười, hủy thi diệt tích rác tức là chúng ta vứt rác sạch sẽ trước khi về nhà, đừng để bà ngoại phát hiện. Giờ Túc Bảo mới sực hiểu ra, bé và Hân Hân cùng nhau xuống xe, Tô Tiểu Ngọc không yên tâm nên đi theo. Cô ấy ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống nơi đường chân trời, xa xa là dòng sông đang trôi êm ả, dáng chiều nhuộm đỏ cả nửa vòng trời lồng lộng. Wow, đẹp quá, Tô Tiểu Ngọc không nhịn được cảm thán. Tô Cẩm Ngọc trên đỉnh đầu cô ấy cũng rất chấn động, cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc với phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, giống như kiếp trước cô thường xuyên đi trên con đường này. Xe càng ngày càng đến gần trang viên nhà họ Tô, không hiểu vì sao mà Tô Cẩm Ngọc càng lúc càng căng thẳng. Tại cổng vào, bà cụ Tô đang ngồi trên xe lăn chờ bọn họ như mẹ già ngóng trông con cái về nhà. Nắng chiều rơi xuống mái đầu bạc trắng, trong lúc vô tình góp phần tô thêm vẻ tang thương và cô đơn cho bà lão tuổi đã xế chiều. Tô Cẩm Ngọc nhìn bà cụ Tô chằm chằm, trong đầu như có thứ gì đó khiến cô đau đầu vô cùng. Mẹ, Tô Cẩm Ngọc vô thức lẩm bẩm. Ánh mắt Túc Bảo sáng ngời, mẹ ơi, mẹ nhớ ra rồi ạ. Tô Cẩm Ngọc lắc đầu, ngay cả bản thân cô cũng không rõ tại sao mình lại thốt ra từ này. Túc Bảo cổ vũ, không sao ạ, đợi đến khi Túc Bảo tìm đủ mảnh vụn linh hồn là mẹ có thể nhớ lại rồi. Bé vươn tay, nắm chặt tay Tô Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc cảm giác một dòng nước ấm chảy xuôi qua linh hồn, nếu như bé con này là con gái của cô thì đúng là áo bông nhỏ chi kỷ. Thế nhưng một giây sau, Túc Bảo lại nắm tay cô, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Tô Cẩm Ngọc chỉ thấy đất trời xung quanh bỗng quay cuồng, vèo một tiếng bay ra ngoài. Tô Cẩm Ngọc bay vút ra ngoài, treo mình trên ngọn cây quế. Con chim nhỏ đang đậu trên cành sợ hãi vỗ cánh bay đi, còn làm rơi lại đống phân. Tô Cẩm Ngọc, cô rút lại suy nghĩ vừa rồi. Túc Bảo mà là áo bông nhỏ ấm áp gì chứ? Rõ ràng là, ối, cô rời khỏi Tô Tiểu Ngọc rồi hả? Tô Cẩm Ngọc vội vàng bay lên. Phát hiện trước đó cô có cố gắng thế nào cũng không thể rời khỏi ký chủ, thế nhưng bây giờ cô đã được tự do. Cô kêu lên rồi bay về phía Túc Bảo, không ngờ con lại cứ như thế. Túc Bảo ra vẻ đương nhiên rồi. Hai người đang hạnh phúc đều không để ý đến việc có âm khí đang đến gần bọn họ. Kỷ Trường nhíu mày nhìn xung quanh, hắn thấy hơn 10 đến 20 âm quỷ đang dần dần tụ tập bên ngoài trang viên nhà họ Tô. Bọn âm quỷ này đang mở to đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Ngọc tỏa sáng vàng lấp lánh. Kỷ Trường nghĩ thầm sẽ không phải giống như hắn nghĩ chứ. Chẳng lẽ những mảnh vỡ hồn phách của Tô Cẩm Ngọc đã tình cờ bị bọn âm quỷ xung quanh chia sẻ. Túc Bảo không để ý đến âm quỷ ở đằng xa, bé kéo Tô Cẩm Ngọc chạy như bay đến chỗ bà cụ Tô. Bà ngoại, bọn con về rồi đây. Cô nhóc nhào vào lòng bà cụ Tô. Ngay cả Tô Cẩm Ngọc cũng bị kéo ngã vào lòng bà cụ Tô. Bà cụ Tô duỗi tay ôm Túc Bảo, Tô Cẩm Ngọc cũng có cảm giác mình bị ôm. Cục cưng ngoan, con về rồi. Vẻ tang thương và cô đơn khó tả vừa rồi trên người bà đều biến mất, lúc này trên mặt chỉ còn lại nụ cười hiền lành. Tô Cẩm Ngọc không biết mình bị làm sao, cô cảm thấy chóp mũi chua xót,
nước mắt cũng rơi xuống. Kỳ quái, sao mình lại khóc rồi? Tô Cẩm Ngọc vội vã lau nước mắt, kết quả là ánh sáng vàng lại tuôn trào không ngớt. Đã là quỷ rồi thì mặc kệ là nước mắt hay là máu thì bản chất của nó cũng là âm sát khí. Mà Tô Cẩm Ngọc thì lợi hại hơn, những giọt nước mắt của cô không phải sát khí mà là phúc khí. Túc Bảo nhớ đến lời sư phụ nói, sau khi tìm được mẹ thì phải đưa mẹ đi đầu thai. Bé có hơi đau lòng, nhưng nghĩ lại thì nếu mẹ mang theo rất nhiều phúc khí đầu thai, chắc chắn kiếp sau sẽ là người rất có phúc. Cũng là một cục cưng may mắn. Nghĩ đến đây thì Túc Bảo lại vui vẻ trở lại, bé hỏi, bà ngoại ơi, con đói bụng rồi. Mẹ cũng đói nữa. Bà cụ Tô nghe thấy bé nhắc đến mẹ, bà nghĩ thầm là chắc chắn Túc Bảo lại nhớ mẹ rồi, bà xoa đầu bé. Được rồi, vậy Túc Bảo với mẹ đều đi ăn cơm nhé. Túc Bảo reo hò, kéo Tô Cẩm Ngọc bỏ chạy. Bé chạy hai bước mới nhớ ra còn có chị em vừa mới kết nghĩa của mình nên quay lại kéo Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc không ngờ nhà của Túc Bảo lại rộng lớn và sang trọng như thế, giống như cung điện khiến người xem đều choáng váng. Ách, đã đưa người đến rồi, vậy chị cũng về trước. Cô ấy nói. Nhưng không ngờ Túc Bảo lại chạy tới kéo cô ấy chạy đi, chị, đi ăn cơm thôi. Chị gái đã đưa mẹ bé về, chị nhất định phải ăn bữa cơm này mới được. Tô Tiểu Ngọc vội vàng nói, không cần, thật sự không cần đâu. Vào lúc này, cô ấy nhìn thấy một con vẹt màu xanh óng ánh bay ra, nó vỗ cánh kêu lớn, không chăm nấu ăn, đầu óc có vấn đề. Nấu ăn là nấu linh hồn, người biết nấu ăn đều là người tài giỏi tương đương. Tô Tiểu Ngọc, Mộc Quy Phàm nói, cũng đã đến rồi, ăn xong thì quản gia sẽ đưa cô về. Bà cụ Tô nghi ngờ nhìn về phía Mộc Quy Phàm, bà hỏi, đây là... Túc Bảo đáp, bà ngoại, đây là chị gái đã dẫn mẹ về đó, là chị gái vừa mới kết nghĩa của Túc Bảo đó ạ. Bé vẫy tay gọi Tô Tiểu Ngọc, chị ơi mau đến đây đi, gọi bà ngoại nào. Nhìn thấy Tô Nhất Trần chạy ra, Túc Bảo lại nói, đây là cậu cả, chị gọi cậu cả đi. Khóe miệng Tô Tiểu Ngọc khẽ giật. Không cần đâu, thật sự không cần. Mộc Quy Phàm vô cùng tự nhiên đỡ xe lăn giúp bà cụ Tô, vừa đẩy bà vào nhà vừa giải thích lại chuyện vừa rồi. Bà cụ Tô không nghĩ nhiều, trái tim Tô Nhất Trần lại siết chặt. Túc Bảo nói, Tô Tiểu Ngọc mang Ngọc Nhi về. Chuyện này, Tô Nhất Trần lẳng lặng nhìn về phía đỉnh đầu Tô Tiểu Ngọc. Ngoài mặt Tô Tiểu Ngọc vẫn mỉm cười bình thản. Thế nhưng trong lòng lại hoảng hốt không thôi, vì sao cái nhà này cứ nhìn đỉnh đầu của cô ấy vậy chứ? Tiểu Túc Bảo đáng yêu như vậy, người nhà của bé sẽ không phải là loại biến thái điên cuồng, muốn chặt đầu cô ấy đâu đúng không? Căn nhà này sang trọng như vậy, giống như cung điện ở Trung U. Chẳng lẽ là cung điện ma cà rồng? Tô Tiểu Ngọc nghĩ đến đây thì không còn bình tĩnh được nữa, cô ấy bám chặt cửa không chịu đi vào, hoảng hốt nói. Tôi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà mà giáo sư giao cho tôi muốn về nhà làm bài tập. Cô ấy nói xong còn vỗ vào túi sách của mình, tỏ vẻ bản thân thật sự phải làm bài tập. Túc Bảo kéo cô ấy, còn kéo rất mạnh, chị đừng sốt ruột mà, chị cũng có thể làm bài ở đây mà. Giọng nói non nớt đáng yêu của cô bé vang lên. Ngay cả tiếng chị cũng mềm mại ngọt ngào đến thế. Tô Tiểu Ngọc nhìn Túc Bảo, cô ấy chợt do dự, không biết có phải là mình đã nghĩ nhiều quá rồi không. Thế nhưng đúng lúc Tô Nhạc Phi, người có khuôn mặt tối sầm và vẻ ngoài hung dữ bước ra khỏi nhà. Tô Tiểu Ngọc, không cần, hình như chị bỏ quên bài tập ở nhà rồi. Túc Bảo khó hiểu nhìn túi sách của chị, chẳng phải vừa rồi chị nói bài tập ở trong túi sao. Tô Nhất Trần lấy danh thiếp đưa cho cô ấy. Tôi là Tô Nhất Trần của tập đoàn Tô Thị, cô không cần phải lo lắng đâu. Nhà chúng tôi sẽ không bán cô. Tô Tiểu Ngọc bị nói trúng tim đen, cô ấy nhìn danh thiếp, Tổng Giám Đốc Tô Nhất Trần tập đoàn Tô Thị. Cô ấy sửng sốt, hóa ra là Tô Thị. Năm nay cô ấy là sinh viên năm 3, cũng đã đến lúc đi thực tập rồi, mấy bạn học trong lớp cũng thường xuyên thảo luận về những công ty rất có tương lai. Mà Tô Thị lại là công ty mà mọi người đều mơ ước nhưng lại rất khó có thể thực hiện được. Hôm qua cô ấy còn nói với nam thần mà mình yêu thầm rằng, nếu có thể đến thực tập ở tập đoàn Tô Thị thì tốt rồi. Không ngờ hôm nay đã được gặp Tổng Giám Đốc Tô của tập đoàn Tô Thị. Tô Tiểu Ngọc trợn tròn mắt. Cô ấy ấp úng xin lỗi. Tôi không có ý đó. Trong khoảng thời gian chậm trễ này, toàn bộ âm quỷ bên ngoài trang viên đều đã xông tới, mỗi một con đều nhìn chằm chằm Tô Cẩm Ngọc. Túc Bảo sững sờ nhìn về phía kỷ trường. Lại thấy kỷ trường làm động tác suỵt.
Bé đành phải giả vờ như không nhìn thấy, kéo Tô Tiểu Ngọc vào cửa. Trong phòng ăn, Tô Tử Chiến đang tao nhã cầm đũa chậm rãi ăn tối. Bên cạnh cậu là Tô Tử Chiến, cậu bé vùi đầu ăn cơm không nói lời nào. Tô Tử Du thì ngồi đối diện Tô Tử Chiến, cậu ăn rất nhanh, khi ngẩng đầu hai má đã phồng lên. Cậu lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói, mừng rỡ nói, em gái về rồi. Kết quả là khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một chị gái đứng trước mặt mình, theo sau là một đám quỷ. Bọn quỷ này, có con tròng mắt treo dưới hốc mắt, có con bị mất mảng da ở miệng để lộ nướu răng đã thối rữa. Có con đang ôm cái bụng mở toang của mình, còn có đứa bé ma đang bám chặt trong đó. Còn có con quỷ là bà cụ chống gậy mặc áo liệm màu tím sẫm, khi nhận ra Tô Tử Du có thể nhìn thấy mình, bà ta còn nhếch miệng cười với cậu. Càng ngày càng có nhiều âm quỷ tràn vào, giống như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tử Du, bọn nó cứng đờ xoay chuyển trong mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tô Tử Du. Tô Tử Du phun thức ăn bay ra ngoài. Tô Tử Chiến và Tô Tử Thích ngồi đối diện bất ngờ gặp nạn, bị phun cơm và bã rau đầy mặt. Gì vậy trời, có cần kích động vậy không? Chẳng phải chỉ là em gái đã về thôi à? Tô Tử Chiến tức gần chết, vội vàng rút khăn giấy lau loạn xạ trên mặt. Tô Tử Thích khịt mũi, tức giận hỏi, Tô Tử Du, anh cố ý đúng không? Tô Tử Du cũng không quan tâm bọn họ, da đầu cậu đang tê dại vì sốc, anh, mẹ nó chứ. Sao lúc nào cậu cũng gặp quỷ thế này? Một tay Thúc Bảo dắt tay Tô Tiểu Ngọc, tay còn lại nắm tay mẹ mình, bé nói, chị ơi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Sau đó lại bưng bát cơm khác rồi gắp rất nhiều thức ăn. Bé tìm bác quản gia lấy nén nhang, thắp nhang rồi cắm sang một bên. Người nhà họ Tô đều ngơ ngác nhìn Thúc Bảo. Thúc Bảo, con đây là... Thúc Bảo cắm đũa vào bát cơm, bé giải thích, thắp nhang đấy ạ, cắm đũa vào cơm. Vậy thì mẹ cũng có thể ăn cơm rồi. Bà cụ Tô ngạc nhiên không thôi. Trước kia cô nhóc không hề như vậy, cho dù có nhớ mẹ cũng sẽ không làm như thế. Bà cụ đột nhiên lo lắng, bà lén nhéo ông cụ Tô, bảo ông mau nghĩ cách. Ông cụ Tô lại hỏi, bà nhéo tôi làm gì? Bà cụ Tô, đều là người một nhà, muốn nói gì mà lại không dám nói vậy chứ? Chỉ có Tô Nhất Trần là im lặng gắp cánh gà rán cay mà Tô Cẩm Ngọc thích ăn nhất khi còn sống nhưng bây giờ lại không ăn được nữa, anh đặt cánh gà ở trên cái bát kia. Tô Cẩm Ngọc nhìn cánh gà rồi lại nhìn Tô Nhất Trần, bà cụ Tô, ông cụ Tô, Tô Nhạc Phi. Cảm giác quen thuộc khiến cô lại không nhịn được mà bật khóc. Cảm ơn, cô thì thầm. Túc Bảo vỗ vào cái ghế bên cạnh, mẹ, mẹ ngồi đây nè. Cô nhóc thật sự rất vui, hôm nay được ăn cơm với ông bà ngoại và ba mẹ. Ngay cả cậu cả với mấy anh trai cũng ở đây nữa. Ông nội rùa cũng có mặt, Tiểu Ngũ cũng thế, bé còn có thêm một người bạn mới. Rất hạnh phúc. Túc Bảo hoan hô, vui vẻ cắn miếng đùi gà. Tô Tiểu Ngọc cầm đũa, cô ấy cảm thấy trong lòng chua xót. Túc Bảo thật sự rất nhớ mẹ, người nhà bé cũng chăm sóc bé cẩn thận, không vạch trần bé. Xem ra người nhà họ Tô đều rất yêu thương nhau, là cô ấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mọi người ăn cơm với những cảm xúc khác nhau. Chỉ có sống lưng Tô Tử Du là cứng đờ, cậu không dám nhúc nhích, vừa cảm nhận được bọn quỷ xung quanh là đã muốn khóc rồi. Sau bữa tối, Túc Bảo và Hân Hân đang chơi trong phòng khách, Tô Tiểu Ngọc thì ngồi xổm buộc tóc cho búp bê Barbie ở bên cạnh hai cô bé. Quả nhiên ăn cơm là cách nhanh nhất rút ngắn quan hệ, bây giờ Tô Tiểu Ngọc đã không còn sợ nữa rồi, còn rất nhiệt tình chơi với Túc Bảo và Hân Hân. Túc Bảo, con lên lầu một lát đi. Cậu cả có lời muốn nói với con. Tô Nhất Trần đi tới. Túc Bảo ngẩng đầu đáp, dạ. Kỷ Trường nói, bảo mẹ đi cùng con. Đúng rồi, nhớ nói với Tô Tiểu Ngọc là đừng về. Tô Tiểu Ngọc đang bị Tô Cẩm Ngọc bám vào người, trên người cô ấy cũng nhuốm đầy phúc khí. Mà bọn quỷ trước mặt đều đang nhắm vào phúc khí này. Đối với bọn quỷ thì phúc khí này rất đặc biệt, đây vốn là phúc khí của Tô Cẩm Ngọc. Nếu bọn âm quỷ có thể được chia ánh sáng vàng này thì kiếp sau đầu thai cũng sẽ có được cuộc đời không tệ. Cho nên bọn nó đều đang nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ngọc. Phải hết đêm nay thì cô ấy mới được phép rời đi, bằng không thì bọn họ cũng quá vô trách nhiệm với Tô Tiểu Ngọc rồi. Túc Bảo gật đầu, bé nói với Tô Tiểu Ngọc, chị đừng đi nhé, đêm nay ở lại đây đi ạ. Tô Tiểu Ngọc, hả? Chú Nhiếp nghe thấy lời bé, ông ấy lập tức đi dọn phòng khách cho Tô Tiểu Ngọc. Đúng lúc Tô Tử Lâm đến gọi Hân Hân đi luyện chữ, Hân Hân vội vàng ôm chặt cánh tay Tô Tiểu Ngọc, nhấc chân chạy đi.
Chị đi mau lên, Hân Hân dẫn chị đến phòng. Tô Tiểu Ngọc cứ ở lại như thế. Túc Bảo dắt Tô Cẩm Ngọc đi lên lầu, Tô Nhất Trần đi theo phía sau nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn hơi uốn cong của Túc Bảo. Cho nên bây giờ Ngọc Nhi đang ở bên cạnh Túc Bảo à? Trái tim Tô Nhất Trần hơi đau đớn, gặp lại nhưng không thể nhìn thấy nhau. Tô Tử Du trông thấy mọi người thần bí như thế, lập tức nói, anh cũng đi. Túc Bảo dừng lại, bé nhìn thấy ngày càng có nhiều quỷ hồn đi sau lưng Tô Cẩm Ngọc. Bé nói, anh, em khuyên anh đừng đi. Tô Tử Du nghe vậy, lập tức chạy lên lầu lấy máy ảnh của mình. Hiểu rồi, em gái lại sắp bắt quỷ rồi đúng không? Lần này có nhiều quỷ như thế, là bao nhiêu con ích, bao nhiêu con y đây? Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy tầng 2 ngày càng đến gần, giống như cảm giác được phía trước có gì đó đang chờ cô, điều này làm cho cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Chỉ một tầng lầu mà Tô Cẩm Ngọc lại có cảm giác như mình đã đi rất lâu. Cuối cùng cũng bước lên tầng 2, cô vô thức nhìn về phía căn phòng ở cuối tầng 2. Căn phòng đó đóng kín cửa, trong lúc hoảng hốt, dường như Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy bản thân đã từng đi qua hành lang này rất nhiều lần. Túc Bảo kéo cô, mẹ ơi, bên này nè, phòng Túc Bảo ở chỗ này. Tô Cẩm Ngọc tỉnh táo lại, cô đáp, hả, à được. Không biết lần trước Tô Ý Thâm đã xảy ra chuyện gì, lần này nói gì anh cũng muốn theo vào. Tô Nhạc Phi ngơ ngác nhìn mọi người chen chúc vào phòng Túc Bảo, anh cũng vội vàng đi theo. Tô Tử Du khiêng máy quay chạy như bay đến, chờ đã, còn con nữa. Tô Nhạc Phi vỗ vào gáy cậu, con nít con nôi mà hóng hớt cái gì. Tô Tử Du khịt mũi, chờ lát nữa cả nhà còn phải dựa vào con đấy. Nói xong cũng dựng máy quay lên. Tô Nhạc Phi cười nhạo, dựa vào con làm gì, dựa vào con quay phim giúp hả. Tô Nhất Trần trầm giọng nói, em năm, em sáu, từ giờ trở đi, hai đứa đừng hỏi gì cả, mặc kệ hôm nay nhìn thấy cái gì cũng phải giấu kín trong bụng cho anh, có nghe thấy không? Tô Ý Thâm đáp, rõ. Tô Nhạc Phi bĩu môi, còn có thể nhìn thấy gì được chứ? Trong phòng này chỉ có mấy người bọn họ, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy quỷ hay sao? Thế nhưng anh lại nghe thấy Tô Nhất Trần hỏi, Túc Bảo. Có phải mẹ con đang ở đây không? Tô Nhạc Phi. Túc Bảo gật đầu đáp, dạ, mẹ đang ở đây. Bé ôm Tô Cẩm Ngọc nói, mẹ, mẹ mau chào cậu cả đi. Tô Cẩm Ngọc bất đắc dĩ, cô không nhớ gì hết. Nhưng hôm nay sau khi đến nhà họ Tô, cô phát hiện mình rất quen thuộc với nơi này, cô cũng nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nhóc kia giống như người lớn, dạy Tô Cẩm Ngọc mất trí nhớ nhận ra mọi người, đây là cậu cả, mẹ, mẹ phải gọi là anh cả đó tương đương đây là cậu út, mẹ phải gọi là anh út. Đây là cậu năm, mẹ. Khóe miệng Tô Nhạc Phi khẽ giật, anh nghi ngờ có phải đầu óc của anh cả mình có bệnh rồi không? Sao lại ở đây chơi trò nhà tròi với Túc Bảo? Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng, mẹ biết rồi, gọi là anh Năm đúng không? Tô Nhạc Phi, tiếng anh Năm quen thuộc này, giọng nói này, là giọng nói của Ngọc Nhi sao? Tô Nhạc Phi vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Nhi, anh hốt hoảng nhìn xung quanh. Anh nhận thấy Tô Ý Thâm đang ngạc nhiên đi đến gần máy quay, Tô Nhất Trần cũng đang nhìn vào máy quay. Anh vội vàng tiến lại gần, kết quả là nhìn thấy có một người đang đứng bên cạnh Túc Bảo. Đó là Tô Cẩm Ngọc. Đây, đúng là Ngọc Nhi rồi. Tô Nhạc Phi choáng váng. Không thể nào, con người của Tô Ý Thâm cũng đột nhiên co rút. Hai anh em đều cảm thấy đầu óc chấn động, khiếp sợ nhìn sang bên cạnh Túc Bảo rồi lại nhìn máy quay. Vào giờ phút này, bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tô Nhạc Phi và Tô Ý Thâm vô cùng kinh ngạc, đầu kêu ong ong, hai người hoàn toàn không dám tin vào những gì mình trông thấy. Mọi thứ đều vượt quá nhận thức của họ. Túc Bảo giải thích, sau khi mất, mẹ con đã biến thành quỷ hồn, sư phụ nói mấy ngày trước mẹ chuẩn bị đi đầu thai nhưng xảy ra chút sự cố nên đã biến thành nhiều mảnh vụn và mất tích, sau đó mẹ bám trên người chị gái này để quay lại nhà chúng ta. Tô Cẩm Ngọc không sao nhớ ra được, đau đầu nói, là như vậy ư, tôi không nhớ được gì hết. Túc Bảo đáp, dạ, vì linh hồn biến thành nhiều mảnh vụn nên mẹ không nhớ được quá khứ cũng là lẽ thường tình. Trước giờ Tô Nhất Trần luôn là người trầm ổn, lúc này anh đang mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp. Đúng là Ngọc Nhi, là cô em gái chết trong cô độc ở Nam Thành, là em gái mà họ chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngọc Nhi, giọng Tô Nhất Trần nặng nề, là lỗi của anh cả. Anh cả không bảo vệ được em. Tô Nhạc Phi trợn mắt, không thể tin được mà nói, anh cả, chuyện như này mà.
anh cũng tin ư? Tô Nhất Trần kiên định đáp, anh tin. Chỉ cần là lời Túc Bảo nói, chỉ cần Ngọc Nhi trở lại, anh đều tin hết. Tô Ý Thâm nhìn những gì hiện ra trước mắt, chợt cảm thấy hoang đường đến cùng cực. Tô Nhạc Phi nóng nảy giật máy quay trên tay Tô Tử Du, Tử Du, có phải cái này được ghi hình từ trước, người đàn ông mặc áo choàng trắng trong hình tên Kỷ Trường gì đó cũng là diễn viên đóng đúng không? Còn có Ngọc Nhi nữa, cái này cũng do con dùng kỹ xảo gì đó để đùa dai với mọi người đúng không? Thấy Tô Nhạc Phi thô lỗ giật lấy máy quay phim rồi lật đi lật lại, thậm chí còn muốn rút mấy thanh tín hiệu cực từ ở phía trên ra, Tô Tử Du cuống quýt cướp lại máy quay. Chú Năm, là thật đấy ạ. Tô Tử Du xót xa ôm máy quay phim của mình. Tô Ý Thầm ấn tay lên vai Tô Nhạc Phi, anh Năm, trước tiên bình tĩnh nghe Túc Bảo nói hết đã. Tô Nhạc Phi kìm nén sự khó chịu trong lòng rồi nhìn về phía Túc Bảo. Túc Bảo nói tiếp, hiện không nhìn thấy các mảnh vụn từ linh hồn của mẹ con, nhưng chỉ cần tìm đủ mảnh vụn đó, mẹ con sẽ nhớ lại tất cả và có thể đi đầu thai. Tô Nhất Trần nheo mắt, nhạy bén bắt được thông tin quan trọng trong lời của Túc Bảo, gặp sự cố nên hóa thành nhiều mảnh vụn. Tại sao Ngọc Nhi lại biến thành mảnh vụn? Tô Nhất Trần hỏi. Túc Bảo sửng sốt, đúng nha, sư phụ chỉ nói mẹ gặp sự cố ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là sự cố gì? Cô bé nhìn Kỷ Trường. Kỷ Trường ho một tiếng, nói, Túc Bảo, con còn nhớ dạo trước sư phụ xuống địa phủ đi họp không? Lúc ấy sư phụ dẫn theo mẹ con lên trần gian, sau đó. Hắn một năm một mười kể lại chuyện ngày hôm ấy. Dù sao cũng không che giấu được chuyện này, chỉ bằng thành thật khai ra sớm. Đùa gì chứ, Túc Bảo là Diêm Vương tương lai đấy nha, ai dám giấu giếm điều gì. Tóm lại sư phụ cũng không rõ rốt cuộc vì lý do gì mà mẹ của con lại bị cuốn sổ vỗ cho hồn bay phách tán. Sau khi nghe lời này, đám người Tô Nhất Trần nhất loạt nhìn về phía Kỷ Trường. Nhìn chằm chằm. Sư phụ, lúc trước sư phụ nói thức đêm tăng ca là gạt con à. Kỷ Trường vuốt mũi, nói, là lỗi của sư phụ. Chờ chút. Lỗi của hắn ư. Kỷ Trường bỗng phát hiện ra, sau chuỗi logic này, hết tất thảy đều quy về lỗi của hắn. Vì hắn mềm lòng nên đồng ý đưa Tô Cẩm Ngọc lên trần gian, cũng vì hắn vô ý vỗ nhẹ nên cô ấy hồn bay phách tán. M Dương cách biệt thế nào, hồn thể không nguyên vẹn của Tô Cẩm Ngọc lại bám lên thân thể Tô Tiểu Ngọc. Túc Bảo với Tô Tiểu Ngọc tình cờ gặp gỡ, sau đó Tiểu Diêm Vương trông thấy mẹ của cô bé. Tóm lại, kết quả này do hắn gây ra, hoàn toàn không liên quan tới Tiểu Diêm Vương. Dù Tiểu Diêm Vương gặp lại mẹ mình thì cũng không phải do cô bé dùng quyền lực riêng, mà chỉ là tình cờ gặp gỡ trong quá trình bắt quỷ mà thôi. Được thôi. Lý lịch trích ngang của Tiểu Diêm Vương không thể để lại chỗ sơ hở cho kẻ khác bắt chẹt, cho nên Kỷ Trường vô duyên vô cớ trở thành quỷ hiệp gánh tội giúp. Sau giây phút muộn màng, Kỷ Trường phát hiện ra trên đầu hắn đang đội một cái nồi cực lớn. Một, đội cái nồi, ý chỉ gánh tội giúp. Kỷ Trường nhìn Túc Bảo đăm đăm, nói thật đi, trước khi Tiểu Diêm Vương ngài đầu thai vào thân phận Túc Bảo, những chuyện này đã được sắp đặt sẵn rồi đúng không? Túc Bảo mù mờ, sư phụ. Người đang nói cái gì vậy? Kỷ Trường. Cục bột nhỏ trước mặt hắn vẫn mờ mịt không hiểu hắn nói gì, đôi mắt đẹp của cô bé rất trong sáng, không nhiễm chút bụi trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỷ Trường lập tức cảm thấy thất bại. Bỏ đi, Tiểu Diêm Vương bây giờ chỉ là cô bé 4 tuổi thôi. Cô bé thật sự không hay biết gì. Diêm Vương xấu bụng đáng chết lại bẫy cấp dưới là hắn rồi. Kỷ Trường đỡ chán. Bỏ đi, việc chúng ta cần làm là nghĩ cách tìm các mảnh vụn hồn phách của mẹ con. Hắn nhìn Tô Cẩm Ngọc, hỏi, Tô Cẩm Ngọc, cô nghĩ kỹ lại xem, thật sự không nhớ gì hết hả? Đây là con gái cô, đây là anh cả, anh Năm và anh Tám của cô. Kỷ Trường nhìn về phía Mộc Quy Phàm đang dựa vào khung cửa. Thôi bỏ đi, người này không đáng nhắc tới. Mộc Quy Phàm. Tô Cẩm Ngọc trầm mặc lắc đầu, không nhớ gì hết. Tô Nhất Trần chỉ cảm thấy tim đau nhói. Cô em gái được họ nâng niu trong lòng bàn tay đã chết thảm ở một nơi xa lạ, bây giờ còn quên sạch mọi thứ. Đừng sợ, dù mảnh vụn hồn phách em bay tới đâu thì anh cả cũng nhất định tìm được. Tô Nhất Trần kiên định nói. Tô Ý Thâm nói, chúng ta cần làm gì? Chỉ cần giúp em gái anh khôi phục trí nhớ, kêu anh ấy làm gì cũng được. Nhìn Tô Cẩm Ngọc trong hình ảnh từ máy quay phim, cậu Năm thô lỗ không khỏi đỏ mắt. Kệ mẹ khoa học gì đó đi. Chỉ cần em gái anh có thể trở về, nói gì anh cũng nguyện ý tin hết. Em gái đừng lo, anh Năm sẽ ở bên em,
có chuyện gì ở phía trước thì các anh cũng sẽ xông lên. Túc Bảo nhìn cậu cả rồi lại nhìn cậu Năm và cậu Út, hai mắt bé lấp lánh sáng ngời, bé nói to, được nha. Cùng xông lên. Tô Cẩm Ngọc, Tô Nhạc Phi siết tay thành quyền, lên núi đao xuống biển lửa cứ để anh. Túc Bảo cũng siết nắm đấm, để con. Phạm Húy hay phạm quy tắc gì thì anh cũng làm được. Túc Bảo vỗ ngực, làm được. Mọi người. Tô Cẩm Ngọc cảm thấy trái tim mềm nhũn. Tuy không quen những người này, hoặc có thể nói là mới quen. Nhưng cô luôn cảm thấy như đã quen rất lâu rồi. Sao có thể không lay động đáy lòng? Mấy người, anh trai, này thật sự rất thương yêu cô. Còn có cô con gái, này nữa. Tô Cẩm Ngọc hít sâu một hơi, cười nói, cùng nhau tìm mảnh vụn. Có những người thân tốt như này thì cô cũng mong sớm ngày nhớ ra họ. Tô Cẩm Ngọc phì cười, nhìn Túc Bảo mềm mại đáng yêu, nói, ôi, cứ tưởng bỗng dưng có thêm một cô con gái, chẳng ngờ có thêm cả ba người anh trai. Tô Nhạc Phi uốn nắn, không, đâu chỉ có thêm ba anh trai. Tô Ý Thâm nhấn mạnh, có thêm tám người anh trai và ba mẹ. Túc Bảo lập tức giơ tay, còn có sư phụ. Cô bé hơi khựng lại rồi bồi thêm một câu, còn có Tiểu Ngũ và cụ rùa. Tô Cẩm Ngọc, nhìn đám người tràn đầy năng lượng trước mắt, Kỷ Trường nhất thời câm nín. Hắn mở cuốn sổ ra, lẩm bẩm rồi viết gì đó vào sổ. Tô Tử Du đứng bên cạnh nhìn trái ngó phải, rõ ràng cậu bé vẫn có hứng thú với X và Y hơn. Ban nãy nhiều quỷ hồn như vậy, có phải lần này hồ lô linh hồn của em gái cậu có thể lấp đầy một nửa rồi không? Mộc Quy Phàm, không đáng được nhắc đến, vuốt mũi, mọi người nói chuyện tiếp đi nhé. Anh lặng lẽ ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Phải tìm được những mảnh vụn linh hồn. Xem ra phải làm một đạo sĩ, nếu không anh chẳng thể giúp được gì khi Tiểu Túc Bảo ngoan của anh cần sự giúp sức. Mộc Quy Phàm lấy di động bấm số, thờ ơ nói, alo, tôi muốn từ chức. Người ở đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó kích động nói một tràng, chỉ thoáng nghe thấy người đó hỏi Mộc Quy Phàm muốn làm gì. Mộc Quy Phàm đáp, lãnh đạo, tôi muốn làm đạo sĩ. Người ở đầu dây bên kia. Người đâu, đập chết cậu ta giúp tôi đi. Trong phòng Túc Bảo, nhìn tất cả mọi người trầm mặc, Tô Tử Du do dự rồi giơ tay, anh vẫn còn một câu hỏi. Mọi người nhìn về phía cậu. Tô Tử Du, sao hồi nãy phía sau cô Tô Cẩm Ngọc có nhiều quỷ vậy? Đầu Tô Nhạc Phi và Tô Ý Thâm ầm một tiếng, rất nhiều quỷ ư. Hai người họ vội nhìn vào máy quay, đâu có gì nhỉ? Chỉ nghe Kỷ Trường đáp. Bởi vì trên hồn thể của Tô Cẩm Ngọc có phước lành tỏa ánh sáng màu vàng, đây đều là phúc khí, cũng có thể nói là âm đức tràn đầy. Nếu quỷ có được chút ánh sáng vàng này rồi lên đường đi đầu thai thì kiếp sau nhất định được sống cuộc đời đại phú đại quý, cho nên chúng nó đều muốn có được chút âm đức này. Túc Bảo giải thích, chẳng những bám theo mẹ, quỷ còn bám theo chị Tiểu Ngọc, vì vậy sư phụ mới kêu em giữ chị Tiểu Ngọc ngủ lại biệt thự đêm nay. Mọi người bừng tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. Tô Tử Du hỏi, vậy giờ bọn quỷ đó đâu hết rồi? Kỷ Trường đáp, chắc đang lang thang trong trang viên, bọn chúng khao khát có được ánh sáng vàng nên ta muốn xem thử chúng có thể tìm được mảnh vụn linh hồn của Tô Cẩm Ngọc hay không. Dưới sự hấp dẫn của ánh sáng vàng, quỷ sẽ tụ tập về mỗi lúc một đông. Nhưng yên tâm đi, ta đã bài bố nhiếp hồn phiên trong phòng, chúng không vào được đâu. Lát nữa ta sẽ xuống địa phủ một chuyến xem có điều tra thêm được gì không. Đám người Tô Nhạc Phi. Chúng quỷ, thế bọn chúng chính là đám quỷ làm thuê cho Kỷ Trường hả? Nửa đêm, Túc Bảo đã chìm vào giấc ngủ. Tô Tử Du cũng bị đuổi về phòng đi ngủ, nhưng máy quay phim của cậu bị giữ lại. Trong phòng Tô Ý Thâm, Tô Nhạc Phi xách một cái dương lớn đi tới, mở ra. Tô Cẩm Ngọc khó hiểu hỏi, đây là gì? Tô Nhất Trần lấy từ trong dương ra một con búp bê, dịu giọng hỏi, đây là con búp bê em thích nhất hồi 3 tuổi, còn nhớ không? Tô Cẩm Ngọc lắc đầu. Tô Nhạc Phi và Tô Ý Thâm cũng bắt đầu lấy đồ trong dương ra. Đây là chiếc túi và chiếc nhẫn mà em thích nhất năm 5 tuổi, hồi ấy em đỏm dáng lắm. Đây là con thỏ bông em luôn ôm khi kiểm tra phát hiện ra bệnh máu trắng hồi 7 tuổi. Từ đấy trở đi, Tô Cẩm Ngọc phải làm vô số trị liệu. Để tránh bị nhiễm trùng, cô phải cách ly với rất nhiều thứ. Cô chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ bằng kính của phòng bệnh. Người nhà họ Tô muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt Tô Cẩm Ngọc, nhưng cô chỉ muốn khỏe mạnh trở lại, đó lại là thứ duy nhất họ không thể cho cô. Tô Nhất Trần thấy cổ họng chua xót, nói,
Đây là hoa hướng dương mà Ngọc Nhi vui vẻ ôm chặt không buông sau khi hoàn thành đợt trị liệu thứ hai. Một bông hoa hướng dương ép khô đang nằm lặng lẽ trong dương đồ. Khi ấy cả nhà mình rất phấn khởi, còn tưởng chúng ta đã thắng được căn bệnh ma quỷ kia. Nhà mình đã chụp ảnh ở cổng trang viên để kỷ niệm. Tô Nhất Trần đặt tấm ảnh lên bàn. Tô Cẩm Ngọc nhìn cô bé mặt mày tươi tắn với mái tóc ngắn như mới mọc mới trong tấm hình. Bên cạnh cô bé là ba người anh trai và ba mẹ của họ. Tô Nhất Trần lấy thêm rất nhiều món đồ ra, hầu hết đều là đồ chơi, mỗi món đồ đều có ý nghĩa rất đặc biệt. Cô bé trong tấm hình cũng dần lớn lên, từ 7,8 tuổi đến mười mấy tuổi, 20 tuổi, mỗi năm đều có ảnh chụp sinh nhật. Nhưng phần lớn ảnh đều được chụp trong phòng bệnh, tóc cô bé rụng hết nên không chịu chụp hình, các anh trai đã đặt cho cô bé rất nhiều bộ tóc giả. Tô Cẩm Ngọc có thể nhìn thấy rõ hành trình trưởng thành từ một cô bé đến thiếu nữ đôi mươi qua những tấm hình. Đây là em thật ư? Tô Cẩm Ngọc chạm vào tấm hình, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tựa như cô đang nhìn những trải nghiệm của mình ở kiếp trước, nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì. Tô Nhất Trần đặt đồ xuống, dịu giọng nói, chưa nhớ cũng không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra. Bọn họ quá nóng vội rồi. Túc Bảo nói phải tìm đủ mảnh vụn linh hồn thì Tô Cẩm Ngọc mới khôi phục trí nhớ, nhưng anh và Tô Nhạc Phi, Tô Ý Thâm vẫn muốn thử xem những món đồ kỷ niệm này có thể gợi lại chút hồi ức nào trong đầu em gái anh không. Tô Cẩm Ngọc nói, xin lỗi, em thật sự không có chút ấn tượng gì. Tô Nhạc Phi lập tức nói gì vậy, không cần phải xin lỗi. Ngọc Nhi không bao giờ phải nói xin lỗi. Tô Ý Thâm cũng nói, muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi. Tô Cẩm Ngọc muốn nói quỷ không cần nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi bay ra ngoài. Tô Nhạc Phi nhìn chằm chằm vào máy quay, mãi đến khi bóng Tô Cẩm Ngọc biến mất. Ôi, nếu có thể nhìn thấy Ngọc Nhi bằng mắt thường thì tốt rồi. Tô Nhạc Phi nói. Tô Ý Thâm cất máy quay đi, nói, gì cơ? Anh muốn nhìn thấy quỷ hả? Tô Nhạc Phi lẩm bẩm, không được à? Chẳng phải nhóc Tô Tử Du cũng nhìn được quỷ bằng mắt thường đó ư? Nói ra cũng kỳ lạ. Sao chúng ta không nhìn được mà Tô Tử Du lại thường trông thấy quỷ nhỉ? Túc Bảo thì là cô bé đặc biệt nhất trên đời rồi, không cần thắc mắc vì sao cô bé nhìn thấy quỷ nữa. Lẽ nào đúng như truyền thuyết, thiên nhãn của trẻ con chưa hoàn toàn đóng lại nên khác với người lớn ư? Tô Tử Du trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện bắt quỷ. Bây giờ ba cậu, Túc Bảo và các chú đều nghĩ tới chuyện hồi phục trí nhớ cho cô Tô Cẩm Ngọc, nhưng cậu quan tâm tới chuyện của Túc Bảo hơn. Phải nhanh chóng bắt quỷ lấp đầy hồ lô, nếu không thì, cậu có thể mất đi em gái. Giả thiết ác quỷ là X, oán quỷ thông thường là Y, lệ quỷ là Z. Sư phụ của Túc Bảo đã nói rồi, hồn quỷ tụ tập về bên cạnh cô Tô Cẩm Ngọc sẽ ngày một nhiều. Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng, vậy cậu có thể thiết kế một cái lưới bắt quỷ, quăng ra một cái là tóm gọn cả trăm Y không? X và Z không thường thấy, nhưng Y thì rất nhiều nha. Há chẳng phải chỉ một chốc đã hoàn thành việc lấp đầy hồ lô rồi ư? Tuyệt lắm, Tô Tử Du lập tức ngồi dậy, bật đèn lên. Vì kỳ trường nói quỷ sẽ không vào nhà nên Tô Tử Du không chút phòng bị, cứ vậy ngồi thiết kế. Bên ngoài trang viên nhà họ Tô, bọn quỷ đang dập dềnh bay lượn. Một con mèo đen xù lông dựng đứng, meo một tiếng như bị dọa sợ rồi nhảy phốc lên tầng thượng nhà họ Tô. Bỗng mèo đen như đụng vào thứ gì đó, bắt đầu đánh nhau. Nhiếp hồn phiến được kỳ trường bài bố ở vị trí ẩn trên tầng thượng chẳng may bị đuôi của con mèo đen quét cho rớt luôn. Mèo đen cất tiếng kêu quỷ dị, tiếp tục đánh nhau, sau đó mới sợ hãi chạy trốn khỏi tầng thượng rồi biến mất luôn ở vườn hoa. Nửa đêm, Tô Tử Du vẫn đang múa bút thành văn, bỗng một cơn gió thoảng qua, sau lưng cậu bỗng xuất hiện một nữ quỷ mặc đồ đỏ. Tô Tử Du cảm giác thấy điều bất thường, thông qua sự phản chiếu của cánh cửa kính. Tô Tử Du vừa ngẩng đầu đã trông thấy một nữ quỷ mặc đồ đỏ đang nằm bò trên vai cậu. A a a! Tiếng thét phá vỡ bầu trời đêm. Tô Tử Du co cẳng chạy đi tìm Túc Bảo. Chẳng ngờ vừa mở cửa phòng đã trông thấy hành lang lầu 2 đông kín, người ít nhất phải có 20 đến 30 người. Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn chúng nhất loạt quay đầu, nhìn Tô Tử Du hau háu. Nửa đêm canh ba, một đám người lặng yên không một tiếng động đứng thẳng đờ ở hành lang. Ai gặp cảnh tượng này chẳng sợ muốn chết. Ra đầu Tô Tử Du tê dại, mắt nhìn thẳng phía trước, cậu làm bộ mộng du rồi run rẩy đi về phía phòng Túc Bảo. Không thấy tao, không thấy tao, Tô Tử Du âm thầm cầu cho bọn quỷ không nhìn thấy cậu.
Thế nhưng nữ quỷ mặc đồ đỏ đang nằm bò trên vai cậu bỗng trượt xuống như con rắn, đầu nó lơ lửng trước mặt Tô Tử Du, đôi mắt trợn trắng nhìn Tô Tử Du hao háo. Hi hi hi, bạn nhỏ, có phải ngươi có thể nhìn thấy ta không? Nữ quỷ thở vào tai Tô Tử Du. Tô Tử Du chỉ biết làm bộ bị lắc mắt, cứng ngắc đi về phía trước. Nữ quỷ cười, có phải ngươi đang làm bộ mộng du không? Ban nãy ngươi đang làm bài tập, nào có ngủ mà mộng du? Nói rồi mặt nữ quỷ tách làm đôi, ánh mắt cũng trở nên vô cùng đáng sợ, xuống địa ngục với ta đi mà. Tô Tử Du sợ đến hồn bay phách tán, co cẳng chạy như điên, vừa chạy vừa kêu, hu hu, em gái ơi, cứu anh với em ơi. Cậu xuyên qua hồn thể của các quỷ hồn, bọn quỷ cùng phát ra tiếng hờ 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 từ cổ họng, Tô Tử Du như đang liều mạng thoát khỏi những thây ma trong thời mạt thế. Tô Tử Du ra sức chạy, cánh cửa phòng thúc bảo gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Dù cậu chạy thế nào cũng không đến được. Nghe thấy tiếng la hét, người đầu tiên ló đầu ra khỏi phòng là Mộc Quy Phàm, sau đó là Tô Nhất Trần. Chỉ thấy Tô Tử Du đang chạy tới chạy lui ở hành lang vắng lặng, bộ dạng vô cùng quỷ dị, chạy thế nào cũng không thoát ra khỏi đoạn hành lang đó. Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm vào chân Tô Tử Du, nói nhỏ, chúng ta rồi à? Tô Nhất Trần chau mày, có thể. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Túc Bảo. Nhưng, tiểu Túc Bảo ngoan của họ đang ngủ rất ngon. Tô Nhất Trần, còn 3-4 tiếng nữa mới đến bình minh, chắc Tử Du có thể chống đỡ được mấy tiếng nhỉ? Tô Tử Du, ba, con cảm ơn ba. Ngay lúc này, Tô Nhạc Phi bị đánh thức bởi tiếng ồn bỗng mở toang cánh cửa phòng. Trông thấy Tô Tử Du đang vừa khóc vừa la, còn chạy vòng tròn quanh hành lang, Tô Nhạc Phi lơ mơ. Tử Du, con đang làm gì thế? Giọng Tô Nhạc Phi rất to. Tô Tử Du kinh hãi, cả người bỗng run rẩy. Khoảnh khắc này, hai mắt Tô Tử Du ngưng trệ, miệng cười hi hi. Nước miếng rớt ra từ miệng cậu chẳng khác nào đứa con trai ngốc nhà địa chủ. Hi hi hi. À à à à à. Tô Nhất Trần. Anh liếc nhìn Tô Nhạc Phi một cái, quả nhiên, không sợ đối thủ thần thánh, chỉ sợ đồng đội heo. Tô Nhạc Phi. Mẹ kiếp, có phải anh vừa làm chuyện gì không nên làm không? Lẽ nào hồi nãy Tử Du bị mộng du? Các cụ vẫn dậy không được gọi tên người đang mộng du, xong đời rồi, anh vừa gây họa rồi phải không? Tô Nhạc Phi không dám lên tiếng. Mộc Quy Phàm nói nhỏ, tôi đi gọi Túc Bảo dậy. Tô Nhất Trần gật đầu, vừa quay đầu đã thấy Tô Tử Du đang giơ tay lên rồi nhào về phía anh, nước mắt nước mũi nước miếng rớt tong tong xuống sàn, a à à à. Tô Nhất Trần, bỗng dưng thấy hơi ghét bỏ đứa con trai ngốc này. Tô Nhất Trần nắm vai Tô Tử Du, chỉ cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo. Túc Bảo được Mộc Quy Phàm ẵm ra khỏi phòng. Cô bé mơ màng dụi mắt, nói giọng mềm mại, ba ơi sao thế? Tô Tử Du lập tức nhào về phía Túc Bảo, a à à à. Hu hu hu, em gái ơi nhìn xem còn cứu được anh không? Tô Tử Du vừa ngoảnh đầu lại đã trông thấy nữ quỷ mặc đồ đỏ đang bắt đầu gặm cổ cậu. Lùi lên chút nữa là gặm luôn cái đầu a à à của cậu rồi, không. Gặm đầu cậu. Ruột gan Tô Tử Du cồn cào như lửa đốt. Túc Bảo sững sờ, ô, sao quỷ đều chạy vào nhà được hết vậy? Tô Nhạc Phi, đều, vào được hết. Một cơn gió thổi qua. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, đến kim chỉ nam trong, cái chậu sắt, ở cửa phòng Tô Tử Du cũng đang điên cuồng chuyển động. Theo cách nói của Tô Tử Du, trường hợp này gọi là từ trường mất ổn định nghiêm trọng. Tô Nhạc Phi vô thức lùi về sau một bước. Ngay lúc này, sau lưng anh ấy truyền đến một giọng nói chết chóc, chàng tương đương trai tương đương trẻ tương đương ơi tương đương dẫm lên chân ta rồi nè tương đương. Tô Nhạc Phi quay phát đầu lại thì trông thấy một bà cụ mặc đồ liệm màu tím đậm. Mẹ kiếp, anh cuống quýt chạy lên trước, kết quả lại trông thấy một cô bé quỷ đứng trước mặt, cười hi hi, chú ơi, cùng chơi trò trốn tìm không nè. Tô Nhạc Phi. Sau sự xuất hiện của bà cụ và cô nhóc này, hành lang dần hiện lên rất nhiều người. Mặt ai nấy đều đờ đẫn, hai mắt phát ra ánh sáng âm u. Một con quỷ sơ sinh vui vẻ bò trên đất, cuống rốn dài trên người nó kéo theo, một nữ quỷ có cái bụng nứt toác. Tô Nhạc Phi. Anh vội thôi miên mình thành người lắc mắt, mặc niệm, tôi không thấy gì hết. Hu hu hu, cho anh rút lại câu đã nói lúc tối. Anh không bao giờ muốn trông thấy quỷ nữa đâu. Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc sải bước tới, chắn trước mặt Tô Nhạc Phi. Tô Cẩm Ngọc chau mày, nhìn đăm đăm vào cô bé quỷ rủ chơi trốn tìm ban nãy, cảnh cáo, đi qua chỗ khác chơi.
Tô Nhạc Phi ngẩn người. Đây là em gái anh, là cô em gái mà anh thương yêu 20 năm trời. Còn tưởng không bao giờ được gặp lại, chẳng ngờ giờ đây em ấy đang chắn trước người anh, giống như khi trước anh vẫn luôn bảo vệ em ấy. Hốc mắt Tô Nhạc Phi đỏ hoe, Ngọc Nhi. Anh thu lại câu nói ban nãy. Thấy quỷ cũng tốt lắm nha. Những con quỷ mà anh khiếp sợ này, lại chính là linh hồn mà người thân của chúng tha thiết muốn nhìn thấy. Cô bé quỷ bị Tô Cẩm Ngọc nhìn đăm đăm, đành phải lùi về sau. Tô Cẩm Ngọc nước mắt lưng tròng, Ngọc Nhi của anh năm giỏi quá, giờ đã biết bảo vệ anh rồi. Tô Cẩm Ngọc, đại ca, như này hơi cường điệu rồi đấy. Tô Nhất Trần chau mày. Sao thế này, Tô Nhạc Phi cũng có thể nhìn được quỷ rồi ư. Còn anh và Mộc Quy Phàm thì chẳng trông thấy gì. Mộc Quy Phàm dứt khoát đi lấy máy quay của Tô Tử Du. Chẳng ngờ phát minh của cậu nhóc lại có ích đến vậy. Ở một bên khác, Túc Bảo đang nắm cổ chân nữ quỷ mặc đồ đỏ, toàn kéo nó xuống khỏi người Tô Tử Du. Lệ quỷ mặc đồ đỏ tức giận chửi mắng, nó cảm nhận được thể chất đặc biệt của Tô Tử Du, tuy sức hấp dẫn hơi yếu. Nếu có thể nhập vào người Tô Tử Du, nó sẽ trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó, nó có thể đi tìm kẻ đã hại chết nó để báo thù. Chẳng ngờ lại có một con nhóc tới gây rối. Thả ta ra, lệ quỷ hét chói tai, ta phải ăn ngươi. Lệ quỷ mặc đồ đỏ nhào về phía Túc Bảo, Tô Nhạc Phi sợ hãi kêu lên, Túc Bảo cẩn thận. Tô Cẩm Ngọc không nghĩ gì đã nhào tới. Túc Bảo lập tức giơ tay lên, lệ quỷ mặc đồ đỏ kêu thảm thiết vì bị ánh sáng từ sợi dây đỏ đánh bay ra ngoài. Tô Nhạc Phi kinh ngạc nhìn sợi dây trên cổ tay Túc Bảo. Một sợi dây trông rất tầm thường lại lợi hại vậy ư. Hành lang bỗng chốc hỗn loạn, mấy con quỷ nhỏ như cô bé ban nãy chạy loạn rồi cười hi hi ha ha. Bà cụ mặc đồ liệm ban nãy đứng tán dóc bên tai Tô Nhạc Phi, hỏi xin anh cho bà cụ thân thể. Còn có quỷ sơ sinh bò dưới sàn, quỷ mẹ khó sinh buồn bã cảm giảm, nói không muốn chết, ít nhất cũng phải tranh giành cho con mình chút phúc khí. Hành lang có khoảng 30 con quỷ già trẻ. Mặt Tô Nhạc Phi và Tô Tử Du đều nhuốm vẻ kinh sợ. Ngay lúc hỗn loạn nhất, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, bọn quỷ chạy tán loạn như trông thấy thứ gì đáng sợ lắm. Áo choàng trắng của Kỷ Trường vẫn bay phấp phới trong hành lang lặng gió, tay hắn siết cổ lệ quỷ mặc đồ đỏ, chỉ nghe bụp một tiếng. Lệ quỷ kêu chói tai rồi hóa thành sát khí, bay vào hồ lô linh hồn trong tay Túc Bảo. Một số quỷ khác lần lượt chịu chung số phận như lệ quỷ ban nãy, hóa thành sát khí rồi bay vào hồ lô. Ngay lúc này, có 7-8 mảnh vụn màu vàng bay lên như đom đóm. Túc Bảo tròn mắt ngỡ ngàng, là mảnh vụn linh hồn của mẹ. Hóa ra, phương pháp của Kỷ Trường thật sự có ích. Túc Bảo vội chạy tới bắt lấy mảnh vụn ở gần nhất rồi đặt vào hồn thể Tô Cẩm Ngọc. Các mảnh vụn phát sáng khác nhấp nháy, từ từ bay về tập trung trên người Tô Cẩm Ngọc. Trên hành lang chỉ còn sót lại vài con quỷ đang sợ hãi quỷ dưới đất, hét, đừng giết tôi. Đừng giết con của tôi. Kỷ Trường thu tay về, lạnh lùng nhìn đám quỷ. Hai mắt Tô Tử Du lấp lánh, sư phụ của Túc Bảo ngầu quá. Cậu cũng muốn trở thành thiên tôn ngự quỷ ngầu như này. Túc Bảo mừng rơn, sư phụ của cô bé vừa ra tay đã tìm được 8 mảnh vụn linh hồn của mẹ bé. Sư phụ tuyệt quá, sư phụ 666. Xem, cô bé còn lại học thêm được từ mới, từ vựng chất lượng cao của loài người. Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, Kỷ Trường phất tay áo rồi đứng trước mặt mấy quỷ hồn còn sót lại. Cô bé quỷ sợ hãi dán vào cái bụng đang nứt toác của quỷ mẹ. Quỷ sơ sinh đang bò trên đất cũng bò về lòng quỷ mẹ. Hai con quỷ nhỏ còn lại thì run như cầy sấy. Quỷ mẹ đang ôm hai quỷ con khóc to, đừng thu ta vào hồ lô. Ta chỉ thương xót hai đứa con của mình, ta không cố tình lưu lại trần gian đâu. Bà cụ mặc đồ liệm cũng cúi đầu, nói, ta còn một câu chưa nói được với con trai ta, để ta nói xong là được, cầu xin ngươi. Tô Nhất Trần nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra thế này, Tô Nhạc Phi cũng nhìn thấy ma được ư. Nhưng trong khi cả anh lẫn Mộc Quy Phàm đều chẳng nhìn thấy gì cả. Mộc Quy Phàm chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng một mạch vào phòng của Tô Tử Du, lấy máy ảnh của cậu đi. Không ngờ phát minh của thằng nhóc này hữu dụng phết. Một bên khác, Túc Bảo đang tóm chặt chân của nữ quỷ mặc đồ đỏ hòng kéo nó ra khỏi người Tô Tử Du. Con quỷ mặc đồ đỏ giận đùng đùng chửi bới om sòm. Bởi vì nó là ác quỷ nên nó cảm nhận được Tô Tử Du có thể chất đặc biệt. Ở cậu có một sức hút gì đó tuy rất yếu nhưng lại hết sức hấp dẫn. Nếu như chiếm được thân xác của Tô Tử Du, nó sẽ trở nên lợi hại hơn.
Đến lúc đó, nó sẽ có thể tìm đến kẻ đã hại chết mình để báo thù. Ngờ đâu giữa chừng lại bị một đứa con nít phát đám. Thả ta ra, nữ quỷ mặc đồ đỏ hét chói tai, ta sẽ ăn ngươi. Nó vừa gào thét inh ỏi vừa nhào về phía Túc Bảo, Tô Nhạc Phi bàng hoàng quát to, Túc Bảo, cẩn thận. Tô Cẩm Ngọc xông tới chỗ bé mà không chút nghĩ ngợi. Túc Bảo ngay lập tức buông tay ra, thế là con quỷ mặc đồ đỏ rít gào thống thiết, bị vầng hào quang màu đỏ rực phát ra từ sợi dây cùng màu đánh văng ra ngoài. Tô Nhạc Phi giật mình nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay Túc Bảo. Hóa ra sợi dây đỏ trông tầm thường, chẳng có gì đặc biệt ấy lại đáng gờm đến thế ư. Hành lang lúc này là một cảnh tượng rối như canh hẹ, càng lúc càng có nhiều con quỷ ùa ra, nhóc quỷ nghịch ngợm trông như bé gái cười khúc khích chạy lăng xăng trong hành lang, bà cụ mặc áo liệm thì cứ luẩn quẩn xung quanh Tô Nhạc Phi mà trò chuyện, hỏi Tô Nhạc Phi có thể cho mình một cái xác người được không. Có cả linh hồn đứa trẻ sơ sinh vui vẻ bò dưới đất, bà mẹ khó sinh thì đau khổ lại nhải rằng mình không muốn chết, ít nhất phải tranh thủ một chút may mắn cho con mình. Những linh hồn vất vưởng hiện đang có mặt tại đây đông như mắc cửi, ước chừng lên đến 20-30 người. Cả Tô Nhạc Phi lẫn Tô Tử Du đều lộ vẻ kinh hãi y như nhau. Giữa lúc hỗn loạn nhất, một vầng sáng trắng chói mắt đột nhiên lóe lên, bọn âm quỷ hốt hoảng bỏ chạy tứ phía như thể vừa thấy gì đáng sợ lắm vậy. Áo bào của Kỷ Trường không gió mà bay, hắn tóm lấy cổ con quỷ mặc đồ đỏ chỉ với một tay, sau đó một tiếng xèo vang lên. Con quỷ gào thét, hóa thành sát khí bay về phía hồ lô linh hồn mà Túc Bảo đang cầm trên tay. Tay áo bào của Kỷ Trường lại phấp phới, chỉ với một cái phất tay áo thôi mà toàn bộ âm quỷ trên hành lang không hẹn mà cùng kêu rên thảm thiết, hóa thành sát khí và bay hết vào hồ lô linh hồn. Vào giây phút bọn âm quỷ biến thành sát khí, 7-8 mảnh vỡ ánh vàng dâng lên, lơ lửng giữa hành lang như những con đom đóm. Túc Bảo trợn to hai mắt, là mảnh vỡ linh hồn của mẹ. Hóa ra phương pháp của Kỷ Trường có tác dụng thật. Túc Bảo vội vàng chạy đến, nắm lấy đốm sáng vàng gần mình nhất rồi bỏ vào cơ thể của Tô Cẩm Ngọc. Những đốm sáng màu vàng rực ấy nhấp nháy, từ từ bay đến bên cạnh Tô Cẩm Ngọc rồi tập trung lại. Chỉ còn dăm ba con âm quỷ trong hành lang, chúng nó đều sợ hãi quỳ mọp dưới đất mà van nài những lời như đừng giết ta, đừng giết con ta. Kỷ Trường dừng tay, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Tô Nhạc Phi, ghét chết đi được, bị hắn giành hết hào quang rồi còn đâu. Đôi mắt Tô Tử Du lấp la lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, sư phụ của Túc Bảo ngầu quá đi mất. Cậu cũng muốn trở thành đấng thánh thần có phép ngự quỷ ngầu đét như vậy. Túc Bảo thì vô cùng mừng rỡ, sư phụ vừa ra tay là tìm được 8 mảnh vỡ linh hồn của mẹ ngay. Sư phụ phụ đỉnh của chóp, sư phụ phụ 666. Nhìn kìa, bé con lại học được ngôn ngữ mới rồi, ngôn từ phong phú và đa dạng đỉnh cao của loài người. Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, Kỷ Trường phất ống tay áo rộng lớn lên, sau đó chắp tay đứng trước mặt những con quỷ còn sót lại ở đây. Bé gái sợ hãi xà tới chỗ người phụ nữ rách bụng, linh hồn trẻ sơ sinh đang bò dưới đất cũng bò về lồng ngực của nữ quỷ. Hai đứa quỷ nhỏ thì đều run như cầy sấy. Nữ quỷ ôm hai đứa quỷ nhỏ, oà khóc thật to, đừng thu ta mà. Do ta thương con quá thôi, chứ ta không cố ý vấn vương nhân gian đâu. Bà cụ mặc áo liệm cũng cúi đầu, ánh mắt lập lòe, ta vẫn còn một câu chưa kịp nói với con ta. Làm ơn cho ta nói nốt câu này thôi, cầu xin ngươi. Kỷ Trường nhíu mày, nhân gian có pháp, địa phủ có quy, lúc phải xuống âm tào địa phủ thì các ngươi không chịu đi, lỡ mất thời gian, để rồi biến thành cô hồn dã quỷ, đáng lẽ ra phải bị giết chết không nương tay đấy. Sau khi con người chết đi, họ sẽ được hắc bạch vô thường dẫn đi, sau đó đến miếu thổ địa để xác nhận hộ khẩu theo thủ tục. Đến khi xác nhận không có sai sót gì mới được đưa đến Hoàng Tuyền. Đến đường Hoàng Tuyền, đầu trâu mặt ngựa sẽ phụ trách đưa người đó đến địa phủ, nếu việc xét duyệt trơn tru chót lọt thì sẽ được đưa đến Phong Đô nhận thọ quỷ, còn không thì lên cầu Nại Hạ uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai. Hoặc bị áp giải đến Điện Diêm Vương, bị tra khảo, vào địa ngục và chịu cực hình. Những linh hồn rơi vào trường hợp đặc biệt như không chịu đi hoặc không có hộ khẩu ở lại dương gian, cuối cùng cũng sẽ từ từ hồn phi phách tán. Nói chung là cái gì cũng phải tuân theo quy định nghiêm ngặt. Quỷ du đãng ở nhân gian là trái với quy định, ai gặp đều có thể giết sạch. Nữ quỷ dập đầu lia lịa, ta biết, ta biết. Nhưng hai đứa con của ta chết tội nghiệp quá, ta chỉ muốn tìm một ít may mắn cho con tôi, để kiếp sau bọn chúng đầu thai được tốt hơn thôi. Túc Bảo tò mò hỏi, các gì đã chết thế nào vậy? Còn nữa, bà cụ muốn nói gì thế?
Nữ quỷ khóc lóc mách trước. Một năm trước, ta ôm đứa thứ hai dẫn con băng qua đường. Bởi vì cột đèn giao thông quá xa nên nó cũng lười biếng, thấy ai cũng băng qua đường sau khi đèn xanh nên nó cũng dẫn đứa lớn, cũng chính là bé gái này, qua đường. Hôm đó vốn chẳng có nhiều xe mấy, nhưng đột có một âm thanh chói tai vang lên ở đằng xa, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm sầm ra ngoài. Con gái nó cũng gặp nạn theo, chiếc bụng bầu bị đè bẹp, rách ngay tại chỗ, em bé cũng không may mắn qua cơn nguy kịch. Nữ quỷ khóc lóc, tất cả là lỗi của ta, đều là lỗi của ta cả. Giá như ta không lười biếng, giá như ta dẫn con đi mà chú ý đèn giao thông hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Ta chết vốn chẳng có gì tiếc nuối, nhưng còn con ta mới có 7 tuổi thôi mà, nó mới học tiểu học thôi mà, nó vẫn một tương lai xa đang chờ nó nữa. Cả đứa con út của ta nữa, nó còn chưa được ra đời, chưa được nhìn thế giới này lần nào cả. Nữ quỷ khóc nhiều đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Kỷ Trường chẳng lạ gì với chuyện sống chết nữa, sửng dưng nói, mỗi người đều có số của mình, do ngươi không tuân thủ luật an toàn giao thông trước, chết thì cũng không nên kéo hai đứa con của ngươi theo. Nữ quỷ biện minh, ta không kéo hai đứa con theo, ta chỉ muốn tìm chút vận may cho con tôi mà thôi. Kỷ Trường cười khẩy. Hết tìm vận may đến tìm âm đức, sao không xuống cõi âm ti quỷ đô luôn đi. Ở đó cũng kiếm được mà. Nữ quỷ không trả lời được, chỉ biết khóc thút thít. Xuống cõi âm ti quỷ đô, ở đó có nhiều quỷ tìm kiếm âm đức như vậy, vất vả biết mấy. Nó ngước lên để lộ gương mặt thấm đẫm nước mắt, nó cầu xin một cách đáng thương, trước mắt thì có, cầu xin các ngươi mà, ta chỉ cần hai mảnh vỡ nhỏ thôi. Đoạn nó nhìn về phía Tô Cẩm Ngọc, cầu xin ngươi. Ngươi có nhiều phúc lành như vậy mà, ta có thể không cần nhưng con ta là vô tội, xin ngươi hay chia sẻ cho chúng một ít đi mà. Khuôn mặt Kỷ Trường không hề bộc lộ một cảm xúc nào, hắn đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ lâu, vạch trần một cách vô tình, có thật là ngươi làm vậy vì con ngươi không? Ngươi chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình, hối hận, tự trách vì đã hại chết hai đứa con nên mới nằng nặc đòi, bù đắp cho hai đứa trẻ, tất cả là để ngươi hết cắn dứt lương tâm mà thôi. Nếu không tại ngươi mà hai đứa trẻ này đã được đi đầu thai một lần nữa rồi. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của nữ quỷ càng thêm trắng bệch hơn, nó lắc đầu nguầy nguậy, không phải vậy, không phải vậy, con ta đáng thương quá, ta thật sự chỉ muốn bọn nó có cơ hội đầu thai vào nhà tốt mà thôi. Nữ quỷ càng nói càng kích động, vốn dĩ bọn ta bị tai bay vạ gió mà. Đáng lẽ ra có phải hoàn toàn là lỗi của ta đâu, chẳng qua là bọn ta bị liên lụy thôi. Lệ quỷ mặc đồ đỏ hồi nãy ấy. Chính cô ta đã tông chết bọn ta đấy. Đường Tráng Cẩm vốn không nhiều xe cộ qua lại, nữ quỷ kia tức giận với người khác nên mới làm liên lụy bọn ta. Đường Tráng Cẩm. Đường Tráng Cẩm vào một năm trước. Tô Nhạc Phi sực nhớ ra một chuyện, quả thật cách đây một năm đã xảy ra một trận tai nạn giao thông trên đường Tráng Cẩm, lúc ấy bọn tôi có một công trường ở gần đó. Một nữ tài xế đang lái xe trên đường với tốc độ rất chậm. Lúc đi vào tuyến đường một chiều thì chiếc xe đằng sau chờ lâu quá mất kiên nhẫn, nam tài xế trong đó muốn vượt qua. Nhưng nữ tài xế không cho nam tài xế vượt, nam tài xế bực dọc, lúc lái tới đường Tráng Cẩm đã nhiều lần cố ý thắng xe ngay trước xe của nữ tài xế. Nữ tài xế cũng bắt đầu bực mình theo, thế là so bì với nam tài xế. Hai người càng ngày càng tăng tốc, giành đường vượt xe, cuối cùng nữ tài xế mất lái, tông vào chiếc xe vận tải kế bên. Xe vận tải không kịp trở tay, tông chết hai mẹ con đang từ cột giao thông đang hiển thị đèn xanh băng qua đường, người mẹ ấy còn đang ôm con. Sau đó nam tài xế bị bắt, do cố tình giành đường, cuối cùng làm cho cả nữ tài xế, người mẹ đang mang thai cùng với một bé gái mất mạng nên bị xử tù chung thân. Tô Tử Du tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. Thảo nào tự dưng khuôn mặt của nữ quỷ hồi nãy bung bét cả ra, hóa ra là do chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Túc Bảo ngờ vực hỏi. Sư phụ, thế tại sao dì mặc đồ đỏ lại biến thành lệ quỷ ạ? Ai cũng chết như nhau, dì mang thai và bé gái sau khi chết đều biến thành cô hồn bình thường, trong khi người này lại biến thành lệ quỷ. Kỷ Trường trả lời, có lẽ do lúc chết cô ta giận dữ lắm mà chẳng cách nào giải tỏa được, dù gì trước khi chết cũng đang so bì với người khác mà, trùng hợp lúc đó lại đang mặc đồ đỏ nữa. Có lẽ trong suy nghĩ của nó, chính nam tài xế đã hại chết mình. Nó nung nấu chấp niệm muốn kéo nam tài xế chết cùng mình nên hóa thành lệ quỷ đòi báo thù cũng chẳng có gì là lạ. Túc Bảo mím môi, thoáng chốc chẳng biết nên đánh giá thế nào là đúng, thế nào là sai. Dì vỡ bụng không tuân thủ luật an toàn giao thông là không đúng nhưng dì mặc đồ đỏ đang đi đường mà giành đường vượt ẩu với người khác,
hại chết gì vỡ bụng và bé gái. Cũng không đúng. Trong trường hợp này, rốt cuộc họ có đáng được thông cảm hay không? Sư phụ, thế chúng ta phải thu gì vỡ bụng kia à? Bé con ngẩng đầu nhìn Kỷ Trường, trên mặt đầy vẻ bối rối. Kỷ Trường thì mặt mày thản nhiên như không, không có một chút nhân từ nào, thu. Tô Tử Du, chuyện này. Kỷ Trường nói, đúng là đứa trẻ không có tội tình gì nhưng con cái không thể trở thành lý do để người ta gây ra lỗi lầm được, biết chưa? Trên thế giới này có hàng ngàn người đáng thương, nhưng họ không thể đòi hỏi người khác nhường nhịn mình chỉ vì mình đáng thương được. Hắn cụp mắt nhìn về phía Túc Bảo, trong lòng thầm thở dài. Thật sự rất khó cho bé khi bây giờ bắt bé phải lý giải được những chuyện vô cảm nhưng lại khó mà làm được này. Tuy nhiên, đứng trên cương vị một Diêm Vương nhỏ thì bé vốn dĩ không được phép có bất kỳ tình cảm thừa thãi nào. Suốt đời phải giữ tâm trí lạnh lùng, hiểu thấu thế gian muôn màu, một khi nảy sinh tình cảm thì sẽ đánh mất sự công bằng chính trực, nhưng nếu vô cảm thờ ơ thì chẳng thể nào tỏ tường tình người nằm ngoài phạm vi của lý lẽ, để rồi trở thành một kẻ đánh mất nhân tính. Thế Túc Bảo muốn làm gì nào? Kỷ Trường nhìn bé. Sau một hồi nghĩ ngợi, Túc Bảo hỏi, giam cầm gì ấy ở quỷ giới được không? Sư phụ phụ từng nói rằng ở quỷ giới có địa phủ, có phong đô là nơi tụ họp của tất cả những linh hồn không được đầu thai. Sự khen ngợi hiện lên trong mắt Kỷ Trường, bây giờ bé nghĩ được đến đây là đã giỏi lắm rồi. Được chứ? Mặc dù vẫn còn cách khác nhưng Kỷ Trường không nói gì thêm nữa. Nếu Túc Bảo đã nói vậy thì cứ làm theo ý muốn của bé thôi. Nữ quỷ vỡ bụng ôm linh hồn trẻ sơ sinh, nắm tay bé gái, ánh mắt nó vẫn chứa đựng sự không cam tâm, thỉnh thoảng nó còn không kìm được liếc Tô Cẩm Ngọc mấy lần. Kể từ khi ra khỏi quỷ giới, nó phải vất vả lắm mới kiếm được âm đức, chưa kể đến việc nó còn phải mang hai đứa con đi cùng. Tô Cẩm Ngọc có nhiều phúc đức như vậy mà không thể chia cho nó một chút được ư. Kỷ Trường phất tay, nữ quỷ không còn lựa chọn nào nữa, một lớn hai nhỏ biến mất ngay trước mắt họ. Tô Nhất Trần mím môi. Sau khi xem những gì mà nữ quỷ này đã trải qua khi còn sống, tâm trạng anh nặng trĩu, rối như tơ vò chẳng thể thốt thành lời. Dẫu sao đây cũng không phải xem TV, xem phim ảnh mà là chuyện đã thực sự xảy ra trong cuộc sống thực tế. Tô Nhất Trần nhìn sang Túc Bảo, anh không thể nào tưởng tượng nổi bao nhiêu lần đối mặt với vấn đề nhân tính phức tạp này sẽ không để lại chút tì vết nào trong trái tim vô tư của một đứa trẻ như bé. Xong, anh lại thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Túc Bảo là một nụ cười tươi tắn. Có vẻ bé đang vui lắm, hệt như vừa xong được một câu hỏi hóc búa vậy. Đó là một sự đơn thuần và vô lo vô nghĩ, không mảy may bận tâm câu chuyện mà nữ quỷ vừa kể. Con nít mà, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua. Như thế cũng tốt. Túc Bảo quay đầu nhìn về phía bà cụ mặc áo liệm còn đứng ở bên cạnh, hỏi, còn bà thì sao? Nguyên nhân cái chết của bà là gì ạ? Kỷ Trường thầm khen, giỏi quá, làm việc càng lúc càng thành thạo rồi. Bà cụ mặc áo liệm nói với vẻ sâu xa, ta vẫn còn một câu chưa nói với con trai ta. Câu này hết sức quan trọng, ta nhất định phải nói với nó. Túc Bảo tò mò hỏi, câu gì mà quan trọng thế ạ? Bà cụ mặc áo liệm, ta có chôn một cái lon trong mảnh vườn đằng sau nhà cũ của bọn ta, trong lon có 10 cây vàng và một cuốn sổ tiết kiệm. Nói đến đây, bà ta hết sức kích động, cả 10 cây vàng ấy đều 100 gram cả. Theo giá vàng hiện nay thì một cây vàng trị giá đến 300.000, 10 cây vàng là 3 triệu, thêm cả 1 triệu trong sổ tiết kiệm của ta là 4 triệu rồi. Túc Bảo, oa, nhiều tiền quá. Bé con thật sự rất phối hợp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ trầm trồ. Khóe miệng Mộc Quy Phàm co rúm. Tô Nhạc Phi kiểu, Túc Bảo à, con mà nói với cậu một tiếng thì một tháng cậu cho 10 triệu tiền ăn vặt chơi chơi cũng không thành vấn đề, không cần phải trầm trồ vì 4 triệu đâu con à. Thế nhưng anh cũng biết số tiền 4 triệu quan trọng với người bình thường nhường nào. Đối với một số người, đó là số tiền mà cả đời cũng không thể nào kiếm được, thảo nào bà cụ mãi mà vẫn chưa siêu thoát. Bà cụ mặc áo liệm tiếp tục kích động nói, nhưng mà con ta lại đòi bán nhà dưới quê đi. Nó muốn lên thành phố cưới vợ mua nhà mới. Nếu bán thì lỡ người khác đào được, số tiền đó sẽ thuộc về người khác mất. Nói tới đây, bà ta vô cùng sốt ruột, rớt cả bộ răng giả xuống đất. Kích động đến mức toàn thân đằng đằng sát khí. Không được, ta nhất định phải về, ta nhất định phải nói cho con ta biết dưới nhà có tiền. Kỷ Trường vẫn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt đáp, ồ, muốn nói cho con trai ngươi biết thì ngươi có thể báo mộng mà, tại sao cứ khăng khăng đòi tự quay về vậy? Khi còn sống, tại sao chuyện lớn như vậy mà ngươi chưa bao giờ nói với con ngươi,
chết rồi thì lại nghĩ đến chuyện đó. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang đi, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này? Tức là con người đến thế gian này chỉ với hai bàn tay trắng và rời đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng, của cải vật chất dù có nhiều đến mấy thì khi chết cũng không mang theo được gì, và tiền tài danh vọng không phải là thứ mang lại cho chúng ta tâm hồn tươi đẹp, sức khỏe và hạnh phúc thật sự. Thấy vẻ thắc mắc trong ánh mắt Túc Bảo, Kỷ Trường giải thích, cặp sách nhỏ, chúng ta phải học cách quan sát quỷ hồn, con xem này. Khuôn mặt bà lão này sạch sẽ, không có bất kỳ vết xây sát nào, điều đó chứng tỏ bà ta không phải đột ngột qua đời, tóc tai gọn gàng, mặc áo liệm, còn đeo một miếng ngọc bội, chứng tỏ con trai có hiếu. Sau khi điều tra, bà ta chết vì bệnh tật chứ không phải đột nhiên qua đời, con trai lại hiếu thảo, như vậy bà ta hoàn toàn có cơ hội kể chuyện này với con trước khi chết, tại sao bà ta không nói? Biểu cảm trên mặt bà lão mặc áo liệm ngay lập tức trở nên gượng gạo, mắt đảo láo liên, ta. Kỷ Trường nói, cho nên ngươi đừng lấy con trai ngươi ra làm cớ nữa, chính bản thân ngươi muốn trở về thì đúng hơn đấy. Bởi vì ngươi chưa được sống đủ, ngươi giấu nhẹm số tiền kia cả đời nhưng về già lại không được hưởng, thế nên ngươi muốn về hưởng thụ xong mới bằng lòng siêu thoát. Dường như đã bị nói trúng tim đen, bà cụ mặc áo liệm vừa nhặt bộ răng giả của mình lên vừa thều thào. Ta chưa kịp nói thôi, chưa kịp nói thôi. Túc Bảo đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bé suy luận từng chút một, nói, bởi vì bà vẫn còn nhiều tiền chưa dùng hết nên bà không chịu siêu thoát. Bà không chịu báo mộng sau khi chết là vì bà muốn sống lại để tự mình tiêu hết số tiền đó, do đó bà mới muốn cướp thân xác của mẹ cháu. Là vậy đúng không? Bà cụ bắt đầu sốt ruột, không phải vậy, báo mộng cũng cần có thời gian mà, số người muốn báo mộng đầy ra đó, đâu đến lượt ta đâu. Ta, con ta sắp bán nhà cũ rồi còn gì, chẳng qua là ta sốt ruột quá thôi. Hơn nữa muốn báo mộng thì phải tốn âm đức, vậy là bà ta còn phải vất vả kiếm âm đức nữa. Ta vì con ta thật mà, bà ta cãi chảy cãi cối, thật mà, ta vì con ta thật. Kỷ Trường giơ tay lên, một lá bùa màu vàng bay đến, bịt kín miệng bà cụ lại. Sốt ruột, vì con trai ư. Những oán linh lang thang ở nhân gian thường người thân sẽ không nhìn thấy. Cũng không cách nào để báo mộng cả. Có lẽ sẽ phải mất đến hàng chục, hàng trăm năm để chờ đợi cơ hội này, nhưng nếu ngoan ngoãn đến địa phủ, trả một chút âm đức để báo mộng thì kể ra còn nhanh hơn so với khi bà ta lang thang trên nhân gian nhiều. Thực chất bà ta chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Yêu tiền, giữ tiền, đến chết cũng không chịu nói cho con trai biết chuyện mình chôn mấy cây vàng, đến khi chết rồi thì mới phát hiện tiền thật sự không mang theo được. Kỷ Trường cụp mắt nhìn Túc Bảo. Túc Bảo nghĩ nên giải quyết chuyện bà cụ thế nào? Túc Bảo nghiêm túc nghĩ ngợi. Số tiền đó nhiều quá trời quá đất. Nghĩ đến bao lì xì của mình, Túc Bảo thấy xót cả ruột. Nếu bé bị người khác lấy mất tiền của mình thì bé cũng sẽ rất khó chịu. Túc Bảo nói, vậy thì nói cho con trai của bà cụ để chú ấy đào mấy cây vàng lên, như vậy chú ấy không cần bán nhà bà cụ mà vẫn có thể mua nhà mới rồi. Kỷ Trường gật đầu, ừ, sau đó thì sao? Quan trọng nhất là xử lý bà cụ này như thế nào? Túc Bảo không nghĩ gì nhiều, trả lời, giống như gì vỡ bụng hồi nãy vậy, đưa thẳng đến Phong Đô là được rồi ạ. Người có nơi dành cho người, quỷ cũng có nơi dành cho quỷ, đơn giản mà. Kỷ Trường không khỏi buồn cười, nhóc con này còn biết suy một ra ba nữa chứ. Thật ra vẫn còn một cách là thu bà cụ, biến bà ta thành sát khí rồi thu về hồ lô linh hồn nhằm làm tăng thêm sức mạnh của bé. Hễ là linh hồn lang thang ở nhân gian trái với quy định thì ai gặp cũng có thể giết sạch. Tuy nhiên, Kỷ Trường vẫn không tiết lộ gì thêm mà lấy lá bùa vàng ra, hỏi, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ giúp ngươi báo mộng con trai và thú thật với cậu ta chuyện mấy cây vàng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tên và địa chỉ của con trai ngươi là được. Bà cụ mặc áo liệm mấp máy môi, bà ta không đồng ý làm vậy. Ta muốn tự mình nói cho con trai ta biết, ta còn muốn gặp nó nữa. Đây là chuyện bình thường của đời người, mẹ muốn gặp con là chuyện bình thường của đời người mà. Túc Bảo không kìm được ngắt lời bà ta, đúng là chuyện bình thường của đời người, nhưng bây giờ bà là quỷ mà. Thế nên công thức này quá vô lý. Bà cụ, thế mà cũng được à? Bà ta còn định biện minh gì thêm nữa nhưng Kỷ Trường đã phất tay, không nói thì thôi, đằng nào ta cũng không có trách nhiệm quản tiền tài, ta chỉ quản âm quỷ mà thôi. Hắn vừa dứt câu thì chân của bà cụ biến mất một nửa, bà cụ sốt vó lên ngay, vẫn ngoan cố biện giải. Chỉ đến khi cổ cũng biến mất, cuối cùng bà cụ mới đành thú thật họ tên và địa chỉ của con trai mình.
Bà ta thật sự muốn tự mình tiêu hết số tiền đó, nhưng nếu nguyện vọng này chẳng thể thành sự thật thì cho con trai còn đỡ hơn là cho người ngoài. Kỷ Trường rút tay về, bảo, nhìn kìa, rồi cũng chịu nói rồi đấy thôi. Túc bảo, con học không được. Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm. Kỷ Trường xoa đầu Túc bảo, mắng yêu, con bé tinh quái này. M khí vốn đang bao phủ khắp hành lang đã tan đi hết, cái nồi sắt đang cót két chuyển động của Tô Tử Du cũng từ từ dừng lại. Còn Tô Cẩm Ngọc thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Những mảnh vỡ linh hồn của cô đã được tập hợp, trí nhớ cũng đã hồi phục nguyên vẹn. Cô nhìn về phía Túc Bảo và Tô Nhạc Phi đứng gần mình nhất, run rẩy thốt, Túc Bảo, anh Năm. Tô Nhạc Phi như bị sét đánh, vội vàng quay ngoắt sang nhìn Tô Cẩm Ngọc, vui vẻ reo lên, Ngọc Nhi, em nhớ lại anh Năm rồi ư. Tô Cẩm Ngọc rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, anh cả, anh hai nữa. Tô Nhất Trần ngây ra như phỗng. Túc Bảo cũng sững sờ, bé con cứ ngẩn ngơ đứng đó mãi mà chưa thể lấy lại tinh thần. Mẹ nhớ lại Túc Bảo rồi ạ. Bé nhìn Tô Cẩm Ngọc với vẻ khó tin. Tô Cẩm Ngọc chỉ biết nhìn bé một cách chăm chú, thậm chí cô còn không dám chìa tay ra chạm bé vì sợ rằng tất cả đều chỉ là ảo giác. Xin lỗi con, Túc Bảo. Cô nghẹn ngào. Túc Bảo đột nhiên òa khóa. Mẹ, là mẹ thật rồi. Túc Bảo chợt xà vào lòng Tô Cẩm Ngọc, ôm ghì lấy cô, Túc Bảo nhớ mẹ lắm. Như thể chỉ khi nhìn thấy mẹ mình, bé mới không giấu nổi tất cả ấm ức mà mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay vậy. Túc Bảo nước mắt lưng tròng, vừa nức nở vừa mách, mẹ vừa lên trời là ba không thích Túc Bảo nữa. Bé khóc thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên má như những hạt đậu, dì tự ngã cầu thang nhưng lại nói là con đẩy, mẹ ơi, Túc Bảo chưa từng làm vậy, Túc Bảo không có nhận. Nhưng không ai chịu tin tưởng Túc Bảo hết, họ hay quên cho Túc Bảo ăn cơm lắm. Túc Bảo cũng không có quần áo ấm nữa. Kể từ khi mẹ đi, ngày nào Túc Bảo cũng chịu lạnh cả. Túc Bảo vừa giãi bày vừa khóc, sự tủi thân đã được chữa lành giờ phút này lại giằng xé tuôn trào, bé chỉ muốn ôm mẹ mình mà thôi. Trái tim Tô Cẩm Ngọc nhói đau. Túc Bảo, cô ôm chầm lấy Túc Bảo, hận mình có mắt như mù, càng hận mình không có bản lĩnh vì đã không thể tạo ra kỳ tích trước khi chết, chiến thắng bệnh tật, ít nhất cũng phải đưa Túc Bảo về nhà họ Tô mới đúng. Tất cả là tại mẹ hết, từ tận đáy lòng Tô Cẩm Ngọc dâng lên sự xót xa khó có thể thốt thành lời. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng Túc Bảo lại lắc đầu, không phải tại mẹ đâu, tại người khác hết. Cõi lòng Tô Cẩm Ngọc nhói đau khôn kể bé ngoan của cô. Lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy cả. Tô Nhạc Phi vội vã tiến về phía Tô Cẩm Ngọc, nhưng thấy cô từ từ biến mất, anh sốt ruột đến mức thét to, Ngọc Nhi. Túc Bảo dụi mắt, trấn an Tô Nhạc Phi, cậu Năm yên tâm. Mẹ còn ở đây ạ. Tô Nhạc Phi sốt vó cả lên, nhưng tại sao cậu không thấy mẹ con đâu cả? Túc Bảo khó hiểu nhìn Tô Nhạc Phi, có lẽ do chỉ có một mình cậu Năm không thấy được ma đấy ạ. Nhưng mà vì sao hồi nãy cậu Năm cũng thấy được ma nhỉ? Hết anh Tử Du đến cậu Năm thấy được ma. Rốt cuộc tại sao lại như thế nhỉ? Kỷ Trường im lặng nhìn Túc Bảo, thật ra hắn cũng đang rất thắc mắc về việc này. Dường như hễ đứng ở những nơi âm khí dày đặc, từ trường cực kỳ hỗn loạn thì chỉ cần đứng cạnh Túc Bảo là có thể thấy linh hồn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu giải thích theo cách này thì không thể lý giải được tại sao Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm không thấy được ma. Thôi, không nghĩ nữa. Kỷ Trường giơ tay lên, đột nhiên một cuốn sách xuất hiện. Mặc dù không có thông báo mới xuất hiện trên trang ghi tên Túc Bảo nhưng bây giờ đã tập hợp được những mảnh vỡ linh hồn của Tô Cẩm Ngọc, đã đến lúc cô phải xuống dưới rồi. Kỷ Trường lên tiếng, Tô Cẩm Ngọc. Cô ở lại nhân gian đã quá lâu, đã đến lúc phải đi rồi. Tô Cẩm Ngọc vẫn chưa kịp nói một câu nào với Tô Nhất Trần, Túc Bảo cũng chỉ vừa mới gặp mẹ ngay sau khi các mảnh vỡ linh hồn của mẹ đã hoàn chỉnh. Do đó tất cả mọi người đều luyến tiếc khi nghe thấy câu này. Vành mắt Túc Bảo đỏ hoe, bé nắm lấy áo bào của Kỷ Trường, sư phụ, Túc Bảo muốn mẹ, hu hu hu. Sư phụ lợi hại như vậy nhất định có cách giữ mẹ lại mà. Kỷ Trường. Chết mất thôi bà cô của ta ơi. Đừng bắt ta tóm một tên cấp dưới mà lừa gạt chứ. Ta chỉ nói là có thể lừa Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, thậm chí Mạnh Bà nấu canh thôi mà. Thôi, mấy người này đâu đáng tin được như hắn. Kỷ Trường thỏa hiệp, có cách đấy, con thu mẹ con vào hồ lô linh hồn đi. Nhưng ta nói trước, cô ấy phải xuống dưới trước ngày 14 tháng 7. Bình thường không có chuyện gì thì không nên ra ngoài đi lung tung. Hắn chỉ có thể đánh lừa kẻ khác giúp cô đến ngày 14 tháng 7 là cùng.
những phần còn lại hắn sẽ gánh vác tất. Đôi mắt Túc Bảo sáng ngời, bé thình lình ôm ghì lấy kỷ trường và mừng rỡ reo lên, sư phụ tuyệt nhất. Con yêu sư phụ. Mộc Quy Phàm. Hắn tuyệt nhất à. Anh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay tựa vào tường. Quả nhiên anh chẳng quan trọng gì sất nhỉ. Ba Mộc đã nổi máu ghen thì có hơi nhỏ nhen, ngoảnh mặt sang một bên không thèm nhìn ai. Túc Bảo vui vẻ chạy vòng vòng khắp hành lang, cứ lẩm bẩm cảm ơn sư phụ mãi. Kỷ Trường thầm nghĩ trong bụng, không cần cảm ơn, sau này có tiền đồ thì đừng quên sư phụ là được. Hy vọng sau khi Diêm Vương nhỏ trở về, bé sẽ cho hắn thăng quan tiến chức, phát tài để còn cưới vợ nữa. Túc Bảo gật đầu lia lịa, dạ dạ dạ, Túc Bảo sẽ cho sư phụ thăng quan tiến chức, phát tài, cưới vợ. Kỷ Trường. Ủa alo, sao con lại biết ta muốn gì? Chẳng lẽ biểu cảm của hắn, lộ liễu như thế à? Ngay khoảnh khắc Túc Bảo vui mừng reo lên, một tiếng cạch vang lên, bà cụ Tô mở cửa phòng ra. Bà ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó cau mày, trễ vậy rồi còn đứng tụ tập ở đây làm gì? Không đi ngủ hả? Tô Nhất Trần mím môi, bọn con, đang nói chuyện phiếm ạ. Bà cụ Tô cảm giảm ngay, đêm hôm khuya khoắt còn nói chuyện phiếm gì nữa. Con không ngủ cũng phải cho con bé ngủ chứ. Trẻ con không ngủ thì sao mà phát triển chiều cao được. Quậy quá. Còn hai đứa nữa, bà cụ Tô trợn mắt nhìn Mộc Quy Phàm và Tô Nhạc Phi, bây cũng hùa theo chung vui làm gì hả? Tô Nhất Trần khó ngủ từ trước đến nay, thức đến 3-4 giờ sáng mới ngủ là chuyện như cơm bữa, chuyện này thì bà ấy biết. Nhưng còn Mộc Quy Phàm và Tô Nhạc Phi thì đang làm cái trò gì đây? Trông dáng vẻ của bà cụ như đang chuẩn bị lấy cây chổi lông gà để đánh người vậy. Mộc Quy Phàm vội vã giơ tay lên, ôi ôi, bác Tô, con vô tội mà. Suốt cả buổi tối hôm nay anh chỉ là người qua đường thôi mà. Anh không hề tham gia vào chuyện gì cả. Bà cụ Tô cầm cái dép dưới chân lên. Người nào người nấy ba chân bốn chẳng bỏ chạy, trở về phòng của mình, ai nấy cũng vô cùng sợ hãi. Túc Bảo lè lưỡi, kéo Tô Cầm Ngọc bỏ chạy, bà ngoại giận rồi, mau chạy thôi. Bà cụ Tô hừ lạnh một tiếng, buông cái dép xuống, nhìn hành lang vắng hoe một cách bất đắc dĩ. Thật là, lớn to đầu thế rồi mà còn để người khác phải lo lắng nữa. Sau này lỡ bà ấy không còn thì cái nhà này sẽ thế nào đây? Bà cụ Tô điều khiển xe lăn về phòng, bà ấy kéo áo choàng lại, bóng lưng có chút buồn bã và cô độc. Tô Cầm Ngọc cứ đi được một chốc là quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ, nhìn bà cụ Tô một cách chăm chú đến mức không nỡ rời mắt, mãi đến tận khi bà cụ đóng cửa phòng mới thôi. Không sao hết, không sao hết. Cô vẫn còn thời gian mà, đến ngày 14 tháng 7 lận, cô vẫn còn thời gian để nói lời tạm biệt với mọi người. Sau khi về phòng, bà cụ Tô lại trằn trọc mãi không ngủ được. Bà ấy lặng lẽ nhìn trần nhà, nghĩ sáng mai sẽ làm món gì cho Túc Bảo ăn sáng, nghĩ sau khi bé lên nhà trẻ sẽ lớn nhanh như thổi, rồi tiếp đó nên cho bé học trường tiểu học nào đây. Lên tiểu học rồi, Túc Bảo thông minh như vậy, chắc hẳn bé sẽ theo kịp chương trình học nhỉ. Ít nhất sẽ không khiến người ta phải lo lắng như Hân Hân nhỉ. Càng nghĩ càng khó ngủ, bà cụ Tô thấy ông cụ Tô nằm cạnh vẫn ngủ say như chết, miệng ngáy khò khò thì bực mình đến mức hất một chân, đá ông cụ Tô một phát. Đó là hành động theo bản năng của bà cụ, chính bản thân bà cụ Tô còn không nhận ra chân mình vẫn còn cử động để đạp người khác được. Bà ấy vẫn còn đang mải mê lo cho chuyện sau này của Túc Bảo, hoàn toàn không chú ý tới điều khác lạ đó. Ông cụ Tô trở mình, thuận tiện kéo chiếc chăn mỏng qua đắp. Bà cụ Tô nhỏ giọng mắng, ngủ ngủ ngủ, ồn cỡ đó mà cũng không đánh thức nổi ông, ngủ gì ngủ như heo vậy. Ông cụ Tô, khò khò, khò khò, bà cụ Tô. Bà ấy cạn lời chẳng biết nên nói gì. Nói thật chứ lúc còn trẻ, mỗi lần đọc truyện miêu tả XXX ngủ say như chết là bà ấy lại thấy khoa trương, không ngờ sau này mình lại lấy một ông chồng có tài ngủ say như chết. Hay già! Bà cụ Tô nằm thao thức mãi mà không ngủ được, thế là bà ấy dậy xuống lầu chuẩn bị bữa sáng luôn. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, cả Tô Nhạc Phi, Túc Bảo lẫn Tô Tử Du đều không dậy sớm nổi. Tô Nhất Trần còn bình thường. Anh đã quen với việc ngủ muộn dậy sớm, thế nên sáng nay vẫn dậy được như thường. Còn ông cụ Tô thì sảng khoái tinh thần, vừa cầm tách trà uống vừa sụ mặt quở trách, thằng Năm vẫn chưa chịu dậy à. Tô Tử Chiến và Tô Tử Du cũng vậy, bộ chúng nó bắt trước Tô Tử Tích đấy hả? Mộc Quy Phàm đâu rồi? Tô Nhất Trần nhấp một ngụm trà đậm đặc, trả lời, đi chạy bộ rồi ạ. Ông cụ Tô hừ một tiếng,
nửa đêm hôm qua Tô Ý Thâm lại đi cấp cứu nữa đúng không? Về tình thì có thể tha thứ nhưng mấy đứa nhóc khác đang tuổi tràn trề tinh thần, bừng bừng sức sống, kết quả cả đám đều ngủ nướng, còn ra thể thống gì nữa? Tô Nhất Trần không thèm ngước lên lấy cái nào, nói, Túc Bảo cũng còn ngủ nướng. Ông cụ Tô tuôn cái vèo, Túc Bảo thì không sao, con gái mà. Tô Nhất Trần bèn ngẩng đầu nhìn ông ấy. Ông cụ Tô sửa lời ngay tức thì, con gái cũng phải ngủ sớm dậy sớm. Ba sẽ đi gọi bọn nó dậy. Ít nhất cũng phải dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp chứ. Không thì lỡ hỏng dạ dày thì sao? Ông cụ Tô chỉ giữ câu này trong lòng chứ không nói ra. Bà cụ Tô cầm một giỏ bánh bao chiên nhỏ và điều khiển xe lăn điện đi ra, hỏi, tối hôm qua sấm đánh đấy, ông có biết không? Ông cụ Tô đơ ra, cau mày, thời tiết thế này mà cũng có sấm hả? Bà cụ Tô cà khịa, đâu phải chỉ có mỗi sấm đánh thôi đâu, sân thượng bị bật tung luôn kìa, bộ ông không nghe thấy hả? Ông cụ Tô, có cả chuyện đó nữa hả? Bà cụ Tô chê trách với vẻ không vui, biết ngay ông cầm tinh con heo mà. Ông cụ Tô bĩu môi, tiếp tục đọc báo. Trong phòng Tô Tử Du, thật ra cậu đã dậy rồi nhưng cầm bút viết sột soạt mãi đến giờ. Đêm hôm qua em gái bắt tổng cộng 23 oán quỷ, một lệ quỷ. Nhưng bé lại không bắt nữ quỷ vỡ bụng và bà cụ mặc áo liệm, Tô Tử Du thấy tiếc quá trời quá đất. Bây giờ X2 quỷ hư vinh, quỷ nước ngoài giả Y23, Z1. Tự dưng cậu thấy ánh sáng thắng lợi cũng chói chang phết. Không hiểu sao Tô Tử Du muốn ngày nào cũng kéo cô Cẩm Ngọc ra ngoài đi một vòng để mang 20 con quỷ về mỗi ngày quá. Chỉ cần chưa đến 5 ngày là nhiệm vụ của em gái sẽ hoàn thành rồi. Tiếc là cậu chỉ đành giấu trong lòng thôi. Dù sao chuyện này cũng không tốt cho cô Cẩm Ngọc. Tô Tử Du đang nghĩ ngợi thì sực nhớ ra một chuyện, không đúng, thay vì phụ thuộc vào vận may, lỡ bắt gặp con quỷ nào thì bắt con quỷ đó thì tại sao không chủ động tấn công? Bệnh viện là nơi lắm điều bất tường, mà quỷ lộng hành này, thậm chí là mộ của người khác nữa. À thôi, mộ người ta thì hơi quá đà. Tô Tử Du cho rằng ý tưởng của mình cũng khá là ổn áp, cậu ngay lập tức lên mạng tra cứu những nơi nhiều xui rủi. Vùng đất thánh ma quỷ lộng hành, rồi quốc lộ chết chóc. Đúng lúc này, cậu bỗng nhiên lướt thấy một video, là video mà chính tay cậu đã quay. Tô Tử Du thấy trong video là hình ảnh một nữ quỷ đang phàn nàn môi trường trong nước quá tệ, trong khi không khí nước ngoài vô cùng trong lành, lúc bị quay chúng thì thẹn quá thành giận, bổ nhào về phía ống kính. Video quay hồi bắt quỷ nước ngoài giả đây mà. Đây chính là video mà cậu đã đăng trên tài khoản tên là Lý Luận về việc gặp ma của mình. Tô Tử Du đã chỉnh sửa và biên tập video kỹ càng, cậu còn làm mờ cả mặt và chỉnh giọng cho Túc Bảo, chỉ trừ những ai vô cùng quen thuộc với Túc Bảo thì mới có thể nhận ra đó là bé. Mình bị ăn cắp video à? Tô Tử Du đến cạn lời. Cậu thấy tài khoản Weibo đã ăn cắp video này tên là Đậu Trường Thanh Bắc Nọ, chắc có lẽ đây là ức clone, kéo xuống toàn thấy lấy video của người khác cả. Trong đó video có lượt xem và được thảo luận nhiều nhất là video quay quỷ nước ngoài giả này. Nhìn có vẻ mới đạo hai ngày gần đây, lượt thích lên đến 500.000, phải biết rằng những video đạo khác của gã ta cùng lắm cũng mới 1.000 lượt thích mà thôi. Tô Tử Du tiếp tục lướt khu bình luận của video này. Đậu má, đậu má, đậu má, tự dưng khúc cuối con ma vồ tới làm tôi sợ chết khiếp. Xin hỏi đây là phim nào thế? Cho xin phát nào, ai biết gửi tôi miếng link coi. Má ơi, nhìn thật thế này mà do edit đấy hả? Hu 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 y như thật vậy. Không phải phim đâu, tôi là fan phim kinh dị có thâm niên, xem hết tất cả những bộ phim từ nổi tiếng cho đến flop ẻ rồi mà chưa bao giờ thấy đoạn video này. Cho nên chắc là chính chủ tự làm rồi đấy. Edit đỉnh cao nhất thường sẽ khiến người ta tưởng là thật luôn chứ không phải edit, bác ơi bác thắng rồi. Follow ngay và luôn. Tô Tử Du. Cậu nhấn report rồi cung cấp ngay chứng cứ và đường link video gốc. Đến khi Tô Tử Du đi vệ sinh. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xuống lầu, cậu phát hiện video đã bị gỡ xuống. Làm việc nhanh thật đấy. Tô Tử Du chỉ trầm trồ một câu rồi vứt chuyện này ra sau đầu. Trong phòng cho thuê ở một làng đô thị. Thượng Thanh Bắc kích động nhìn lượng truy cập của ức clone đang tăng lên một cách chóng mặt, tiếng thông báo của video vang lên không ngừng quả thật khiến cho người ta mê mẩn. 500.000 lượt thích, số lượt xem đã vượt quá 200.000. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thượng Thanh Bắc hào hứng đến mức xoay mòng mòng. Mấy ngày nay gã ta xem đi xem lại video phát trực tiếp hồi trước mãi, cụm từ khóa hot search Túc Bảo bắt cá ba tay này đã bị gã ta mổ xẻ rốt ráo.
Ban đầu lợi nhuận mà video này thu được một ngày còn được hơn 3.000, hôm sau thì bị chặt chém còn có hơn 1.000, sau đó thì vỏn vẹn mấy trăm, mấy chục. Một video chỉ nổi được có dăm ba bữa. Thế là gã ta phải làm một video mới. Thế nhưng những video mới mà gã ta đã edit đều cùng một nội dung cả, gã ta đã cắt thành các góc độ khác nhau với những tựa đề khác nhau, tổng số video như vậy đã lên đến mười mấy video, không ngờ vẫn không có chút khởi sắc nào. Thượng Thanh Bắc có hai tài khoản, Upclone chuyên được gã ta dùng để xào đi xào lại video. Từ đó đến giờ gã ta vốn không trông cậy Upclone sẽ nổi tiếng, ngờ đâu chính nó lại cho gã ta một niềm vui ngoài ý muốn. Phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Thượng Thanh Bắc nhìn số lợi nhuận kiếm được hiển thị trên nền tảng, mới một buổi tối thôi mà lợi nhuận đã hơn 2.000. Theo dự đoán của gã ta, video này chắc chắn vẫn còn tăng nữa, tình cờ đường link mà gã ta đính kèm ở dưới là thời điểm chương trình khuyến mãi của Affiliate sẽ đem lại tỷ lệ hoa hồng cao nhất, gã ta nhận được 5.000 tệ mỗi ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là video dài, ăn được ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng gì đó, đến khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Ít nhất mình sẽ kiếm 100.000 tệ. Không ngờ tài khoản TikTok mà gã ta vô tình phát hiện lại đem đến cho gã ta món quà bất ngờ đến như vậy. Thượng Thanh Bắc cực kỳ kích động, nhưng khi làm mới trang để kiểm tra mục lợi nhuận thì phát hiện một thông báo. Tác phẩm của bạn bị nghi ngờ là ăn cắp, chúng tôi đã gỡ video để xử lý. Thượng Thanh Bắc, cái quái gì thế? 100.000 tệ của gã ta. Thượng Thanh Bắc giận đùng đùng, chửi đồng lên. Cái nền tảng gì mà rác rưởi vậy? Người ta ăn cắp video đầy ra đó, mắc mớ gì bắt tao chứ? Gã ta không phục chút nào. Chắc chắn là con chó nào đó ghen tị, thấy lượng truy cập của gã ta bắt đầu tăng nên report đây mà. Thượng Thanh Bắc cắn răng, lại đăng ký một Upclone khác rồi đăng nhập, vào trang tên là lý luận về việc gặp ma, tiếp tục lén lút đạo video. Lần này Upclone của Thượng Thanh Bắc có tên là video giải thích của anh Bắc. Gã ta tải xuống một phát ba cái video, bởi vì video trên trang web nhỏ này quá dài nên một cái video gã ta có thể cắt nối biên tập thành ba phần, đầu, giữa và cuối. Sau đó gã lại lên mấy trang lồng tiếng để tải một bản giọng lồng tiếng xuống, rồi gán lời giải thích mà mình đã viết lên đó. Nhìn tài khoản mới bắt đầu đi vào hoạt động của mình, gã ta vô cùng hài lòng. Tài khoản này, chỉ nhìn tên thôi cũng cảm thấy rất có tương lai rồi. Nhưng mà... Nửa ngày nhanh chóng trôi qua. Thượng Thanh Bắc phát hiện tài khoản này của mình không hề có thêm lượng truy cập mới. Không thể nào, mấy video này của mình đều là video hay, video chất lượng cao. Chỉ cần thêm một chút kích thích để mở van lượng truy cập, trèo kéo người hâm mộ mới, mấy cái video này của gã ta chắc chắn có thể bùng nổ. Một lượng truy cập có giá là 100 tệ. Thượng Thanh Bắc quyết đoán đổ hết 2.000 tệ mà mình vừa mới kiếm được vào đó, mua lượng truy cập. Nhưng mà lại nửa ngày trôi qua. Video vẫn không nổi mà cũng chẳng hot, lượng thích quả thật có tăng lên, nhưng cũng chỉ được hơn 1.000 lượt thích. Không được, quá chậm. Thượng Thanh Bắc nổi điên, như vậy thì gã ta phải làm sao đây? Lại mở Livestream chặt một ngón tay ư. Nhưng nếu gã ta chặt ngón tay, lượng truy cập thu được đều không có giá trị. Thượng Thanh Bắc nắm tóc, hành động điên rồ, không ai nhìn thấy được hai mắt của gã ta đang đỏ lên, trông vô cùng đáng sợ. Nhà họ Tô, Túc Bảo vừa mới ăn cơm xong, nằm liệt trên sofa, hai tay khẽ vỗ bụng nhỏ như đang đánh trống. Thật là tròn, cái bụng nhỏ thật là tròn tương đương bụng nhỏ đã ăn no căng tương đương bé ngâm nga. Tiểu Ngũ đứng trên tay vịn cầu thang, vừa vươn cổ vừa hát theo, heo con ăn đến no căng tương đương nhắm mắt lại ngủ tương đương đôi tai to lắc lư, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy tương đương ủn ỉn tương đương. Túc Bảo lập tức nói. Tiểu Ngũ mới là heo, ta không phải là heo. Tiểu Ngũ, quác quác. Bà cụ Tô buồn cười nói, Túc Bảo, vừa ăn cơm xong thì đừng ngồi, gọi ba con đi, chúng ta đi dạo. Túc Bảo lập tức lạch bạch chạy lên trên tầng, dạ tương đương. Tiểu Ngũ lập tức nhảy xuống, dang rộng hai cánh lắc lư bám theo sau bé. Đi dạo, đi dạo. Tiểu Ngũ hưng phấn kêu quác quác, cụ rùa, đi dạo đi dạo. Cụ rùa đang nằm bò ở đầu cầu thang lười biếng rụt đầu lại. Đúng lúc Túc Bảo chạy lên tầng thì nhìn thấy Mộc Quy Phàm, bé kéo Mộc Quy Phàm, ba ơi, đi dạo nào. Cuối cùng thì em bé ngoan ngoãn của Mộc Quy Phàm anh cũng chịu nhớ tới anh rồi. Anh xem đồng hồ, gật đầu nói, được. Túc Bảo giơ hồ lô linh hồn lên, mẹ ơi, đi dạo thôi nào.
Cậu cả nói, trước kia mẹ của bé chẳng được ra ngoài nhiều. Hiện giờ mẹ có thể đi cùng bé, chắc chắn sẽ thấy rất vui. Không ngờ Kỷ Trường lại bác bỏ, trong khoảng thời gian này thì không được, ta vừa mới xuống địa phủ để thăm dò về Tô Cẩm Ngọc, hiện tại mấy người ở bên dưới đều đang nhìn chằm chằm đấy. Đợi lát nữa ta còn phải đi đối phó nữa, hay. Làm gì còn cách nào nữa, đồ đệ nhà mình thì phải cưng chiều thôi. Túc bảo, dạ được. Bé an ủi Tô Cẩm Ngọc, mẹ lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa nha. Tô Cẩm Ngọc sờ đầu của bé, không sao đâu. Trong phòng của Hân Hân, Hân Hân ngẩng đầu đáng thương nói, ba ơi, con cũng muốn đi dạo. Tô Tử Lâm không thèm ngẩng đầu lên, tai con thính phết nhỉ, đi đóng cửa phòng lại, không làm bài xong thì không được ra ngoài. Hân Hân, Tô Tử Lâm vừa tranh thủ hoàn thiện bản vẽ thiết kế, vừa phải trông coi Hân Hân làm bài tập, phát hiện cô bé chỉ đang viết theo vở tập viết mà thôi, chữ con người, mà cô bé lại viết thành, số 8, còn chữ cái chân, kia thì sắp bay lên trời luôn rồi. Người, gen, 8, 3, chân, du. Bài tập toán đặt ở bên cạnh càng khiến người ta tức tối hơn, 1 cộng 1, 3. 2 cộng 2, 2. Người lớn thì trong lòng rất bực bội, người bé thì trong lòng rất muốn khóc, hai ba con cứ tra tấn giày vò lẫn nhau như vậy đó. Không làm bài tập thì ba hiền con thảo, khi đã đụng đến bài tập thì biến thành gà bay chó sủa. Trang viên nhà họ Tô nằm ở rìa sông Ung bao quanh thành phố, đây là đoạn sông rộng nhất, bờ sông hình chữ U kéo dài ra sông giống như một bán đảo, được gọi là bán đảo ngũ tượng. Đằng sau bán đảo là công viên bảo vệ rừng lớn nhất trong thành phố, công viên Thanh Sơn. Trang viên nhà họ Tô ở đằng trước Thanh Sơn, nằm trên bán đảo, đối diện với sông Ung. Gió đêm thổi qua Thanh Sơn rồi lại đến bờ sông, xua tan cái nóng oi bức của mùa hè, không khí thật dễ chịu. Cây cầu bướm ở nơi xa lấp lánh ánh đèn màu thơ mộng, mặt sông phản chiếu ánh đèn của vô số ngôi nhà ở hai bên bờ sông, sóng nước lóng lánh. Túc Bảo đeo ba lô nhỏ, đứng trước vòng bảo hộ duỗi tay ra, wow tương đương đẹp quá đi tương đương. Mộc Quy Phàm đẩy bà cụ Tô, vẻ mặt lười biếng tùy ý, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đã lâu rồi anh không được nhàn nhã như vậy, tuy rằng anh đã bảo vệ được đất nước này nhưng lại hiếm khi có thời gian cảm nhận sự tĩnh lặng của núi sông. Dường như Tiểu Ngũ thấy rất vui, phành phạch bay qua bay lại, cứ bay ra rồi lại bay về. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu hoảng loạn sợ hãi, có người đang đau đớn kêu to, có rất nhiều âm thanh chói tai hỗn loạn vang lên. Bà cụ Tô ngẩng đầu nhìn qua, có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người vừa chạy tới vừa kêu, có người rơi xuống nước. Là hai bé gái. Mộc Quy Phàm nhíu mày, lập tức sải bước qua đó. Túc Bảo nhìn chằm chằm mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn, đáy lòng chợt cảm thấy hoảng hốt. Mộc Quy Phàm nhanh chóng xuyên qua đám đông, nhìn thấy có một cái đầu người đang nổi trên mặt sông ở phía xa xa. Kỳ lạ là trên bờ sông còn có hai bé gái toàn thân ướt sũng vẫn luôn khóc lớn đang ngồi ở đó. Ban nãy anh có nghe người ta bảo là có hai đứa trẻ bị rơi xuống nước, thế này là đã cứu được rồi à? Một người phụ nữ trung niên gào khóc, còn con gái của tôi, con gái của tôi. Bà ta vừa nói vừa vội vàng muốn nhảy xuống sông. Mộc Quy Phàm lập tức giữ chặt cô ta, nói, chị đừng đi xuống. Người phụ nữ trung niên không nghe, nhất quyết muốn đi xuống, con gái của tôi, mau cứu con gái của tôi đi. Nhưng mà có mấy bác trai bác gái ở trên bờ lại chợt la lên, không phải, là con trai. Còn một bé trai nữa. Rốt cuộc là trai hay là gái? Người phụ nữ trung niên liều mạng đẩy Mộc Quy Phàm ra, lại bị Mộc Quy Phàm kéo lại. Anh lạnh lùng hỏi, chị biết bơi không? Người phụ nữ trung niên nôn nóng lắc đầu. Mộc Quy Phàm nói, đừng đi xuống, đợi ở đây, nghe rõ chưa? Anh nói xong lập tức nhảy xuống, mạng người quan trọng, thời gian không chờ đợi một ai. Mộc Quy Phàm bơi về phía cái đầu đang trồi lên mặt nước kia. Không ngờ lúc này người phụ nữ trung niên ở trên bờ lại nhảy xuống, gần bờ sông nước nông nhưng càng đến gần lòng sông sẽ càng sâu. Bà ta vừa đi về phía lòng sông vừa nóng lòng kêu to, con gái của tôi, cứu con gái của tôi trước đi. Vừa nói xong mấy lời này, bà ta bước hụt một phát, lập tức chìm xuống sông. Người phụ nữ trung niên theo bản năng kêu to, vô thức vùng vẫy. Cứu mạng! Mộc Quy Phàm rất bực, đã dặn bà ta là đừng xuống rồi, không biết bơi mà cứ nhất quyết đòi xuống dưới. Anh nhìn về phía cái đầu lộ ra ở giữa sông, đã không còn cử động gì nữa. Bác gái trung niên cách anh gần hơn, khoảng cách chỉ có 2 mét.
Nếu anh cứu người ở giữa sông trước rồi mới quay lại cứu bác gái thì có lẽ bác gái này sẽ mất mạng, mà người ở giữa sông không còn cử động nữa, rất có khả năng đã chết rồi. Đương nhiên Mộc Quy Phàm sẽ lựa chọn cứu người có khả năng sống cao hơn, khi con người ta đang trong thời điểm cứu nạn mấu chốt thì sẽ không cân nhắc xem có nên cứu người này người kia hay không mà sẽ chỉ biết xem xét người đó có khả năng sống hay không thôi. Mộc Quy Phàm nhanh chóng bơi trở về, kéo bác gái lên rồi ném mạnh bà ta lên bờ, sau đó lại quay đầu bơi về phía lòng sông. Bác gái bị quăng lên bờ ngã nhào vào lớp bùn trên bờ sông, bà ta úi lên một tiếng, sau đó bị người ở trên bờ nhanh chóng kéo lên, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc la của bà ta. Bà cụ Tô và Túc Bảo không đuổi kịp cặp chân dài của Mộc Quy Phàm, tới giờ mới mò được đến đây. Túc Bảo nhìn về phía bờ sông, tức khắc sốt ruột. Bà ơi, bé vội vàng chạy xuống. Bà cụ Tô nóng vội, Túc Bảo, đừng đi xuống. Túc Bảo quay đầu lại, bà ngoại đừng lo, Túc Bảo sẽ không chạy loạn. Bà ngoại bà cũng đừng đi lung tung đó. Nói xong bé lập tức chạy đi. Bà cụ Tô sốt ruột nhưng cũng không có cách nào, bà ấy không thể đi xuống thì trừ việc tăng thêm phiền phức thì chẳng giúp được cái gì hết. Bà ấy nắm chặt cần điều khiển từ xa, khống chế xe lăn lui về phía sau nửa mét, bờ sông có quá nhiều người, lỡ đâu bà ấy không cẩn thận bị mấy người đang chạy vội đụng phải, sẽ rất phiền toái. Bà cụ Tô lùi đến khu vực an toàn, vội vàng bắt lấy một người qua đường, nhờ người đó đi xuống ngó Túc Bảo hộ mình. Đôi chân ngắn của Túc Bảo chạy nhanh thoăn thoắt. Rất nhanh đã đến được bờ sông, bé cũng không xúc động, chỉ đứng trên bờ sông chắp tay hô to, ba ơi, trở về đi. Một ông chú chạy tới, vội vàng bế bé lên, bạn nhỏ, đừng chạy lung tung. Mặt sông gió lớn, Mộc Quy Phàm chỉ có thể nghe thấy tiếng mình đang bơi, anh đã bơi tới gần lòng sông, túm được người đang nổi trên mặt nước. Khoảnh khắc túm được quần áo của người đó, Mộc Quy Phàm chợt cảm thấy nhấp nháp, lòng bàn tay trơn trượt. Anh đang tự hỏi là tại sao người này vừa rơi xuống nước mà lại có cảm giác rêu phong như thể đã ngâm trong nước rất lâu rồi vậy, thì người nổi trên sông chợt lật người lại, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng với cặp mắt trắng dã, vô cùng đáng sợ. Là một người đàn ông trung niên. Đáy lòng Mộc Quy Phàm hãi hùng, đúng lúc này, anh cảm thấy mắt cá chân của mình bị thứ gì đó bắt lấy, đột nhiên kéo mạnh xuống đáy sông. Dám tính kế họ Mộc này cơ à? Mộc Quy Phàm lập tức đạp một chân xuống. Người bình thường bị một cái xác trợn trắng mắt dọa sợ thì chắc chắn sẽ bị sặc nước, nhưng Mộc Quy Phàm thì không. Thêm nữa, người bình thường đột nhiên bị thứ gì đó ở trong nước bắt lấy mắt cá chân, nhất định sẽ sợ chết khiếp, hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng Mộc Quy Phàm thì không. Anh vô cùng bình tĩnh, một tay bắt lấy thi thể nam đang trôi này, đồng thời đá mạnh xuống nước, anh đã từng thực hiện huấn luyện chiến đấu dưới nước, người bình thường không thể sử dụng sức mạnh ở dưới nước nhưng anh có thể. Anh chỉ cảm thấy hình như mình đã đá trúng một thứ gì đó có hình tròn, bởi vì sau khi đá trúng thứ đồ kia thì anh đã bị trượt chân, hình dạng thì có vẻ là một vật thể giống như đầu người. Mộc Quy Phàm không có thời gian rỗi để đoán xem vật thể ở dưới nước là thứ gì, một tay anh túm chặt thi thể nam một tay thì ra sức bơi, nhanh chóng bơi vào bờ. Chỉ là cái thứ ở dưới nước vẫn cứ đuổi dai dẳng, nhanh chóng kéo lấy chân anh. Mộc Quy Phàm đang bơi về phía trước lại bị kéo lại. Sức lực của cái thứ ở dưới nước khá lớn. Mộc Quy Phàm nhíu mày, anh vung tay, dùng sức đẩy thi thể nam về phía bờ, sau đó cũng mặc kệ thi thể này có thể thuận lợi trôi lên bờ hay không. Dù sao thì an toàn của bản thân quan trọng hơn nhiều. Đột nhiên hai mắt cá chân dưới nước như bị thứ đó tóm lấy, tuy Mộc Quy Phàm không bị kéo lại nữa nhưng cũng không thể tiếp tục bơi về phía trước, cứ rằng co tại chỗ như vậy. Cảm giác bị chạm vào mắt cá chân cũng nhấp nháp. Giống như cảm giác khi anh vừa chạm vào thi thể nam kia vậy. Mộc Quy Phàm nhanh chóng tự hỏi, hiện giờ sức lực của cái thứ ở dưới nước này rất mạnh, nhưng chỉ cần anh không hoảng loạn, chắc chắn sẽ không chết được, với thể lực của mình thì anh có thể kiên trì đến khi nhân viên cứu hỏa đến. Nhưng cứ rằng co mãi như vậy cũng không tốt cho anh, bởi vì anh không biết rốt cuộc dưới nước là thứ gì, liệu có thể đột nhiên bùng nổ sức mạnh hay không. Đúng lúc này, một tia sáng xanh xẹt qua mặt sông. Con vẹt ngậm theo một lá bùa vàng bay đến bên cạnh Mộc Quy Phàm, dẫm một chân lên đầu anh. Mộc Quy Phàm, con mẹ nó chứ. Tiểu Ngũ ngậm bùa vàng, cộc 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 gõ vào trán Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, anh vươn tay cầm lấy lá bùa vàng. Tiểu Ngũ vỗ cánh bay lên, kêu quác quác, đốt nó. Đốt nó. Thì ra, Túc Bảo ở trên bờ sốt ruột nhìn về phía lòng sông, lúc Mộc Quy Phàm giãy giụa bé đã trông thấy âm khí đang vờn quanh Mộc Quy Phàm.
Bé không thể đi qua đó, chú lính cứu hỏa vẫn chưa tới. Khi đang trong tình thế cấp bách, bé bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Ngũ, lập tức nảy ra một ý tưởng, bé lấy một lá bùa vàng từ trong ba lô nhỏ ra rồi nhờ Tiểu Ngũ mang qua đó. Cũng may Tiểu Ngũ không khiến người ta phải thất vọng. Mộc Quy Phàm nắm chặt lá bùa vàng, đập thẳng vào mặt nước. Anh chưa sử dụng bùa vàng bao giờ, cũng không biết trong tình huống này thì phải dùng như thế nào, nhưng ban nãy Tiểu Ngũ ngậm bùa vàng gõ vào đầu anh, không có tác dụng. Vậy nên chỉ có thể đập vào mặt nước. Quả nhiên anh đã đoán đúng, dòng sông đen như mực ở trước mặt lại chợt nổi lên một ngọn lửa màu xanh lục, Mộc Quy Phàm cảm giác được cái thứ đang túm lấy mắt cá chân anh đột nhiên buông ra. Nước sông màu đen nhanh chóng rút đi, để lộ mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn hai bên. Mộc Quy Phàm nắm bắt cơ hội, nhanh chóng bơi trở về, lúc sắp tới gần bờ thì anh lại nhìn thấy thi thể nam kia. Hình như đã bị nhánh cây vươn ra từ bờ sông ngoắc lại. Anh mặc kệ, cuối cùng cũng về lại được bờ. Túc Bảo đột nhiên nhào lên, ôm lấy Mộc Quy Phàm, nước mắt lưng tròng, ba ơi! Mộc Quy Phàm sờ đầu của bé, không có việc gì. Chuyện xảy ra hôm nay quả thật rất quỷ dị nhưng anh đã trải qua rất nhiều trận chém giết sống còn nguy hiểm hơn chuyện này nhiều. Một lúc sau nhân viên cứu hỏa tới, đầu tiên thì họ vớt thi thể nam kia lên. Sắc mặt thi thể nam trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng, dáng vẻ giống như chết không nhắm mắt vậy, dọa mấy người đang hóng hớt quanh bờ sông sợ tới mức hốt hoảng trong lòng. Mộc Quy Phàm nhíu mày, thi thể nam này. Không phải ban nãy còn đang trợn trắng mắt à? Sao giờ tròng mắt lại bình thường rồi vậy? Trên mặt sông Ung Giang lúc nửa đêm, những chiếc thuyền cứu hộ nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ tiến hành tìm kiếm và trục vớt thi thể hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ trung niên đang bị ai đó khống chế hét như xé ruột xé gan, con gái của tôi chấm con gái của tôi. Sau nửa giờ trục vớt vẫn chưa có kết quả, một số người vây xem nói có thể cô bé kia đã trôi về phía hạ lưu hoặc có thể đã chìm xuống đáy sông. Tóm lại là không có khả năng còn sống sót. Hai, nếu ban nãy người phụ nữ kia không gây rối thì chưa biết chừng đã tìm được con gái bà ta rồi. Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, dù sao người ta cũng mất con gái rồi mà. Người phụ nữ trung niên mất con gái càng nghe càng đau lòng. Không, sao có thể là lỗi của bà ta được? Đó là hành động trong lúc ruột gan cồn cào như lửa đốt, bất cứ người mẹ nào rơi vào tình thế như ban nãy cũng sẽ không màng tất cả mà nhảy xuống cứu con mình thôi. Hơn nữa, bà ta đâu cần Mộc Quy Phàm cứu, sao anh không cứu con gái bà ta mà bơi được nửa đường còn vòng lại cứu bà ta làm gì? Nỗi hối hận và sự tự trách đè nén trong lồng ngực khiến người phụ nữ trung niên thấy khó thở, bà ta bỗng lao đến trước mặt Mộc Quy Phàm đấm đá. Sao cậu không cứu con gái tôi trước? Cậu cứu cái xác chết kia làm gì hả? Cậu cứu tôi làm gì hả? Cậu đáng chết, con gái tôi mới 16 tuổi, vậy mà cậu không cứu nó, cậu là đồ đáng chết. Người phụ nữ trung niên la hét và không ngừng đổ lỗi cho Mộc Quy Phàm. Túc Bảo siết tay thành quyền, hét, bắn ngược lại, bắn ngược lại. Ba cô bé không phải đồ đáng chết nha. Túc Bảo không sao hiểu được, tại sao ba bé cố gắng cứu người rồi còn bị người ta đổ hết tội lỗi lên người. Mộc Quy Phàm kéo Túc Bảo ra sau lưng, mặt anh xa sầm lại. Anh có thể đồng cảm với nỗi đau mất con gái của bác gái trung niên này, thử tưởng tượng xem. Nếu tiểu Túc Bảo ngoan của anh gặp hiểm nguy thì chắc chắn anh sẽ còn điên cuồng hơn thế này. Nhưng thấu hiểu và thông cảm là một lẽ, anh không hề cảm thấy tự trách vì đã lựa chọn cứu người phụ nữ trung niên. Mộc Quy Phàm đỡ cái bà tai mà người phụ nữ giáng xuống, đẩy bà ta qua một bên, lạnh lùng nói, nể tình con gái chị không rõ sống chết, tôi không so đo với chị. Người phụ nữ trung niên vẫn không chịu buông tha. Lúc này, một chú được bà cụ Tô nhờ trông Túc Bảo ban nãy lên tiếng. Cô làm loạn đủ chưa? Cậu ta không nhảy xuống cứu người à? Cậu ta không gặp nguy hiểm ư? Cô dựa vào cái gì bắt người ta phải hy sinh tính mạng để cứu con gái cô? Sao nào, mạng của con gái cô mới đáng quý, mạng người khác thì là cỏ rác ư? Người phụ nữ trung niên cắn môi, như thế thì đã sao? Bây giờ người mất con gái là bà ta mà. Tôi nhờ cậu ta à? Không biết có phải do sốt ruột quá nên đầu óc hỗn loạn? Người phụ nữ mất con bỗng phun ra một câu như vậy. Người vây xem nghẹn họng. Có người nói, con gái chỉ có một người mẹ như chị thật quá xui xẻo mà. Chẳng trách con bé muốn tự sát. Đúng đấy, nào có kiểu lấy oán báo ơn như này, người ta đã nhảy xuống cứu con gái chị rồi mà chị còn chửi mắng và đổ lỗi. Người phụ nữ trung niên xù lông, gào khóc, các người nói gì?
Con gái tôi đã như vậy rồi các người còn nói vậy được hả? Cậu ta đã cứu con gái tôi lên bờ chưa? Cậu ta có cứu đâu? Sao các người độc ác vậy? Sao lại nói ra lời lẽ độc ác dường ấy? Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa vung tay đánh người. Tiểu Ngũ nào thấy, chiến trận, kiểu này bao giờ, núp trên vai Túc Bảo Hót, người phụ nữ xấu xa, ngã dập mông xuống đất. Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên thật sự trượt chân ngã xuống đất. Đầu bà ta đập mạnh xuống đất, vừa vặn quỳ ngay trước mặt người bị đánh. Túc Bảo, Mộc Quy Phàm, Tiểu Ngũ giật thót, cuống quýt dán vào người Túc Bảo. Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo lên, nói, đi thôi. Anh đã lập xong biên bản với bên cứu hỏa, cũng để lại số điện thoại liên hệ rồi. Tiếp tục ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì. Trước khi rời đi, Mộc Quy Phàm nhìn lại xác chết nam giới nằm trên bờ. Tấm vải xanh ban đầu che mặt cậu thiếu niên bị thổi bay, để lộ khuôn mặt tái nhợt ngâm trong nước. Tim Mộc Quy Phàm bỗng hẫng mất một nhịp. Con người của xác chết nam đang nhìn về phía anh. Vừa rồi ở trong nước, xác chết kia còn trợn trắng mắt. Sau khi vớt lên bờ, thi thể nam mở to mắt nhìn về phía trước. Còn lúc này đây, không biết tại sao con người của xác chết lại quay về phía này. Mộc Quy Phàm, Túc Bảo hỏi, ba ơi sao vậy? Mộc Quy Phàm, sư phụ con đâu rồi? Túc Bảo, lại xuống địa phủ rồi ạ, sư phụ nói người bên dưới đang thanh tra gì đó. Mộc Quy Phàm không nói gì thêm, đẩy xe lăn của bà cụ Tô và ấm Túc Bảo về nhà. Bà cụ Tô lo lắng hỏi, cậu không sao chứ? Mặt Mộc Quy Phàm vẫn bình lặng như nước, anh nói, không sao. Bà cụ Tô, thế sao cậu vùng vẫy trong nước lâu như vậy? Khi ở trên bờ, bà cụ trông thấy rõ Mộc Quy Phàm đang vật lộn ở một điểm cố định trên sông hồi lâu. Mộc Quy Phàm vặn chiếc áo phông đang nhỏ giọt nước của anh, nói, con bị vướng vào mấy cái cây dưới nước thôi. Bà cụ Tô không khỏi cảm giảm, lần sau đừng có liều lĩnh như vậy, nửa đêm rồi đáng sợ lắm. Tối mịt thế nhìn thấy cái gì đâu, lỡ đụng chúng thứ gì trong hồ cũng không ổn. Mộc Quy Phàm, thứ gì đó mà bà cụ Tô nói chỉ đá cội hay chạc cây. Mộc Quy Phàm lại chợt nhớ tới thứ túm mắt cá chân anh ban nãy. Về đến nhà, Mộc Quy Phàm cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, để lộ bộ ngực săn chắc. Anh soi gương kiểm tra thì không có dấu vết lạ trên người. Chỉ là trên mắt cá chân có vài dấu tay xanh tím kỳ lạ. Chậc, Mộc Quy Phàm chạm vào vết bầm tím, cảm thấy hơi lạnh. Xem ra tắm xong phải tìm Tiểu Túc Bảo ngoan của anh nhờ xem giúp rồi. Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Quy Phàm quấn khăn tắm lên người rồi ra mở cửa. Túc Bảo đang đứng bên ngoài, nhìn trái ngó phải như tên trộm nhỏ, ngẩng đầu gọi, ba ơi. Mộc Quy Phàm mở cửa để cô bé đi vào. Cô nhóc có chuyện gì thế? Anh hỏi. Túc Bảo cầm một thanh kiếm bằng gỗ gụ dài cỡ bàn tay, trên lưng khoác chiếc áo màu vàng, tay cầm một lá bùa màu vàng. Cũng không rõ cô bé con mua mấy thứ này từ lúc nào. Túc Bảo, ba ơi, con đến để xua đuổi tà ma cho ba. Mộc Quy Phàm, ồ, chờ chút. Anh vẫn chưa tắm. Túc Bảo gật đầu, dặn dò, đừng ngâm bồn nha ba. Mộc Quy Phàm làm động tác, đã hiểu, anh vốn không thích ngâm bồn. Tiếng nước xối vọng ra từ phòng tắm, Túc Bảo không yên tâm, gọi to, ba ơi. Giọng Mộc Quy Phàm truyền tới, ừm. Túc Bảo nói. Không có gì, con xem thử ba có còn sống không đó mà. Mộc Quy Phàm. Chưa được nửa phút, Túc Bảo lại gọi, ba ơi. Mộc Quy Phàm, ba vẫn còn sống nè. Túc Bảo yên tâm hơn nhưng nửa phút sau lại gọi tiếp, ba ơi. Mộc Quy Phàm. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Mộc Quy Phàm đứng ở cửa với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh mặc áo choàng tắm, tiện tay quăng luôn chiếc khăn tắm ban nãy vào giỏ giặt, nói, bảo bối. Đây là lần ba tắm nhanh nhất đấy. Túc Bảo nghiêng đầu hỏi, vậy tắm sạch chưa ba? Mộc Quy Phàm. Con nói xem. Mộc Quy Phàm ngồi trên sofa, Túc Bảo ngồi xổm trước mặt anh, nắm cổ chân anh để kiểm tra. Chỉ thấy dấu tay màu xanh tím trên chân của Mộc Quy Phàm sẫm màu hơn, như thể bị ăn mòn dần. Túc Bảo lấy lá bùa màu vàng ra đốt, sau đó lấy một cái chậu chứa nước, rắc cho của lá bùa vào trong chậu rồi dùng thanh kiếm nhỏ bằng gỗ gụ khuấy đều. Túc Bảo nắm chân Mộc Quy Phàm đặt chúng vào chậu để rửa chân bằng nước lá bùa. Cô bé lẩm bẩm, chân thối to của ba, chân vừa thối ơi. Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật. Anh không có bệnh hôi chân đâu nhé. Khi nước bùa tạt vào dấu tay xanh tím trên chân, Mộc Quy Phàm chỉ cảm thấy đau nhói,
sau đó dấu xanh tím dần mờ đi. Một lúc sau, chậu nước đã chuyển sang màu đen. Oa, lệ quỷ đó nha. Túc Bảo kinh ngạc, lệ quỷ còn không kéo được ba xuống dưới, ba thật quá lợi hại. Mộc Quy Phàm, anh nhất thời không phân rõ, rốt cuộc bảo bối đang khen anh hay khen lệ quỷ. Túc Bảo bưng chậu chạy vào phòng tắm, đổ nước vào bồn cầu, xả nước thải, sau đó lại lấy nửa chậu nước ấm. Lặp lại hai lần như vậy, chân của Mộc Quy Phàm đã trở lại bình thường. Túc Bảo lại với chiếc áo choàng màu vàng trên lưng cô bé xuống rồi quấn quanh chân Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo bận bịu trước mặt anh, cô bé còn rất nghiêm túc, ban nãy bưng nước rửa chân cho anh, giờ lại dùng áo khoác lau sạch chân anh. Mộc Quy Phàm chợt thấy cảm động, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được làm ba của chiếc áo bông nhỏ biết quan tâm và săn sóc như này. Được rồi, tối nay ba không được cởi tấm vải màu vàng này ra đâu nha. Túc Bảo vỗ tay nói. Mộc Quy Phàm gật đầu, giơ tay ấm Túc Bảo lên, cảm ơn bảo bối, con vất cả rồi. Túc Bảo ôm cổ Mộc Quy Phàm, hôn chụt lên má anh một cái, không cần cảm ơn nha. Giọng nói của cô bé non nớt, đôi mắt to tròn khẽ chớp, gương mặt đáng yêu mềm mại vô cùng. Túc Bảo bỗng tinh nghịch nhảy phốc lên giường rồi nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, vỗ tay vào vị trí bên cạnh. Ba ơi mau tới đây, cùng con nằm nào. Mộc Quy Phàm phì cười rồi nằm xuống bên cạnh Túc Bảo. Túc Bảo giơ hai chân lên, dùng đôi tay nhỏ của bé ôm chân đùa nghịch. Chẳng biết chơi bao lâu, khi Mộc Quy Phàm quay đầu nhìn thì cô bé đã ngủ ngon lành. Mộc Quy Phàm nhẹ nhàng đắp cho Túc Bảo một chiếc chăn mỏng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi bé, trầm giọng nói, ngủ ngon, cục cưng của ba. Vụ việc ba cô gái rớt xuống sông Ung Giang sau một đêm đã lên hot search bởi câu nói, tôi đâu nhờ cậu cứu tôi, của người phụ nữ trung niên. Ba cô gái rơi xuống nước, một người đàn ông nhảy xuống sông cố gắng cứu họ. Mẹ cô gái mắng, tôi đâu nhờ cậu cứu. Cô gái trẻ rơi xuống nước chưa rõ sống chết, mẹ cô gái mắng người cứu là đồ đáng chết. Ba cô gái cùng lúc rơi xuống nước, một người mất tích, mẹ của cô gái mất tích mắng người cứu, sao cậu không cứu con gái tôi trước? Những tiêu đề trên đều bùng nổ trên mạng, quần chúng ăn dưa vừa đọc được tin tức đã như bị tăng sông, hết người này tới người khác giận dữ để lại bình luận chỉ trích mẹ cô gái mất tích. Bình luận càng nhiều thì càng hot, chẳng mấy chốc mức độ phổ biến của tin tức này đã bùng nổ trên mạng xã hội. Thượng Thanh Bắc đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để bắt được tin nóng. Khi tin tức vụ việc ở sông Ung Giang tung lên mạng, gã lập tức đánh hơi được như ruồi nhặng ngửi thấy mùi trứng thối, bám theo điểm nóng này. Gã ta làm vài video để bình luận về vụ việc rớt sông, chỉ trích bà mẹ mất con là kẻ áp đặt đạo đức. Nhưng, quá nhiều blogger cọ nhiệt, Thượng Thanh Bắc hoàn toàn không kéo được nhiệt về video của mình. Dù số lượt like cao hơn các video khác của gã nhưng lượt like video vẫn chưa vượt quá 1.000, số lượt xem trong cũng chỉ khoảng 200.000 đến 300.000. Độ hot của video cỡ này thì đến một ngụm canh Thượng Thanh Bắc cũng chẳng có mà húp. Gã chợt nảy ra một ý tưởng, mình có thể làm ngược lại. Gã thận trọng đổi sang tài khoản phụ, khi cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích bà mẹ của cô gái mất tích thì gã lại phát biểu ủng hộ người phụ nữ trung niên. Đúng, không sai. Nếu anh đã cứu hai cô gái kia thì tại sao không cứu cô gái còn lại dưới sông? Muốn cứu thì phải cứu cả ba chứ. Làm như anh mẹ của cô gái bị bỏ lại sẽ lòng cỡ nào hả? Tôi thấy mẹ cô gái mất tích mắng không sai, nếu không có bản lĩnh thì đừng xuống nước cứu người, nếu ba cô gái cùng chết thì ít ra bác gái trung niên kia cũng thấy cân bằng hơn. Bình luận hủy tam quan này quả nhiên thu hút vô số người nhảy vào chửi mắng. Cư dân mạng, đúng là hủy hoại tam quan. Đây là lời mà con người có thể thốt ra ư. Cư dân mạng, blogger tên Lưu Thương ơi, có phải não anh chưa phát triển không? Hậu môn của người ta mọc ở mông, còn của anh mọc ở miệng, miệng phun đầy phân. Cư dân mạng, câm nín với thể loại này, đúng là đồ thần kinh. Đọc được bao bình luận chửi rủa mình, Thượng Thanh Bắc lại vô cùng phấn khởi. Vốn dĩ app mà gã tham gia không phân biệt bình luận là khen hay chửi mắng, chỉ cần có bình luận ắt sẽ tạo nên nhiệt. Người khác mắng càng hăng thì gã càng phấn khích. Thế nhưng, Thượng Thanh Bắc chưa hưng phấn được bao lâu thì gió bỗng đổi chiều. Trong vụ việc ba cô gái rớt sông đêm qua, chỉ cứu được hai cô gái và vớt được một xác chết nam. Cô gái thứ ba như đã bốc hơi khỏi thế gian, tìm hoài không thấy. Ngày một nhiều blogger đến Livestream bên sông Ung Giang, quay lại công cuộc trục vớt thi thể của đội cứu hộ, các đoạn Livestream đều đang tăng độ hot. Thượng Thanh Bắc không nói hai lời. Dứt khoát chuẩn bị thiết bị rồi chạy tới sông Ung Giang.
Lúc này, bờ sông Ung Giang rất đông đúc, bao người tụ tập lại để xem các blogger live stream. Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo đứng bên ngoài đám đông, Túc Bảo vươn cổ nhìn. Thấy cô bé vất vả, Mộc Quy Phàm đặt bé cưỡi lên cổ mình. Xa quá nhìn không tới chỗ đó, Túc Bảo khum bàn tay nhỏ bé của mình trên lông mày, nhìn ra bên ngoài. Mộc Quy Phàm bỗng lấy ra một chiếc kính viễn vọng nhỏ rồi đưa cho Túc Bảo. Túc Bảo ồ lên, ba ơi, túi của ba là túi thần kỳ của Doraemon à? Mộc Quy Phàm, còn cần gì nữa nào? Túc Bảo lập tức nói, kẹo mút ạ. Mộc Quy Phàm xoay tay rồi lấy cho Túc Bảo một cây kẹo mút vị dâu. Túc Bảo mừng rơn, vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng vừa dùng kính viễn vọng nhìn dòng sông. Ba chiếc thuyền trục vớt thi thể đang xuôi ngược trên sông, xa hơn còn có hai chiếc nữa cũng đang tìm kiếm. Vụ việc lần này đẩy lên hot search nên, bên trên cực kỳ coi trọng kết quả tìm kiếm. Giờ là ban ngày, chẳng có gì hết. Túc Bảo nói, à ba ơi, xác chết nam kia cụ thể là sao ạ? Mộc Quy Phàm đáp, cảnh sát vẫn đang điều tra thêm. Có điều chuyện này sao làm khó được anh? Ba điều tra qua rồi, xác chết nam là của một cậu thiếu niên 18 tuổi. Tối qua cậu ta đi qua sông, thấy người rớt xuống nước nên đã nhảy xuống sông cứu người không chút do dự. Tiếc thay, chỉ cứu được hai cô gái, chàng trai cũng mất mạng. Kỳ lại ở chỗ, rõ ràng cậu ta mới rơi xuống nước, nhưng khi nắm được cánh tay cậu ta thì cảm giác cực kỳ nhớp nháp và trơn trượt, như thể đã ngâm nước vài ngày. Nếu Mộc Quy Phàm không tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên nhảy xuống cứu người trong camera quay lại bên đường, chắc chắn anh sẽ không tin xác chết nam kia là thi thể của cậu thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa rồi. Túc Bảo nói, lạ thật. Có đúng là ba cô gái rớt xuống hồ thật không? Nhìn mặt sông, sắc mặt Túc Bảo vô cùng nghiêm trọng, không biết bé đang nghĩ đến cái gì, vẻ chững chạc đàng hoàng xuất hiện ở một cô bé đáng yêu càng làm nổi bật sự tương phản. Bên bờ sông bố trí một dãy thiết bị phát sóng trực tiếp. Cứ 2 mét lại có một blogger đang live stream, bờ sông vốn chìm trong cảm giác nặng nề vì sự mất tích của cô gái trẻ bỗng tràn ngập đủ loại âm thanh. Đây là hiện trường nơi ba cô gái rơi xuống nước. Các fan cứng nhớ nhấn quan tâm video nhé, streamer sẽ đưa các bạn theo dõi toàn bộ sự việc và diễn biến mới nhất. Hiện tại thuyền trục vớt thi thể vẫn chưa tìm được gì, mọi người hãy nhìn vào nơi mà streamer đang chỉ tay, đây chính là nơi phát hiện ra xác chết nam, đúng rồi, mọi người có thể xem xe mua sắm. Trong đấy đầy ắp quả vặt và hạt dưa, mọi người có thể vừa ăn vừa xem live stream. Bây giờ ai đặt hàng sẽ lập tức gửi hàng tới. Có fan cứng nào tặng streamer một cái kính dâm được không? Hiện tại streamer đang PK với đối phương. Chúng ta không thể để vụ việc ba cô gái rơi xuống nước, kém nhiệt, hơn đối phương, đúng không nào? À, một ông chủ đã tặng tôi chiếc Ferrari. Cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ phát tài nha. Mọi người nhớ nhấn quan tâm ông chủ số 1 nha. Túc Bảo, cô bé mù mờ nhíu mày, hỏi, ba ơi, họ đang làm gì thế ạ? Mộc Quy Phàm nhìn bờ sông trướng khí mù mịt, nói, đây chính là hình ảnh ví dụ cho câu nói, trăm quỷ đi trong đêm mưa lớn, người đứng lẫn trong đám quỷ, lòng còn vui hơn quỷ. Có người hóng hớt kịch vui còn muốn kịch thêm náo nhiệt, hoặc nói lời châm chọc hoặc thêm dầu vào lửa. Trong mắt đám người này, những chuyện liên quan đến tính mạng con người cũng chỉ là công cụ để đạt được lợi ích. Lòng dạ quỷ tồn tại trong hình dáng con người, có những kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Túc Bảo cầm kẹo que, trầm mặc không lên tiếng. Mộc Quy Phàm nói, Túc Bảo, con cần ba giúp gì nào? Túc Bảo lắc đầu, giờ không cần giúp gì nữa. Sư phụ từng nói, lệ quỷ cũng chia cấp bậc. Có lệ quỷ chỉ hiện hình được vào ban đêm, nhưng cũng tồn tại lệ quỷ có thể xuất hiện ở nơi có âm khí vượng vào ban ngày. Những nơi như đáy sông. Đám cỏ dại hai bên bờ quanh năm không thấy mặt trời, hố cẩu v.v. đều là những nơi âm khí vượng. Lệ quỷ hôm qua ít nhất đã giết chết một anh trai nhỏ, thậm chí còn túm chân ba Mộc Quy Phàm của cô bé. Túc Bảo lo lắng lệ quỷ kia quá lợi hại, tiếp tục hại chết người, nên mới đòi ra sông xem. Mộc Quy Phàm nói, thế giờ về à? Túc Bảo cầm kính viễn vọng, nói, chờ chút ba ơi, chúng ta đi sang phía bờ đối diện. Hai bên bờ sông Ung Giang đều xây dựng các công viên, nhưng bên này dân cư nhiều nên ven sông đông đúc người, còn bên kia có các tòa nhà văn phòng, người nhàn rỗi tương đối ít. Càng về đêm, sự tương phản càng rõ rệt, bên này nhộn nhịp, bên kia vắng vẻ. Thượng Thanh Bắc đã live stream liên tục 2 giờ đồng hồ, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cả người gã sắp bị ánh mặt trời như thiêu như đốt lột luôn một lớp da. Nhưng người vào xem phòng live stream của gã quá ít.
Thượng Thanh Bắc vô cùng bực bội, tại sao cùng một vụ việc ba cô gái rơi xuống nước, phòng livestream của người khác sôi nổi như vậy mà phòng livestream của gã lại vắng tanh vắng ngắt. Thượng Thanh Bắc mở nắp chai nước, nhìn số lượng người xem hiển thị là 11, hứng thú livestream của gã như bị vắt sạch. Lúc ngẩng đầu lên uống nước, gã chợt trông thấy một người đàn ông cao lớn đang vác một cô bé đi xa khỏi đám đông. Chiều cao của người đàn ông kia quá nổi bật nên cô bé đang cưỡi trên cổ anh cao hơn đám đông cả một đoạn. Những người xem đều đang vươn cổ ra nhìn dòng sông, còn những người chụp ảnh bằng di động cũng đang chụp ảnh theo hướng của dòng sông. Ngược lại, không ai để ý đến hai ba con nhà Túc Bảo. Hai mắt Thượng Thanh Bắc sáng lên, đây không phải Túc Bảo sao? Sau bài ngày chỉnh video liên quan tới Túc Bảo, Thượng Thanh Bắc đã quen với ngoại hình của cô bé hơn bất cứ cư dân mạng nào, vừa liếc mắt một cái gã liền nhận ra ngay. Thượng Thanh Bắc tức thì thu dọn đồ đạc và đi theo. Hai mắt gã như phát sáng, Túc Bảo sẽ đem về lưu lượng lớn cho gã. Hiện đang là lúc tan tầm, xe cộ đi lại tấp nập trên cầu, tiếng còi ô tô, tiếng bíp bíp của xe điện, người người hối hả về nhà. Có người dừng lại trên cầu, chỉ vào chiếc thuyền trục vớt thi thể ở phía xa, nhỏ giọng thảo luận. Vẫn đang tìm kiếm, hôm nay đã xem tin tức chưa? Cậu thiếu niên dũng cảm quên mình nhảy xuống nước cứu người, kết quả hai cô gái được cứu sống còn cậu ấy thì không thể lên bờ được nữa. Chẳng phải nói người nhảy xuống cứu đã lên bờ rồi ư? Anh đọc tin cũ buổi sáng rồi, tin tức mới nhất vừa rồi đã xác nhận danh tính của cậu thiếu niên bỏ mạng. Cậu ấy là học sinh của trường cấp 3 gần sông Ung Giang. Còn người lên được bờ là người thứ hai nhảy xuống nước cứu người, nghe đâu là một người đàn ông rất cao. Đáng thương quá, cứu được người khác còn mình lại bỏ mạng. Sau khi ra khỏi công viên, Mộc Quy Phàm đặt Túc Bảo xuống, nắm tay cô bé băng qua phần đường dành cho người đi bộ trên cây cầu. Anh và Túc Bảo tình cờ nghe được cuộc thảo luận của mọi người. Đám người này nói không sai, khi anh nhảy xuống thì hai cô gái đã được cứu lên bờ rồi. Chính cậu thiếu niên kia là người đã cứu hai cô gái. Mộc Quy Phàm suy đoán, thời điểm xảy ra vụ việc, cậu thiếu niên nhảy xuống đưa hai cô hái lên, sau đó mới xuống sông để cứu cô gái thứ ba, kết quả lại không lên bờ được nữa. Bây giờ điểm nghi ngờ duy nhất chính là, cô gái thứ ba đang ở đâu? Theo lẽ thường, khi ba cô gái đều rơi xuống nước cùng một lúc, dù cô gái thứ ba chết đuối trước khi được cứu thì thi thể cũng ở dưới sông. Cái chết của cậu thiếu niên kia cũng thật kỳ lạ, không giống chết vì kiệt sức. Chúng ta đi xuống từ đằng kia, Mộc Quy Phàm nói. Qua cầu 100 mét là lối vào công viên đối diện. Hai ba con Túc Bảo đi vào công viên mới phát hiện ở đây cũng có rất nhiều người đang livestream, tuy không sôi nổi như bên đối diện. Phần lớn đều đi theo thuyền trục vớt thi thể, thi thoảng lại có người vác thiết bị livestream chạy đến bắt đầu quay video. Vì thế, Mộc Quy Phàm không chú ý tới Thượng Thanh Bắc lẫn trong đám người. Túc Bảo cầm một chiếc la bàn nhỏ cỡ một chiếc đồng hồ đeo tay mà kỷ trường đã cho cô bé. Bên này. Túc Bảo dẫn Mộc Quy Phàm đến một cây đa bên dòng nước. Cây đa không lớn, thân chỉ to bằng bắp đùi người lớn, cành nhánh vươn ra sông, dễ khí sinh lần lượt rủ xuống sông. Khi đi đến chỗ này, kim chỉ nam của la bàn không quay nữa. Mộc Quy Phàm hỏi, ở đây à? Không thấy gì bất thường. Mộc Quy Phàm dặn dò, còn ở đây đừng đi đâu hết, ba xuống dưới xem sao. Nền đất bùn bên cạnh cây đa rất trơn trượt. Mộc Quy Phàm cẩn thận bước xuống vài mét, ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây đa bị cây bụi che phủ. Lần liếc mắt này, tim anh như hẫng mất một nhịp. Anh trông thấy một cô gái tóc dài đứng dưới gốc cây đa, mái tóc nhuộm vàng xõa xuống hai bên má, đầu rũ xuống, mặc áo ngắn kết hợp chiếc váy xếp ly màu xám. Cô gái buông thõng hai tay, cánh tay nhợt nhạt và sưng tấy, móng tay đen xì, hai chân cũng trắng bệch. Cô gái đi một đôi giày lười màu đen. Kết hợp với đôi tất trắng và một vòng ren xinh đẹp. Như nghe thấy tiếng động, cô gái đó chợt nhảy xuống sông. Sau đó, tiếng la hét lập tức vang lên bên tai Mộc Quy Phàm. Cứu, có người rơi xuống nước. Mộc Quy Phàm quay đầu, tiếng gió ù bên tai, nhưng anh không nhìn thấy người vừa hét câu, có người rơi xuống nước, ban nãy nữa. Nhưng vì có tiếng kêu cứu nên chẳng mấy chốc đã có người vây xem. Mau, có người rơi xuống nước rồi. Cứu. Mau đi cứu người, ai biết bơi, mau xuống cứu người đi. Mau gọi thuyền trục vớt thi thể bên kia. Vài người lo lắng kêu lên, bờ sông bên này vốn ít người mà lúc này đây đã có 7-8 người vây quanh, trong đó còn có vài blogger dùng thiết bị để livestream.
Bờ sông bỗng chốc ồn ào sôi nổi. Trời ơi, các fan cứng ơi, có người rơi xuống nước rồi. Phải làm sao đây, streamer không biết bơi. Mau cứu người đi, đây là tiếng kêu lo lắng. Có người rơi xuống nước rồi nè, trời ạ, con sông này bị làm sao thế nhỉ, suốt ngày có người rớt xuống sông. Đây là một câu hỏi đầy bất ngờ và mong mỏi chờ ăn dưa. Streamer không biết bơi đâu nha, ôi ôi, cảm ơn anh trai này đã tặng chiếc Ferrari, ôi sao còn có anh trai tặng cả đồ lễ hội thế này. Streamer lần này nhất định phải liều mạng xuống nước xem sao, các anh em hãy cầu nguyện cho tôi nhé. Đây là streamer không có giới hạn đạo đức, nhân lúc cháy nhà hôi của nhận quà tặng từ fan. Giữa đám đông ồn ào, một người đàn ông trung niên nhanh chóng cởi đồ, toàn nhảy xuống nước. Một số blogger lập tức quay máy ảnh của họ về phía người đàn ông trung niên. Túc Bảo vội kéo ống quần ông ta, nói, chú ơi đừng xuống đó. Người đàn ông tưởng Túc Bảo lo lắng cho mình nên nói, yên tâm đi, chú biết bơi mà. Túc Bảo cuống lên, không được, dưới nước có nguy hiểm đấy. Túc Bảo không chịu buông tay, ánh sáng từ sợi dây đỏ phát ra nên sức lực của cô bé mạnh đến mức người đàn ông kia không vằng ra được. Người bên cạnh sốt ruột nói, ơ con bé này sao thế nhỉ? Sao lại làm trì hoãn việc cứu người? Phụ huynh đâu? Đây là con cái nhà ai thế? Mấy người lớn lần lượt đi tới, toàn kéo Túc Bảo ra. Mộc Quy Phàm vừa từ vùng đầm lầy bên sông đi lên, trông thấy mấy người lôi kéo Túc Bảo thì lạnh lùng quát, ai dám động vào con gái tôi? Đám người kia giật thót, vô thức buông tay. Mộc Quy Phàm quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nói, không ai rơi xuống nước hết, tôi đã kiểm tra rồi. Đám người sững sờ nhìn quần áo ướt sũng của Mộc Quy Phàm. Người đàn ông trung niên vội hỏi, cậu xuống đó rồi à? Mộc Quy Phàm gật đầu, tôi xuống rồi, không ai rớt xuống sông hết. Mọi người chỉ cảm thấy khó hiểu và mù mờ. Vốn dĩ ban nãy Mộc Quy Phàm đã hứa với Túc Bảo rằng anh chỉ qua vùng đầm lầy kiểm tra, sẽ không tùy tiện xuống sông. Trước khi xuất phát từ nhà tới sông Ung Giang, Túc Bảo cũng cho Mộc Quy Phàm một lá bùa màu vàng. Khi trông thấy xác chết nữ nhảy xuống sông, Mộc Quy Phàm vốn định kéo xác chết lên nhân lúc cái xác chưa trôi đi xa, nhưng, anh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường và lập tức bơi lên bờ. Lúc này Mộc Quy Phàm đang nói dối, thực ra anh không lặn xuống sông, nhưng anh sắp sửa gọi điện kêu thuyền trục vớt qua bên này, tuyệt đối không được để người dân bình thường xuống nước. Lúc này, một người phụ nữ trung niên bỗng đẩy đám người ra rồi xông tới, hoảng hốt kêu to, là con gái của tôi, đó là con gái của tôi. Bà ta vừa nói vừa chạy dọc bờ sông, sau đó nhảy ùm xuống sông không chút do dự, miệng bà ta còn liên tục gọi tên, Quân Nhi, Quân Nhi. Quân Nhi, mẹ ở đây, Quân Nhi. Quay lại, Mộc Quy Phàm lạnh lùng quát. Nhưng người phụ nữ trung niên hoàn toàn không nghe lời khuyên, ra sức lao xuống nước. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột khiến mọi người không kịp nhận ra người phụ nữ trung niên từ đâu đến. Chỉ thấy nước sông ngập ngang ngực bà ta. Sau đó bà ta bắt đầu vùng vẫy vì bị nước đẩy đi. A, cứu với, người phụ nữ trung niên hét lên theo bản năng. Đám đông bên sông vừa nghẹn họng vừa lo lắng, gì ấy không biết bơi. Thật là, không biết bơi còn xuống sông làm cái gì không biết. Người đàn ông trung niên thấy vậy chuẩn bị nhảy xuống sông, Mộc Quy Phàm đang nghe điện thoại vội giơ tay cản ông ta, tôi kêu thuyền trục vớt qua đây. Mấy streamer hét lớn, ôi ôi, gì kia sắp chìm rồi đấy. Thuyền trục vớt ở xa như vậy thì sao tới kịp? Người đàn ông trung niên nghe vậy lại định xuống sông, Mộc Quy Phàm tiếp tục ngăn ông ta lại. Thấy Mộc Quy Phàm năm lần bảy lượt cản trở chuyện cứu người, ông ta tức giận mắng, mạng người quan trọng, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế hả? Đám người vây xem cũng cuống lên, đúng nha, chú này biết bơi thì anh cứ để chú ấy xuống nước. Ôi mau lên, người kia sắp chết đuối rồi. Làm sao thế không biết, con gái làm loạn rồi ông ba cũng làm loạn. Chuyện không xảy ra với người nhà mình nên không sốt ruột phải không? Thấy người đàn ông trung niên không nghe lời khuyên, Mộc Quy Phàm dứt khoát quét chân cho ông ta ngã xuống bên bờ, sau đó nói với Túc Bảo, bé con, giữ chú này cho ba. Túc Bảo lập tức xông lên, đặt mông ngồi lên lưng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên. Ông ta giãy giụa một hồi mà không thể ngồi dậy. Mộc Quy Phàm quét ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người vây xem, nói. Tôi nói rồi không được xuống sông, ai cũng không được phép. Đám người nhất thời câm nín, vừa tức giận vừa lo lắng, nhao nhao mắng Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm dứt khoát ngó lơ. Anh gọi luôn vài cuộc điện thoại. Chiếc thuyền trục vớt thi thể gần nhất trên sông nhanh chóng đi tới.
Mộc Quy Phàm dùng mắt đo khoảng cách của con thuyền, xác định thuyền sẽ đến trong vòng 2 phút nữa. Thời gian giải cứu hiệu quả sau khi một người rơi xuống nước là 4 đến 6 phút và thời gian giải cứu hiệu quả sau khi bị đuối nước là 1 đến 2 phút. Dù người phụ nữ trung niên kia ngừng giãy giụa trên sông thì chỉ cần được cứu trong vòng 2 phút sau thời điểm đuối nước, tỷ lệ cứu hộ thành công có thể đạt 100%. Nói cách khác, chỉ cần thuyền trục vớt tới kịp trong vòng 2 phút, người phụ nữ trung niên sẽ sống sót, chỉ sặc nước và khó chịu một lúc là ổn. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người người phụ nữ trên sông, mối nguy duy nhất mà Mộc Quy Phàm nghĩ đến là, lệ quỷ sẽ kéo người phụ nữ trung niên xuống dưới. Nhưng bà ta có bị lệ quỷ kéo hay không, Mộc Quy Phàm chẳng quan tâm. Nói anh thờ ơ cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao. Dựa vào cái gì mà yêu cầu người dân vô tội phải nhảy xuống cứu một người phụ nữ 5 lần 7 lượt không nghe lời khuyên lơn. Lúc này, đám streamer vẫn đang chỉ trích Mộc Quy Phàm, người này quá hở hững với mạng người. Chả trách con gái anh ta cũng vậy, đúng là, dột từ nóc nhà dột xuống. Anh ta có lương tâm không thế? Sao có thể máu lạnh tới mức này nhỉ? Nói thì hay lắm, bảo là sợ người khác gặp nguy hiểm nên cấm xuống nước. Nhưng mạng người quan trọng, lẽ nào phải trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ chết ngay trước mắt thì anh ta mới vui sao? Đúng là giả dối, anh ta tưởng ngăn người khác xuống nước với cái cớ lo người khác gặp nguy hiểm thì anh ta sẽ nổi tiếng đây mà. Trong đám streamer chỉ có Thượng Thanh Bắc không lên tiếng, nhưng ánh mắt gã đang kìm nén sự phấn khích. Ngay khi có tiếng kêu cứu, có người rơi xuống nước, vang lên, gã đã chấp lấy cơ hội, lấy ra 2 chiếc điện thoại di động. Chia 3 ống kính về phía Túc Bảo, Mộc Quy Phàm và người phụ nữ dưới sông. Thu thập tài liệu từ mọi hướng. Thượng Thanh Bắc biết rõ, sự việc lần này nhất định sẽ lên hot search. Duy chỉ có gã thu lại được cảnh quay toàn diện nhất. Đến lúc ấy, gã sẽ cắt vài video, cứ nửa giờ lại đăng lên mạng. Nhất định người xem sẽ tăng vọt. Thượng Thanh Bắc cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Ngay lúc này, không rõ ai bỗng kinh hô một tiếng, mau nhìn xem. Ánh chiều tà hắt lên mặt sông, một thi thể nữ tóc vàng, mặc váy xếp ly màu xám bỗng bồng bềnh trôi đến. Sở dĩ mọi người chắc chắn đó là xác chết, bởi cô gái tóc vàng đó đang dập dềnh trên mặt nước nhưng người lại cứng đờ bất động. Trong lúc mọi người còn hoang mang và bối rối, cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Xác chết nữ giơ tay kéo người phụ nữ trung niên xuống dưới lòng sông. A! À, những người trên bờ liên tiếp kinh hô. Mặt trời ngả về tây, gió chiều mát lạnh trong công viên thổi qua khiến tóc gáy của đám người vây xem dựng đứng. Đây là chuyện gì? Có phải tôi hoa mắt rồi không? Trời ạ, đừng quan tâm mấy chuyện đó, mau đi cứu người đã. Nhưng lúc này không ai dám xuống nước, cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị và kinh khủng, nếu cô gái tóc vàng kia thực sự là một xác chết kéo người xuống nước, ai dám đi cứu người đây? Nếu cô gái tóc vàng kia không phải thi thể thì rõ ràng có người đang cố ý mưu sát, chỉ đợi người nhảy xuống sông là lập tức kéo vào trong nước, thế thì đám người vây xem càng không dám xuống sông cứu người. Có người nhìn Mộc Quy Phàm, cảm thấy may mắn vì được anh ngăn cản, nếu không ngoài người đàn ông trung niên, bọn họ xém chút nữa cũng xuống nước rồi. Ngay lúc này, thuyền trục vớt đã tới kịp. Tầm nhìn của những người trên thuyền mở rộng hơn, một nhân viên trong đội cứu hộ hét to, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Trông thấy một người phụ nữ đang vùng vẫy và một xác chết nổi dập dềnh trên mặt nước, mọi người chuẩn bị lao tới cứu viện. Một người đàn ông lớn tuổi dặn dò, Cao Phi, để mắt tới 2 người trên sông nhé. Chàng trai trẻ trong đội cứu hộ tên Cao Phi. Lúc này anh ấy rất kích động, cuối cùng họ đã tìm thấy thi thể của cô gái sau một ngày đêm tìm kiếm. Quần áo trên người cô gái hoàn toàn phù hợp với mô tả của gia đình. Giây tiếp theo, thi thể nữ bỗng nhô lên khỏi mặt nước rồi hung bạo kéo người phụ nữ trung niên đang giãy giụa chìm xuống đáy nước. Chết tiệt, Cao Phi kinh hãi đến độ run cả tay. Cao Phi trông thấy rõ, thân thể mới nổi lên ban nãy chính là một thi thể, anh ấy đã trục vớt rất nhiều xác chết, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Xác chết còn có thể bất ngờ giơ tay kéo người xuống nước ư. Giờ phút này, Cao Phi chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung như bị Mai Siêu Phong duỗi móng vuốt cửu M bạch cốt ấn vào, từng sợi tóc trên đầu anh ấy đều dựng đứng cả lên. Đội trưởng, Cao Phi hốt hoảng gọi. Bác đội trưởng cầm dây thừng đi tới, vừa bước nhanh vừa nói, sao bộ dạng cậu cứ như trông thấy quỷ thế hả? Mau vớt người lên. Ơ, người đâu rồi? Tôi mới quay đi có một lát thôi mà. Nhân viên cứu hộ ở bên kia thuyền cũng đã xuống nước. Dụng cụ vớt xác khác với dụng cụ vớt người, đội cứu hộ đã đổi thành lưới vớt người,
người ở hai bên thuyền hợp sức kéo lên. Kết quả cây thủy sinh cũng được vớt lên theo thi thể nữ và người phụ nữ trung niên. Trông thấy xác chết nữ như co rút khi lên mặt nước, mọi người đều băn khoăn không biết có phải ảo giác của chính mình hay không. Cao Phi chố mắt nhìn, đội trưởng, bác đội trưởng cũng không mấy chắc chắn, thấy rồi đừng ầm ĩ lên như vậy. Người phụ nữ trung niên được kéo lên thuyền trước, các nhân viên cứu hộ lập tức đến cấp cứu cho bà ta. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ trung niên nhổ ra một ngụm nước đục ngầu rồi từ từ tỉnh lại. Bà ta lơ mơ giây lát rồi lồm cồm bò dậy, môi run rẩy hét, quân nhi của tôi. Mau cứu con gái tôi. Đội trưởng đội cứu hộ giữ bà ta lại, nói, con gái chị đã được vớt lên rồi. Chúng tôi hiểu được tâm trạng của chị lúc này, xin nén bi thương. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, gì, ý anh là gì? Con gái bà ta chết rồi ư? Không, hai cô gái khác rơi xuống nước đều được cứu, tại sao con gái bà ta lại phải chết? Bà ta không tin. Người phụ nữ trung niên nắm lấy mép thuyền, không ngừng lẩm bẩm, tôi không tin, nhất định là các anh vớt nhầm người, vừa rồi tôi đã trông thấy quân nhi của tôi, để tôi tự xuống đưa con bé lên, các anh không giúp thì tôi tự làm. Bà ta vừa nói vừa toan nhảy xuống sông, ai khuyên lơn cũng không lọt tai. Các thành viên đội cứu hộ câm nín, nhưng họ đã thấy quá nhiều trường hợp người thân trong gia đình mất kiểm soát cảm xúc như này rồi. Sau bao nhiêu năm trục vớt xác, khi chưa tìm thấy xác, hầu hết người thân trong gia đình đều ấp ủ một tia hy vọng mong manh, rằng người thân của mình chưa chết. Khi các thi thể được vớt lên, một số người thân trong gia đình ngất xỉu tại chỗ, một số khác như phát điên, không muốn chấp nhận sự thật. Thậm chí có người còn đánh đập, mắng mỏ đội cứu hộ vì đã vớt xác quá muộn. Thể loại nào cũng có. Người phụ nữ trung niên bị khống chế không cho xuống sông, lập tức nhào tới bên thi thể được bao phủ bởi tấm vải xanh. Bà ta vén tấm vải xanh lên, quả nhiên nhìn thấy rõ gương mặt của con gái mình. Bà ta như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống, điên cuồng đấm đá Cao Phi người ở gần bà ta nhất. Các người làm cái gì để kiếm cơm thế hả? Sao bây giờ mới kéo được con gái tôi lên? Chẳng phải vớt người đơn giản lắm ư, các người đều là đồ bỏ đi, làm gì mà tìm kiếm suốt một ngày một đêm thế hả? Chính các người đã hại chết con gái tôi. Các người đáng chết. Bà ta vừa la hét vừa khóc, Cao Phi chỉ thấy lòng khó chịu quá đỗi. Suốt một ngày một đêm anh ấy không chợp mắt, thân là nhân viên cứu hộ, niềm vui khi tìm thấy người còn sống có thể chữa lành hoàn toàn tâm trạng nặng nề khi tìm thấy xác chết. Thế nhưng, lần cứu hộ này có một xác chết đã đành. Còn bị người thân của nạn nhân mắng mỏ, trong lòng Cao Phi càng thêm khó chịu. Khi mới gia nhập đội cứu hộ, Cao Phi tràn đầy nhiệt huyết. Dần ra, những lời xúc phạm và oán trách của người thân nạn nhân đã dập tắt nhiệt huyết ban đầu của anh chỉ cảm thấy mờ mịt. Công việc mà anh ấy đang làm thực sự có ý nghĩa ư? Lúc thuyền cập bến, người phụ nữ trung niên vẫn khóc và chửi bới. Mộc Quy Phàm đang ấm túc bảo đợi trên bờ, nghe tin đã vớt được người. Quần chúng ăn dưa tụ tập mỗi lúc một đông. Nghe người phụ nữ trung niên mắng mỏ, trong lòng Túc Bảo rất khó chịu. Không được mắng người, Túc Bảo tức giận nói to, gì mới vô dụng, vô dụng nhất chính là gì? Gì vừa gây rối vừa không nghe lời khuyên lơn mà chỉ biết chỉ trích người khác, gì là kẻ nhu nhược. Cô bé tức giận đến mức lôi luôn câu, gì là một kẻ nhu nhược, từ phim truyền hình ra để mắng. Túc Bảo chỉ cảm thấy không thích nổi gì này. Dù gì ấy mất con gái rất đáng thương thì cũng không nên mắng người như vậy chứ. Đám đông đều gật đầu. Đúng nha, thành viên đội cứu hộ cũng vất vả lắm, 3 trong số 5 chiếc thuyền trục vớt là của đội cứu hộ Blue Sky. Đội cứu hộ Blue Sky bao gồm những người cứu hộ tự nguyện, họ chẳng lấy tiền lấy đồ gì của mình, còn dũng cảm xông lên cứu người, chị mắng gì thế hả? Giúp đỡ chị đến mức này rồi còn có lỗi hả? Mấy người nóng nảy còn mắng luôn người phụ nữ trung niên. Tôi thấy người làm mẹ như chị mới đáng bị mắng ấy. Lẽ nào không biết trông chừng con gái mình sao? Xảy ra chuyện thì quay ra mắng người khác. Mấy người chuyên giảng hòa vô nguyên tắc lại khuyên, thôi bỏ đi, người ta mất con gái mà. Mộc Quy Phàm mím môi, lạnh lùng nhìn đám người đang ầm ĩ. Máu tanh và tình người luôn hiện hữu trong thế giới của anh nên anh đã sớm thờ ơ hờ hững với những người xa lạ này. Nhưng... Túc Bảo bỗng vùng ra khỏi vòng ôm của anh rồi chạy tới bên cạnh người đàn ông trẻ đang lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Cao Phi đang thu dây thừng, cảm xúc nặng nề đè nén lồng ngực khiến anh ấy không thở nổi. Công việc cường độ cao kết thúc thì toàn thân anh ấy mới thả lỏng, lúc này anh ấy chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
Bỗng một bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy tay anh ấy. Cao Phi sửng sốt. Một cô bé ngẩng đầu, nghiêm túc nói, anh ơi, cảm ơn anh vất vả rồi. Anh ơi, anh là tuyệt nhất đó. Anh lợi hại như siêu anh hùng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé con và đôi mắt trong veo thuần khiết của bé, Cao Phi lập tức đỏ mắt. Cảm ơn. Mộc Quy Phàm bước tới ấm Túc Bảo, nói, đi thôi con. Túc Bảo vẫy tay tạm biệt, Cao Phi cũng vội vẫy tay chào. Trong đầu anh bỗng vang lên lời hát, ai nói đứng ở nơi sáng mới được xem là anh hùng. Cao Phi phì cười, dụi mắt, lẩm bẩm, cảm ơn em nhé. Cô bé xa lạ. Cao Phi cảm thấy mình lại có dũng khí vô hạn rồi. Người phụ nữ trung niên vẫn khóc lóc chửi rủa bên cạnh. Các người dựa vào cái gì mà tức giận mắng mỏ tôi? Các người hiểu tâm trạng tôi không? Các người có mất con gái không? Các người chẳng hiểu gì hết. Lẽ nào tôi nói sai ư? Nếu bọn họ cứu người sớm một chút thì con gái tôi đã không chết rồi. Hu hu, đều do các người hại chết con gái tôi, quân nhi của tôi. Gió thổi tung tấm vải xanh che xác chết nữ, để lộ khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt mở to của cô gái. Không ai nhìn thấy, con người của xác chết di chuyển một hồi, sau đó mới bất động. Túc Bảo nắm chặt lá bùa vàng trong tay, cau mày nhìn chằm chằm vào tấm vải màu xanh bị gió xốc lên ở nơi xa. Con lệ quỷ này danh ma quá đi, Túc Bảo nói, nó, Mộc Quy Phàm nói, sao thế? Túc Bảo chỉ vào thi thể của cô bé ở nơi xa, ba, hai mắt của chị đó nhắm lại rồi. Mộc Quy Phàm nhìn sang, quả nhiên là như vậy. Vừa rồi không có ai chú ý tới sự khác thường của thi thể nữ, nhưng anh và Túc Bảo vẫn luôn chú ý. Ban đầu hai mắt của thi thể nữ trợn trừng lên, nhưng hiện tại lại nhắm hai mắt lại. Mộc Quy Phàm nói, tối hôm qua thi thể nam cũng khác thường như vậy đó. Lúc thi thể nam còn ở trong sông thì trợn trắng mắt, vớt lên rồi trong mắt di chuyển hai lần, hơn nữa còn di chuyển nhìn theo anh. Túc Bảo nhìn chằm chằm mặt sông một lúc lâu, bỗng nhiên nói, con biết rồi. Chúng ta sai rồi, ba. Mộc Quy Phàm, hửng. Túc Bảo nói, có lẽ có tận hai con lệ quỷ, một con rất hung ác, một con thì không hung ác đến vậy. Ngày hôm qua thứ đã túm chặt lấy ba chắc là con lệ quỷ hung ác kia, còn con bất hung ác hơn đã nhập vào xác người, đang ở trong cơ thể của chị gái nhỏ này. Mộc Quy Phàm hiểu ra, vậy nên, tối hôm qua có hai cô bé bị rơi xuống nước. Cô bé tên Quân Nhi này đã chết từ lâu rồi, bị lệ quỷ không hung ác nhập vào người, thành mồi. Tối hôm qua, sau khi cậu con trai cứu được hai cô bé xong thì nhìn thấy Quân Nhi đang làm cò mồi ở trong nước, vì thế lại nhảy xuống sông, sau đó bị con lệ quỷ hung ác kia lấy mạng. Túc Bảo gật đầu, bé giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, dựng một ngón tay cái, ba thật thông minh. Mộc Quy Phàm nhướng mày, vô cùng phô trương, đương nhiên rồi. Túc Bảo nói, tối hôm qua, hai chị gái nhỏ kia đã rơi xuống nước như thế nào vậy ạ? Lúc ở trong nước có thấy chị Quân Nhi đó không ạ? Mộc Quy Phàm nói, bà đã cho người điều tra qua chuyện này rồi, hai cô bé đó nhìn thấy mặt sông phản chiếu ánh đèn đẹp quá, vậy nên đã tới gần bờ sông để chụp một bộ ảnh cảm xúc sâu lắng, không ngờ lại bất cẩn rơi xuống nước. Bọn họ không nhìn thấy Quân Nhi đã chết kia, chỉ cảm giác bản thân như bị kéo ra bên ngoài, lúc ấy bọn họ quá hoảng loạn. Không dám xác định mình đã bị kéo ra ngoài hay là bị nước cuốn ra nữa. Đúng lúc này cậu con trai đó đi ngang qua, lập tức cứu bọn họ lên. Cậu con trai vừa mới cập bờ, lại nghe thấy một tiếng, sau đó có tiếng người hô to, cứu mạng. Nói tới đây hai ba con đều đã hiểu rõ ngọn ngành, cậu con trai đã cứu được hai người lên bờ thành công, vốn dĩ sẽ không có ai phải chết cả. Vấn đề nằm ở Quân Nhi bị lệ quỷ nhập vào người. Ban nãy khi Mộc Quy Phàm xuống chỗ bờ sông để kiểm tra, anh nhìn thấy Quân Nhi đã chết từ lâu đang đứng thẳng người ở dưới gốc cây đa khuất góc. Dạo gần đây nước sông không dâng lên, Quân Nhi đã chết không thể tự bò lên trên bờ được, mà dù có bị nhánh cây ngoắc lên thì cũng không thể nào đứng thẳng như thế được. Hai tay Túc Bảo nắm lấy bùa vàng, đồng thời buồn rầu nói, hiện tại con đã hiểu hết rồi, nhưng lại không biết phải bắt hai con lệ quỷ như thế nào nữa. Hai con lệ quỷ đều đã phát hiện ra bé. Cho nên bọn nó sẽ không dễ dàng đến gần bờ nữa. Mộc Quy Phàm cụp mắt, thấp giọng nói, Túc Bảo, đêm nay ba dẫn con đi ngồi thuyền, có muốn không nào? Hai mắt Túc Bảo sáng ngời, lập tức giơ tay lên, dạ dạ. Nhưng ba, chắc là nữ quỷ vẫn nhớ chúng ta á, chúng ta phải trang điểm một chút. Bé chụm hai cái tay nhỏ lại, nói khe khẽ. Mộc Quy Phàm bế bé lên bằng một tay rồi ôm vào lòng, sửa đúng, là cải trang giả dạng.
Túc bảo, dạ dạ, vì để không bị nhận ra, hay là ba trang điểm thành một bác gái đi. Mộc Quy Phàm. Biết Mộc Quy Phàm và Túc bảo đã rời đi, Thượng Thanh Bắc mới cất điện thoại, cũng vội vàng rời đi theo. Càng ngày càng nhiều streamer kéo đến, đều muốn quay chụp được thông tin về thi thể nữ đã vớt lên được kia, sau đó bị bảo vệ khẩn cấp chạy tới chặn lại bên ngoài công viên. Thượng Thanh Bắc đi ra ngoài, gã ta không thèm đuổi theo quay chụp. Gã ta có tin giật gân rồi. Trở lại phòng cho thuê, Thượng Thanh Bắc lập tức cắt ghép biên tập video. Đợi gã ta cắt ghép xong, video thi thể cô gái được vớt lên, người đàn ông thấy chết mà không cứu, người nhà của cô gái mắng chửi nhân viên cứu hộ vừa vặn được đẩy lên top đầu. Bên dưới video vớt được thi thể của cô gái lên, đều là mấy bình luận kiểu. Ra đi thanh thản. Khóc. Mong rằng trên thiên đường sẽ không có đau đớn. Cùng với điểm nóng này, là một đoạn video Mộc Quy Phàm ngăn cản những người khác, không cho họ đi cứu người tại hiện trường. Bên dưới đều là bình luận chửi rủa. Người này là ai thế? Bản thân mình không dám đi xuống cứu người, vậy mà lại không cho người khác đi xuống cứu người. Hết nói nổi mà, sao lại có loại người như vậy chứ? Có sao nói vậy, tôi đã xem một video khác, mẹ của cô gái trách nhân viên cứu hộ tới quá muộn hại chết con gái của cô ta, theo quan điểm của tôi, loại người này cứ chết đi là tốt nhất. Không hề đáng được cảm thông chút nào. Tôi cũng xem rồi, mẹ của cô gái đó khiến tôi xem đến tăng sông luôn, cái thứ gì vậy trời? Tuy rằng là thế, nhưng người đàn ông cao lớn này cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành mà. Tại sao anh ta lại ngăn cản không cho người khác xuống cứu người? Xin khuyên mọi người đừng nên khẳng định quá sớm, hình như nghe bảo là trong sông có nguy hiểm, người đàn ông cao lớn kia mới ngăn cản không cho mọi người xuống nước. Để giải đáp nghi vấn này, cư dân mạng không ngừng tìm kiếm những video liên quan, chỉ để thấy rõ được lúc ấy rốt cuộc trong sông đã có nguy hiểm gì. Kết quả lại nhìn thấy một đoạn video mở quay lại cảnh người phụ nữ trung niên rơi tõm xuống nước bị thi thể đang trôi tới đột nhiên kéo xuống sông. Cư dân mạng lập tức kinh hãi rợn người, ai nói cho bọn họ biết là bọn họ đã nhìn lầm rồi đi. Là giả phải không? Các video có liên quan đều rất mơ hồ, cứ cảm giác như có ai đó đang cố tình làm giả để kiếm được lượng truy cập cấp S ấy. Ha ha, tôi cười vào mặt, thời đại nào rồi, điện thoại của mọi người đều có độ phân giải cao. Nhưng chỉ cần liên quan đến mấy hiện tượng siêu nhiên, kỳ quặc UFO, thì tất cả đều là video mờ đến độ không thể nhìn được gì, rõ ràng là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải là giả đâu, lúc ấy tôi có mặt ở hiện trường, hình như đã nhìn thấy thi thể của cô gái kia đã cử động á. Kết quả là, cuộc thảo luận về việc thi thể của cô gái vùng dậy lại vọt lên hot search. Thượng Thanh Bắc chỉ chờ giây phút này, gã ta có video với độ phân giải cao về cả ba hot search liên tiếp này. Ha ha, mọi thứ đã chuẩn bị xong, gió đông nổi lên rồi. Lần này, gã ta không hot thì ai hot đây? Thượng Thanh Bắc lập tức đăng từng đoạn video hoàn chỉnh lên. Gã ta rất thông minh, đầu tiên thì đăng video thi thể của cô gái đột nhiên vùng dậy, kéo mẹ ruột của mình xuống nước với độ phân giải cao lên trước. Tập 1, toàn cảnh sự kiện cô gái bị rơi xuống nước đột nhiên sống lại, kéo mẹ ruột vào trong sông. Quả nhiên sau khi đăng video lên, kèm theo lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm, chưa đầy nửa tiếng, video lập tức bay vút lên trời giống như ngồi trên tên lửa. Các cư dân mạng đều bị dọa đến phát sợ. Nét quá, làm tôi sợ muốn chết, hu hu hu. Thậm chí tôi còn nhìn thấy được cả gương mặt trắng bệch của cô gái kia nữa. Vô tình mạo phạm, phù hộ người nhà phù hộ con, đừng làm hại người nhà tôi và những người xung quanh tôi. Còn có người đăng thẳng cả chú Đại Bi lên nữa. Đương nhiên. Cũng có người nghi ngờ. Video nét như vậy, đặc biệt xử lý hậu kỳ rồi đúng không? Tôi cười ẻ, thế mà vẫn có một đám người tin, não vứt đi đâu rồi hả? Chắc chắn là cắt ghép, nếu không phải thì con cúc cu của thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi sẽ ngắn mất một nửa. Thượng Thanh Bắc nghe tiếng hậu trường nhắc nhở vang lên tinh 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 không ngừng, cảm giác đây là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Video của gã ta đã vọt lên top đầu. Trong nửa tiếng ngắn ngủn mà lượng xem đã vượt qua 50 triệu rồi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Thượng Thanh Bắc rèn sắt khi còn nóng, lập tức đăng tiếp video thứ hai lên. Tập 2, toàn cảnh sự kiện người đàn ông lặng lẽ đi xuống sông, ngay sau đó có người kêu cứu mạng. Cô gái bị rơi xuống nước đột nhiên sống lại, rốt cuộc là do con người tạo nên hay là hiện tượng siêu nhiên. Video vừa được đăng lên, một loại cư dân mạng đang theo dõi sự kiện này lập tức tìm tới. Mò được phần tiếp theo bằng thực lực,
Chủ blog thật quá tuyệt vời, chốt bấm theo dõi. Lạ thật, chẳng phải cô bé này là Túc Bảo đấy à? Có chuyện gì vậy, sao Túc Bảo lại liên quan đến chuyện này thế? Người đàn ông có thân hình cao lớn kia đột nhiên vòng xuống bên dưới gốc cây đa, chắc chắn là đang đặt thi thể. Tôi mạnh dạn suy đoán cô gái này đã anh ta mưu sát, anh ta nhân lúc màn đêm buông xuống chạy đi vứt xác. Vì để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, anh ta đã cố tình tạo ra một màn xác chết vùng dậy. Suy đoán của lầu trên đúng là vô lý hết sức, bạn đã bao giờ thấy ai vứt xác trước mặt nhiều người như vậy chưa? Bạn nhìn trong video mà xem, xung quanh còn có mấy streamer đang live stream nữa đó, sao mà có thể vứt xác ngay trước live stream được? Tuy rằng không đến mức là vứt xác, nhưng mà tôi cảm thấy việc cô gái đó sống lại chắc chắn có liên quan tới người đàn ông này. Cuộc thảo luận càng kịch liệt, sức nóng càng cao, Thượng Thanh Bắc ăn theo lượng truy cập mà Mộc Quy Phàm và Túc Bảo mang đến, dễ dàng có được 50 vạn fan. Vọt lên trở thành streamer lớn nổi danh, quả thật đã trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Có được số fan này, sau này gã ta lại đăng thêm video lên, tuy rằng không thể đạt được 100 vạn lượt thích như mấy cái video ngày hôm nay, nhưng vẫn rất dễ dàng để đạt được mấy vạn lượt thích, vậy cũng đủ cho gã ta đớp rồi. Gã ta lại tiếp tục đăng video thứ 3 lên. Tập cuối, toàn cảnh sự kiện hot mạng Túc Bảo thờ ơ lạnh nhạt, không chút động lòng trước thi thể. Em bé ngây thơ trong sáng khóc lóc chất vấn toàn thể cư dân mạng khi trước, có thật sự đơn giản như vậy không? Video này lại càng sắc bén hơn, toàn cắt ghép lại những đoạn video Túc Bảo đang lặng lẽ đứng trên bờ quan sát, Túc Bảo từ ngoan ngoãn không gây rắc rối, dưới sự cắt ghép của gã ta lại trở thành thờ ơ lạnh nhạt. Từ chuyện xảy ra lúc trước mà Túc Bảo đã thu hoạch được một đám fan mẹ trên mạng, hiện giờ video này của Thượng Thanh Bắc vừa được đăng lên, lập tức có một nhóm người đứng ra bênh Túc Bảo. Đương nhiên, cùng với đó còn có một đám người mắng Túc Bảo thật đáng sợ. Độ hot lại tăng gấp bội. Ha ha, Túc Bảo, mày đúng là cây dụng tiền của tao mà. Thượng Thanh Bắc cực kỳ kích động. Lúc này người nhà họ Tô tạm thời chưa chú ý đến đâu anh. Rốt cuộc thì đối với người nhà họ Tô, chuyện này được liệt vào phạm vi chuyện của người khác, bọn họ nào có biết chuyện này lại có thể liên quan đến Túc Bảo chứ? Hiện tại bọn họ đang chú ý tới Mộc Quy Phàm. Toàn thể người nhà họ Tô đều khoanh tay lại, nhìn, nữ hoàng cao quý, đang chậm rãi bước từ trên tầng xuống. Cao thì có cao nhưng quý thì không biết, chỉ biết là rất đáng sợ. Tô Nhất Trần đang đi từ bên ngoài vào, đồng thời nói, đã đặt thuyền. Kết quả nhìn thấy cảnh Mộc Quy Phàm đóng giả phụ nữ, khóe miệng giật giật. Đây vẫn là chiến thần Mộc mà anh biết đó à? Mí mắt của Mộc Quy Phàm cũng không ngừng run rẩy, nói, bé ngoan, ba sẽ tìm một người khác tới cho con tạo hình cho người khác nhé. Túc Bảo đang cảm thấy cực kỳ hứng thú, bé cầm mấy lọ sơn móng tay, hưng phấn nói, ba, ngồi xuống đây đi. Mộc Quy Phàm bị bắt ngồi trên sofa. Túc Bảo cầm sơn móng tay, bôi lên từng ngón cho anh, 10 ngón tay đủ mọi màu sắc, còn cởi cả giày của anh ra, ngón chân cũng rực rỡ sắc màu. Ông cụ Tô nghiêm mặt, hừ một tiếng, nghịch ngợm. Trẻ con muốn sơn móng tay, sao anh lại cho con bé sơn thật chứ? Tô Nhạc Phi nói, đúng đúng, nhưng mà, Túc Bảo muốn sơn thì cứ cho con bé sơn cũng được mà. Đây là một kẻ chuyên hóng hớt không ngại làm to chuyện, thậm chí còn đổ dầu vào lửa, Túc Bảo, dùng màu hồng phấn kia đi. Túc Bảo bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nhạc Phi. Tô Nhạc Phi chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, quả nhiên nghe thấy nhóc con nói, cậu năm, mau ngồi xuống tương đương. Tô Nhạc Phi, ban nãy đổ thêm dầu vào lửa bao nhiêu, hiện tại thấy hối hận bấy nhiêu. Cậu không được đâu, Tô Nhạc Phi nói, con nhìn năm ngón tay thô kệch của cậu năm này. Túc Bảo vô cùng đáng thương nhìn Tô Nhạc Phi, cậu năm cũng muốn sơn phải không? Tô Nhạc Phi, được được được. Ông cụ Tô rũ tờ báo, nói thầm, không có nguyên tắc. Nhưng mà, quả báo, đã đến, Túc Bảo sơn cho Tô Nhạc Phi xong, lại theo dõi ông cụ Tô đang ngồi ở bên cạnh. Ông ngoại, ông muốn màu nào ạ? Ông cụ Tô, ông ấy nhíu mày nói, ông không. Túc Bảo, ông ngoại tương đương. Ông cụ Tô, màu xanh đi. Các bé gái thích chơi mấy thứ này nhất, nào là sơn móng tay, học mẹ trang điểm, trộm dùng son của mẹ, buộc tóc cho búp bê Barbie. Túc Bảo chơi đến nghiện, lập tức lấy lọ sơn móng tay màu lam ra, sơn lên từng ngón tay cho ông cụ Tô. Tô Nhất Trần lặng lẽ lui về phía sau, giả bộ ra ngoài nghe điện thoại. Tô Tử Lâm chợt nhớ Hân Hân cần phải luyện chữ thêm một trang nữa, vội vàng chạy lên tầng. Mộc Quy Phàm nhìn thấy cảnh này,
Hừ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, phúc lớn như vậy chạy gì mà chạy. Túc bảo, ba thấy cậu cả của con rất hợp với màu hồng phấn, còn cậu hai con ấy à? Ừm, màu đen không tồi. Hai mắt Túc bảo sáng lấp lánh, dạ dạ dạ, cậu cả cậu hai đừng nóng vội, mau ra đây xếp hàng đi. Người nhà họ Tô. Bà cụ Tô cố nén cười, nhìn một đám đàn ông lớn đầu to xác lại bị một bé con áp chế. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Đèn hoa sáng bừng. Trong khu vực cho thuê du thuyền ban đêm của công viên, một nhóm người có hành vi kỳ quặc. Ba người đàn ông đút tay vào túi, đội mũ áo hút đi, cúi đầu không rên một tiếng trèo lên thuyền. Sau lưng bọn họ là một cậu bé đang tung tăng chạy theo. Đằng sau cậu bé là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ sẫm đang đi, người phụ nữ trang điểm rất đậm, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quặc. Đi ở cuối cùng của đoàn bọn họ là một cô gái trông như sinh viên đại học đang cười đến không thấy mắt đâu cả, đi theo chụp ảnh lia lịa. Ba người đàn ông chính là Mộc Quy Phàm, Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi, người phụ nữ trang điểm đậm lại là Vạn Đào bị kéo tới bất ngờ, vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống. Bé trai kia là Túc Bảo đã được Tô Cẩm Ngọc tỉ mỉ trang điểm cho, bé đội tóc giả trên đầu, trời tối sẽ không thể nhìn ra được. Tô Cẩm Ngọc cười điên cuồng. Tuy rằng cuối cùng Mộc Quy Phàm không mặc đồ nữ ra ngoài nhưng cả anh lẫn Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi đều bị cục bột nhỏ đè ra sơn móng tay móng chân. Túc Bảo còn cố chấp yêu cầu bọn họ đi dép lê, khoe những chiếc móng xinh đẹp của bọn họ ra ngoài. Ban nãy đầu ngón chân của mấy người bọn họ đều sắp moi thủng cả dép. Tô Cẩm Ngọc chào Vạn Đào với khóe miệng đang co giật tằng tằng, cười tủm tỉm hỏi, hi, chị gái, ra ngoài chơi à? Đáng tiếc Vạn Đào không nhìn thấy cô. Không thì chắc chắn sẽ tức chết tại chỗ. Du thuyền là một con thuyền loại nhỏ, sau khi vào phòng riêng, Mộc Quy Phàm và những người khác lập tức duỗi tay ra, cũng không quặp ngón chân vào nữa, một đám ngồi ở trên ghế. Có trời mới biết bọn họ đã đến được đây bằng cách nào. Sắc mặt của Vạn Đào cũng khôi phục như thường, hỏi, gia chủ, lần này chúng ta phải làm nhiệm vụ gì? Anh ta chỉ thu được tin tức khẩn cấp, bảo anh ta tới đây chấp hành nhiệm vụ. Ai biết vừa đến nhà họ Tô đã bị Tô Nhạc Phi và Túc Bảo bắt mặc đồ nữ vào. Mộc Quy Phàm nói, qua đây, đeo cái vòng cổ này lên. Đây là vòng cổ trừ tà mà Túc Bảo đã làm. Vạn Đào đang mặc đồ nữ. Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy 10 ngón tay rực rỡ sắc màu của gia chủ Mộc nhà bọn họ, ngay cả 10 cái móng chân cũng có đủ loại màu sắc. Tô Nhất Trần, Tô Nhạc Phi cũng thế, 10 cái móng tay của Tô Nhất Trần là màu hồng phấn. Hồng hồng hào hào, 10 cái móng tay của Tô Nhạc Phi là màu đen. Cậu năm nhìn móng tay của mình, thấy khá vừa lòng, ha ha, tự dưng giờ nhìn lại cảm thấy cũng ngầu ghê nhỉ. Vạn Đào. Vạn Đào nói, gia chủ, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta là? Mộc Quy Phàm nói, chúng ta cần dụ một người xuất đầu lộ diện, kẻ này đã từng gặp tôi và Túc Bảo nên hai ba con tôi không thể ra mặt, vì vậy anh nhận nhiệm vụ dụ rắn ra khỏi hang. Tôi nhớ anh rất giỏi lặn. Đúng không? Anh cũng từng tiến hành thực chiến dưới nước rồi. Vạn Đào gật đầu, những chuyện này không thành vấn đề. Chỉ là, người đó từng gặp tôi chưa? Vạn Đào nghiêm túc hỏi. Anh ấy còn đang thầm hỏi rốt cuộc là kẻ thù hay tội phạm bỏ trốn nào mà gia chủ lại đánh giá cao đến thế. Chỉ thấy Mộc Quy Phàm hơi khựng lại, đáp, chưa gặp bao giờ. Vạn Đào, thế anh ấy phải vận bộ đồ này vì lý do gì? Như nhìn thấu suy nghĩ của Vạn Đào. Mộc Quy Phàm không buồn ngẩng đầu, nói rằng, kêu anh mặc như vậy cũng vì muốn tốt cho anh thôi, trừ ta. Vạn Đào. Cảm ơn gia chủ. Du thuyền chậm rãi di chuyển trên mặt sông. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Vạn Đào che mặt hỏi. Mộc Quy Phàm thoải mái dựa vào ghế sofa, giang hai tay ra, bắt chéo hai chân. Nhìn thấy khung cửa sổ kia chứ? Mộc Quy Phàm nói, anh mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài. Du thuyền này được thiết kế để du ngoạn trên sông, tầng 2 thuộc về boong tàu, có khu vực ghế sofa thoải mái, dưới bụng tàu có một quầy bar nhỏ, vị trí cửa sổ có một cửa sổ bằng kính có thể mở được. Vạn Đào mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Túc Bảo cởi giày leo lên ghế sofa. Cô bé bắt chước Mộc Quy Phàm, dựa vào ghế sofa, duỗi chân rồi bồi thêm một câu, sau đó duỗi tay ra rồi đùa nghịch nước sông nha chú Vạn tương đương. Vạn Đào. Mặc quần áo phụ nữ. Thò đầu ra ngoài, lại còn phải nghịch nước. Sao anh ấy cảm thấy sai sai nhỉ? Hết cách, Vạn Đào chỉ đành nghe theo để hoàn thành, nhiệm vụ cơ mật. Vì cửa sổ cách mặt nước khá cao nên anh ấy phải nằm bò trên cửa sổ và cúi xuống để chạm tới mặt nước.
May sao, tay Vạn Đảo khá dài. Túc Bảo lấy di động ra chụp cho Vạn Đảo vài tấm hình, nói, chị ơi, chị nói, ông lớn mau đến chơi nào, đi. Diễn viên trên TV đều diễn như vậy nha. Khóe miệng Tô Nhất Trần khẽ giật. Môi Mộc Quy Phàm thoáng cười mà như không, đừng gọi bậy như thế nha con. Thế là, một đám người ngồi thưởng thức trà với cà phê, còn Vạn Đảo vất vả làm việc, gió đêm thổi bay mái tóc dài của anh ấy, tay anh ấy vỗ nhẹ vào nước đùa nghịch. Quả là một bức tranh đẹp, mỹ nhân đùa nghịch dòng nước sông đêm. Ngay lúc này, Vạn Đảo chợt cảm thấy tay sờ phải thứ gì đó. Anh ấy chau mày, cây cỏ dưới nước ư. Nhưng thứ này rất trơn, cảm giác giống tóc hơn. Một giây sau, tay Vạn Đảo bị người nào đó chộp lấy rồi kéo mạnh xuống. Vạn Đảo. Vạn Đảo thầm nghĩ, cá mắc câu rồi à. Giỏi lắm, kỹ năng dưới nước không tệ nha người anh hùng hảo hán. Ẩn náu dưới nước bao lâu mà còn có thể phát lực mạnh dường này. Vạn Đảo cười lạnh, giơ tay ra sức kéo, người, ở dưới nước lên. Chỉ nghe Mộc Quy Phàm nói nhỏ phía sau, lên rồi. Vạn Đảo, giữ chắc nhé. Vạn Đảo toan nói anh ấy đã trải qua trăm trận chiến, nhiều đây không cần phải lo lắng. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy trông thấy một bàn tay nhợt nhạt nhô lên khỏi mặt nước, nắm lấy tay kia của anh và kéo mạnh. Vạn Đảo rơi vào nước. Vạn Đảo mặc một chiếc váy màu đỏ, lúc rớt xuống sông còn nghe thấy một giọng nói, cứu với, có người rơi xuống nước rồi. Vạn Đảo từng trải qua huấn luyện nên có thể mở mắt dưới nước. Anh ấy đảo tay nắm lấy tay hai người kia rồi kéo mạnh lên, anh muốn xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào. Kết quả, một khuôn mặt tái nhợt đang trợn trắng mắt như dán vào mặt Vạn Đảo. Bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang nhìn anh ấy hao háo. Vạn Đảo. Mẹ kiếp. Chộp phải mấy cây thủy sinh lớn ư. Vạn Đảo không trầm ổn như Mộc Quy Phàm, giây phút kinh ngạc ban nãy khiến anh ấy sặc nước vào mũi, sau đó bị hai người kia kéo xuống đáy nước. Ngay lúc này, sợi dây chuyền trên cổ anh ấy phát ra luồng ánh sáng nhạt, giọng nói lạnh lùng của Mộc Quy Phàm cũng đồng thời vang lên, Vạn Đảo, nắm chặt chúng, đừng để chúng chạy. Sau đó chân Vạn Đảo được Mộc Quy Phàm nắm lấy. Vạn Đảo lập tức nắm chặt cổ tay của hai người dưới nước. Một tiếng, Vạn Đảo cùng hai thi thể bị kéo lên mặt sông rồi rơi xuống thuyền. Vạn Đảo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cổ anh ấy truyền tới cảm giác đau đớn, anh ngất lịm đi. Túc Bảo cầm tấm bùa màu vàng, hét lên bằng chất giọng non nớt, ha. Thanh kiếm gỗ gụ được quấn lá bùa màu vàng bay ra, đóng đinh hai xác chết nữ đang chuẩn bị trốn vào bong tàu. Đám người Tô Nhạc Phi nhìn đến sững sờ. Trước khi đến đây họ tưởng sẽ không trông thấy quỷ mà chỉ thấy động tác bắt quỷ của Túc Bảo. Nhưng lúc này trước mắt họ hiện rõ hai xác chết, không phải quỷ. Túc Bảo nhớ rõ lời dặn của sư phụ, hiện giờ cô bé chưa đủ mạnh nên không được phép cưỡng chế bắt quỷ. Nhưng, nếu không thu hai con quỷ nước này thì lá bùa của Túc Bảo sẽ dần mất tác dụng, cô bé cũng không có đủ lá bùa để khống chế tạm thời hai con quỷ. Túc Bảo chợt nhớ tới lời sư phụ, sợi dây đỏ trên tay bé rất lợi hại. Có thể tự động bật ngược trở lại. Theo cách hiểu của Túc Bảo thì cái đó chính là bật ngược trở lại. Túc Bảo lập tức sáp tới gần hai con quỷ nước, chống nạnh, hất cằm nói, nhào vô, có bản lĩnh thì đánh ta đi nè. Vẻ mặt hợm hĩnh phách lối đó. Mộc Quy Phàm, Tô Nhất Trần, xác chết trợn trắng mắt, cổ họng phát ra tiếng, hờ. Hờ, lại là một con nhóc đáng chết. Một trong hai xác chết rất tức giận, nhào lên cắn Túc Bảo. Mộc Quy Phàm kinh hãi, Túc Bảo. Túc Bảo giơ tay lên chắn theo bản năng, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Thi thể nữ bị ánh sáng đỏ đập mạnh, ngã ầm ra ngoài, quỷ hồn bên trong thi thể cũng bị rút ra ngoài, liên tục kêu gào. Xác chết nữ trẻ tuổi hơn Trần trừ một lát rồi cũng nhào lên. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, quỷ hồn cũng bị rút ra khỏi xác chết. Hai xác chết lần lượt rơi xuống bong tàu, xác chết trương lên. Thối giữa rồi nhanh chóng biến thành hai vũng nước màu vàng hôi thối. Tô Nhạc Phi hồ nghi hỏi, bắt được rồi à? Không hổ là cháu gái của anh, thật lợi hại. Túc Bảo nói, chưa đâu ạ. Cô bé chộp lấy thanh kiếm bằng gỗ gụ được bọc lá bùa xung quanh rồi lao tới. Cha cha, đánh, đánh. Túc Bảo giơ cao thanh kiếm bằng gỗ gụ và vung vẫy điên cuồng. Hai con quỷ nước tách ra khỏi thi thể nên không còn bị lá bùa khống chế. Vừa toan chạy thì nghe Túc Bảo hét một tiếng. Đời người vô thường, ruột già bọc ruột non, cái mông tấn công. Chỉ nghe ầm một tiếng. Hai nữ quỷ bị mông đánh bay.
Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, Tô Nhạc Phi. Còn có thể làm vậy ư? Ba người còn chưa định thần lại thì thấy Thúc Bảo quăng hồ lô ra, hét, đi nào, Pikachu. Quỷ đào hoa bay vút ra. Ba con quỷ đang đấu địa chủ trong hồ lô, quỷ đào hoa đang nghĩ trăm phương ngàn kế trồng gẹo dụ dỗ quỷ nhu nhược chơi cùng thì bỗng bị bay vù ra ngoài. Thấy hai lệ quỷ đang nhào đến, quỷ đào hoa không nghĩ ngợi gì mà dứt khoát giáng một cái tát tai. Lệ quỷ có hung dữ tới đâu thì ác quỷ cũng chẳng coi ra gì. Lệ quỷ già hơn bị quỷ đào hoa đè cho không cử động được. Hờ, nữ quỷ tức giận vùng vẫy. Bỗng nhiên, quỷ hồn cô gái trẻ bên cạnh quỳ rạp xuống, ứa nước mắt nói, xin ngươi hãy tha cho mẹ của ta. Tô Nhạc Phi và Tô Cẩm Ngọc đồng loạt bày ra bộ dạng kinh ngạc cống lơ mơ. Hai người họ nhìn Thúc Bảo khiêu khích xác chết một cách kiêu ngạo, nói có bản lĩnh thì đánh cô bé đi. Còn nghe Thúc Bảo niệm chú, cái mông tấn công gì gì đó, thế mà cũng có hiệu quả sao? Còn chưa hết kinh ngạc thì hai người họ lại trông thấy Thúc Bảo quăng hồ lô ra, hét to, đi nào, Pikachu. Cảnh tượng quỷ nước bị đánh bật ra khỏi xác chết thì họ không nhìn thấy được nữa. Quỷ đào hoa bỗng nhiên bị ném ra ngoài cũng mù mờ. Nó chỉ chiến đấu với lệ quỷ theo bản năng. Quỷ đào hoa đạp chân lên lệ quỷ mẹ, lệ quỷ trẻ bên cạnh bỗng quỳ rạp xuống xin quỷ đào hoa tha cho mẹ nó. Quỷ đào hoa, sao nó không hiểu đầu cua tai nheo gì thế này? Túc Bảo vỗ tay khen ngợi, dì đào hoa lợi hại quá nha. Quỷ đào hoa vô thức đáp lời, đương nhiên. Lệ quỷ trẻ vừa quỳ vừa khóc, ta với mẹ ta sai rồi, chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa, xin các người hãy tha cho mẹ con ta. Túc Bảo lắc đầu, chị và dì ấy đòi mạng bao nhiêu người rồi. Đáy mắt lệ quỷ trẻ thoáng hiện sự đấu tranh, nói, cũng chỉ có 7-8 người thôi. Túc Bảo cho mày, sao có thể dùng từ, cũng chỉ, để hình dung con số 7-8 người được. Lệ quỷ mẹ bị quỷ đào hoa dẫm đạp bỗng cất giọng nói khó nghe như cổ họng bị cắt chặn, nhu cần, đừng cầu xin nó. Lần này coi như chúng ta gặp họa, lệ quỷ mẹ không cam tâm, trừng mắt với Túc Bảo. Nó chỉ cần thôn phệ thêm một oan hồn thôi, thực sự chỉ cần thêm một oan hồn. Nó có thể biến thành ác quỷ rồi vĩnh viễn rời khỏi con sông này. Nó phải lặp đi lặp lại cảnh chết đuối năm xưa tới vạn lần, vì không thể chịu thêm nữa nên nó chọn cách thôn phệ quỷ hồn khác để nhanh chóng rời khỏi dòng sông này. Chẳng ngờ, việc sắp thành lại hỏng. Túc Bảo không quan tâm lệ quỷ kia mắng gì, chỉ nhìn lệ quỷ trẻ tên Nhu Cẩn, hỏi, chị tên gì, người ở đâu, tại sao chết? Nhu Cẩn do dự hồi lâu, trong mắt thoáng hiện sự tuyệt vọng, nói, lúc trước mẹ con ta là cư dân bên bờ sông, khoảng 8 năm trước, nơi đó vẫn là thôn xóm có nhiều nhà tự xây. Nó chỉ tay về phía bên kia sông, nhưng những tòa nhà cao tầng đã được xây dựng ở đó, và những tòa nhà cũ đã biến mất. Vào một ngày cuối tuần, mẹ con ta ra sông giặt chăn. Mẹ ta thấy chăn bông quá lớn, máy giặt giặt không sạch nên đã đem ra sông. Ba ta cũng đi cùng, nhưng ba lại bơi trên sông. Mẹ của Nhu Cẩn đang giặt chăn thì bất cẩn rơi ùm xuống nước, Nhu Cẩn cuống quýt kéo mẹ mình lên nhưng nó cũng bị rơi xuống nước theo. Mẹ ta hét to kêu cứu, nhưng ba ta bơi quá xa nên không nghe thấy. Nhu Cẩn nói rồi buồn bã bật khóc, ta và mẹ đã bị nhấn chìm như thế đấy. Sau khi chết đuối, ta và mẹ trở thành quỷ nước ở nơi này, mẹ ta rất tức giận nên không chịu đi đầu thai, mẹ ta hận ba ta, nói ba ta như cái chảy gỗ, gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Nhớ lại cảnh tượng chết đuối ngày trước, hai mắt lệ quỷ mẹ đỏ sọng. Nó chết đã đành, đến con gái nó cũng bị chết theo. Chồng nó chỉ bơi cách đó khoảng 100 mét, rõ ràng con gái của nó có cơ hội được cứu sống. Nhưng cuối cùng vẫn mất mạng cùng nó. Ta không cam tâm, ta hận, lệ quỷ nghiến răng kèn kẹt, nói giọng khàn đặc, ta phải đi tìm chồng để giết chết hắn. Ta muốn hỏi xem đôi tai của hắn chỉ để trưng thôi sao. Túc Bảo, Nhu Cẩn nói tiếp. Do bị mắc kẹt trong bùn và vướng vào cây thủy sinh nên ba ta tìm hồi lâu vẫn không thấy hai mẹ con ta, ba tưởng ta và mẹ đã về nhà nên cũng đi về theo. Sau đó ba ta dẫn người đi trục vớt nhưng không phát hiện ra hai mẹ con ta. Túc Bảo cho mày, hai người đã hại chết chị Quân Nhi như nào? Lúc này, lệ quỷ mẹ vẫn tiếp giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của quỷ đào hoa nên đành từ bỏ. Nhu Cẩn nhìn mẹ nó một cái rồi mới kể lại chuyện mấy ngày hôm nay. Hóa ra, Quân Nhi hoàn toàn không muốn tự sát, cô bé đó cãi nhau với mẹ của mình rồi ra bờ sông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ven sông. Vì thấy em ấy chỉ có một thân một mình nên ta và mẹ sắp tới gần, toàn thu hút em ấy đi theo mình.
Sau đó ta nghe thấy Quân Nhi gọi điện với mẹ em ấy, dì kia tức giận hỏi em ấy đi đâu, em ấy bèn nói đang ở công viên bên sông. Nhu Cẩn hơi khựng lại rồi mím môi nói, mẹ của Quân Nhi rất tức giận, nói, giỏi nhỉ, giờ con còn đòi tự sát để uy hiếp mẹ hả? Đi ra sông cho ai nhìn, có bản lĩnh thì con nhảy xuống sông luôn đi, đừng về nhà nữa. Túc Bảo nói, sau đó thì sao? Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, Tô Cẩm Ngọc và Tô Nhạc Phi đứng bên cạnh nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Bảo lầm bầm lầu bầu một mình. Thấy quỷ thì sợ, nhưng lúc không thấy được quỷ, không nghe được chuyện của quỷ lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Sốt của quỷ nước đã nói gì với Túc Bảo? Tô Cẩm Ngọc lầm bầm, đúng là sai lầm, lẽ ra ban nãy phải dẫn Tô Tử Du đi theo. Lúc này Nhu Cẩn nói tiếp, Quân Nhi cùng trạc tuổi ta hiểu tâm trạng của em ấy. Quân Nhi còn chưa kịp giải thích thì mẹ em ấy đã cúp điện thoại, Quân Nhi khóc rồi ngồi xổm bên bờ sông. Vốn dĩ lệ quỷ trẻ không muốn giết Quân Nhi, nhưng lệ quỷ mẹ dạy nó không được mềm lòng. Mẹ ta nói, con thông cảm cho người khác thì ai thông cảm cho hai chúng ta. Mẹ của Nhu Cẩn chỉ do dự một chốc rồi dứt khoát kéo Quân Nhi xuống nước. Nhu Cẩn đấu tranh nội tâm nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản mẹ nó. Sau khi Quân Nhi chết được một ngày, mẹ em ấy mới tới tìm nhưng không tìm được. Buổi tối mẹ ta lại kéo thêm hai cô gái xuống nước. Nghe tiếng hét, có người rơi xuống nước rồi, mẹ của Quân Nhi vô cùng lo lắng. Cậu thiếu niên đi ngang qua lúc ấy rất dũng cảm, khả năng bơi của cậu ấy rất tốt, hai cô gái kia chưa chìm sâu nên cậu thiếu niên đã cứu sống được hai cô gái. Mẹ ta tức giận nên kêu ta nhập thân vào người Quân Nhi, làm bộ rơi xuống nước, rồi kéo cậu thiếu niên kia. Nói tới đây, Nhu Cẩn cảm thấy tội lỗi nên không lên tiếng nữa. Mẹ của Nhu Cẩn chẳng hề hối hận, nói, đáng lắm. Đi đâu chụp ảnh chẳng được, đằng này cứ khăng khăng đòi chụp bên bờ sông cơ. Túc Bảo tức giận nói, thế anh trai nhỏ thì sao? Anh ấy muốn cứu người thôi mà, anh ấy là người tốt. Mẹ Nhu Cẩn chẳng buồn quan tâm, thế thì đã sao, kiểu gì sau này chẳng chết, chỉ bằng chết sớm chút để giúp ta thỏa nguyện thành ác quỷ. Túc Bảo, cô bé giận dữ bước lên túm cổ lệ quỷ rồi lắc mạnh, tỉnh táo lại đi. Mạng của gì quan trọng, mạng của người khác thì là cỏ rác ư. Tô Cẩm Ngọc, đây chẳng phải lời cô mới nói hôm qua ư. Lệ quỷ mẹ bị lắc đến độ sắp hồn bay phách tán, nó giãy giụa đạp Túc Bảo nhưng chưa đánh tới người cô bé thì ánh sáng đỏ tỏa ra từ sợi dây trên cổ tay cô bé đã khiến đòn đánh bị phản ngược lại. Lệ quỷ chỉ cảm thấy nó đang đánh chính mình. Không đánh thì bị Túc Bảo bóp chết, đánh thì chẳng khác nào tấn công chính mình, thế nào cũng không ổn. Lệ quỷ mẹ nghĩ mà tức điên, dừng tay. Túc Bảo quyết chí không buông. Cuối cùng, lệ quỷ mẹ bị Túc Bảo bóp thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô linh hồn. Quỷ Đào Hoa sững sờ, mẹ kiếp, nhóc con kia lợi hại vậy ư. Túc Bảo cũng ngẩn người, lập tức nhìn hai tay trống trơn của mình, mím môi. Tại sao lòng dạ người lớn lại phức tạp như vậy? Sao họ luôn thích oán trách người khác? Những đạo lý mà trẻ con còn hiểu được, tại sao người lớn lại không hiểu? Túc Bảo bỗng thấy mờ mịt. Quỷ Đào Hoa nhìn Nhu Cẩn, nói, mẹ ngươi bị trừng phạt đúng tội, nhưng ngươi vẫn có thể đầu thai kiếp khác, ngươi có đi không? Nhu Cẩn bỗng bật cười, lắc đầu, không đi, ta theo mẹ của ta. Xấu xa đến mấy cũng là mẹ của ta. Nó cũng hại chết rất nhiều người, cũng đáng chết như mẹ của nó, vì vậy nó không đáng được tha thứ. Nhất là khi hại chết Quân Nhi. Mấy ngày nay, nhập thân vào cơ thể Quân Nhi để dụ người tới. Nhu Cẩn càng cảm thấy tội lỗi. Nhu Cẩn xông về phía hồ lô linh hồn, bục một tiếng hóa thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô. Hồ lô linh hồn nằm im lìm trên đất, một luồng ánh sáng đỏ thẫm vô cùng bắt mắt chậm rãi xẹt qua hồ lô. Túc Bảo nhặt hồ lô lên, lau sạch sẽ, nhẹ nhàng chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay cô bé, hồ lô lập tức treo vào sợi dây. Mộc Quy Phàm đi tới ấm Túc Bảo lên, hỏi, Túc Bảo sao vậy? Đây là lần đầu Túc Bảo tự mình bắt quỷ, tuy chỉ là lệ quỷ, nhưng lẽ ra cô bé nên vui vẻ tự hào mới đúng. Thực ra lần nào bắt quỷ xong, Túc Bảo cũng thấy lồng ngực như bị đè nén. Cô bé kể lại lời của lệ quỷ trẻ ban nãy, khó hiểu hỏi, gì lệ quỷ tự rơi xuống nước nên chết, chị Nhu Cẩn cũng vì cứu mẹ mà bị sông nhấn chìm, vậy tại sao gì lệ quỷ lại chút oán hận lên người khác? Chị Quân Nhi vô tội, còn bằng tuổi chị Nhu Cẩn, tại sao gì lệ quỷ không buông tha cho chị Quân Nhi? Còn có mẹ của chị Quân Nhi nữa, mấy ngày nay dì ấy lo lắng tìm con gái, có thể thấy chị Quân Nhi rất quan trọng với dì ấy, vậy tại sao dì ấy lại nói ra những lời làm tổn thương chị Quân Nhi?
chị Quân Nhi chỉ nói đang ở bên hồ, chẳng ngờ gì kia lại nói ra lời lẽ độc ác, kêu chị Quân Nhi muốn chết thì gì ấy không cản, còn kêu chị Quân Nhi có bản lĩnh thì nhảy xuống sông đi. Chị Quân Nhi chết là do mẹ chị ấy không quan tâm, nhưng mẹ chị Quân Nhi lại đổ lỗi cho anh trai bên đội cứu hộ, tại sao lại như vậy? Túc Bảo hỏi một chàng. Mộc Quy Phàm nhớ tới người phụ nữ không biết bơi nhưng năm lần bảy lượt đòi xuống nước làm mọi chuyện thêm rối. Lúc thi thể Quân Nhi được vớt lên, bà ta không chịu chấp nhận hiện thực mà vừa đá vừa mắng đội cứu hộ hại chết con bà ta. Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo tới bong tàu, gió chiều mát lành trên sông thổi bay cảm giác nặng nề đang đè nén trong lồng ngực. Lúc này anh mới nói, mẹ của Nhu cẩn hận bản thân hại chết con gái, vốn dĩ có thể giặt chăn bằng máy, lại đi ra sông giặt, chẳng ngờ mất luôn hai mạng người. Mẹ của Quân Nhi không ngờ lời nói độc miệng trong lúc nóng giận của mình lại hại chết con gái mình. Hai bà mẹ đấy đều hối hận nhưng không thể thay đổi sự thật phũ phàng rằng mình đã vô tình hại chết con mình. Để vơi bớt sự tự trách trong lòng, họ điên cuồng đổ lỗi cho người khác. Đâu chỉ có mẹ của Nhu Cẩn và mẹ của Quân Nhi, các bậc cha mẹ ngày nay cũng đa phần như thế. Nếu bọn họ vô tình hại chết con mình vì sơ suất của bản thân, họ sẽ nghiêng về hướng đổ lỗi cho người khác. Mộc Quy Phàm xoa đầu Túc Bảo, dịu giọng nói, vui lên con, hôm nay con lợi hại lắm. Còn nữa, lần bắt quỷ này cũng có chút chuyện tốt đấy, chẳng phải cô bé Nhu Cẩn kia đã tỉnh ngộ rồi ư. Thế giới này vẫn luôn tồn tại mặt tốt mà. Làm người không thể chỉ soi vào mặt xấu, dù ánh mặt trời có ít ỏi đến mấy, chúng ta cũng phải học cách thu nhặt ánh mặt trời. Giọng nói của Mộc Quy Phàm ấm áp, đáy mắt đong đầy sự dịu dàng chưa từng có, anh dùng cách của riêng mình để che chở Túc Bảo. Túc Bảo nhoài người lên vai Mộc Quy Phàm, ngẫm nghĩ rồi gật đầu, dạ. Ba cô bé nói đúng, chỉ cần nghĩ tới chuyện tốt nhiều hơn là được rồi. Khi đám người Mộc Quy Phàm về tới nhà, Túc Bảo đã ngủ vì quá mệt. Tô Nhất Trần cũng cảm thấy mệt mỏi, vốn định mở máy tính làm việc theo thói quen, nhưng anh bỗng ngáp một cái, lập tức phát hiện ra mình hơi buồn ngủ. Tô Nhất Trần hơi kinh ngạc, lúc này anh mới nhớ ra dạo gần đây anh thường đi ngủ sớm hơn. Anh dứt khoát tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Vừa đặt lưng xuống giường, anh còn tưởng sẽ khó ngủ như trước đây, chẳng ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cú đêm Tô Cẩm Ngọc bắt đầu cuộc sống về đêm. Túc Bảo đốt cho cô một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, chiếc di động cực kỳ lợi hại, còn có thể lên mạng. Từ khi được ở bên Túc Bảo nhưng không được ra ngoài lượn lờ, Tô Cẩm Ngọc bắt đầu nghiện lướt TikTok. Thật đúng với câu nói. Nửa đêm đặt di động xuống, lòng bỗng thấy hoang mang. Lúc này Tô Cẩm Ngọc đang đọc truyện cười nhưng phải nhịn cười vì sợ Túc Bảo tỉnh giấc. Cô bay ra ngoài, toàn xuống lầu hoặc lên ngọn cây để lướt TikTok. Vừa ngẩng đầu, Tô Cẩm Ngọc đã trông thấy Mộc Quy Phàm ngồi ở sofa lầu 1. Cô lập tức tắt màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý tới hình ảnh vừa vụt qua trong đoạn video của Thượng Thanh Bắc. Buổi tối, Túc Bảo sơn móng tay cho mọi người, bộ dụng cụ chăm sóc móng tay vẫn ở tầng 1. Lúc này, Mộc Quy Phàm đang tẩy móng tay nghệ thuật bằng nước tẩy sơn móng tay. Tô Cẩm Ngọc chỉ thấy buồn cười, cậy Mộc Quy Phàm không nghe không thấy quỷ, cô cười ha ha một lúc mới vừa lòng thỏa ý bay ra ngoài nghịch điện thoại. Mộc Quy Phàm, anh liếc nhìn máy quay phim của Tô Tử Du trên sofa. Hoàn toàn câm nín. Có điều vậy cũng tốt, hai người họ không định giao lưu gì với nhau. Tô Cẩm Ngọc hiểu rõ cô phải đi đầu thai. Mong muốn duy nhất của cô là Mộc Quy Phàm sẽ đối xử tốt với Túc Bảo, bây giờ cô đã yên tâm giao Túc Bảo cho Mộc Quy Phàm rồi. Còn chuyện trước đây thì sao? Dù sao cô cũng chết rồi, còn so đo chấp nhặt làm gì? Còn Mộc Quy Phàm, từ khi biết Tô Cẩm Ngọc sống trong hồ lô linh hồn của Túc Bảo, anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngày đấy, anh ở trong tình trạng không thể khống chế được nên không nhớ quá nhiều, Túc Bảo có thể chào đời cũng coi như một may mắn rồi. Sự cố ngoài ý muốn đó, anh có lỗi với Tô Cẩm Ngọc. Bây giờ anh sẽ chăm sóc Túc Bảo chu đáo và quan tâm tới nhà họ Tô. Những chuyện khác đều không quan trọng. Trước mắt cứ vậy là tốt rồi, không nhất thiết phải khăng khăng đòi làm gì để bù đắp cho Tô Cẩm Ngọc cả. Mộc Quy Phàm vừa toan cất máy quay phim đi thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ di động của Tô Cẩm Ngọc. Túc Bảo cô bé nổi tiếng trên mạng ngoảnh mặt làm thinh trước thi thể một cô gái. Cô bé ngây thơ đơn thuần từng bật khóc chất vấn cư dân mạng có thực sự đơn giản như chúng ta tưởng không? Ta Mộc Quy Phàm bỗng khựng lại. Tô Cẩm Ngọc đang lướt TikTok bên ngoài nghe mà tức phát điên, tiếc thay di động của cô chỉ có thể dùng xem, không thể bình luận. Đáng chết,
tên chó thích cọ nhiệt tăng lưu lượng không có giới hạn này. Tô Cẩm Ngọc chửi rầm trời. Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh như băng. Lúc trước nhà họ Tô dùng biện pháp đanh thép để trừng trị những kẻ vu khống Túc Bảo, chẳng ngờ bây giờ vẫn có kẻ dám xuất đầu lộ diện. Đáy mắt anh chất chứa sát khí. Lúc này, Thượng Thanh Bắc đang biên tập video, tư liệu tốt như vậy, nếu không vắt kiệt giá trị thì gã chưa thể thu tay được. Chuỗi video hoàn chỉnh đã vượt quá 100 triệu lượt xem. Thượng Thanh Bắc phấn chấn, kiếm được 1 triệu tệ một tháng có còn là giấc mơ không? Gã như đã nhìn thấy mình bước lên đỉnh cao của cuộc đời, sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái một chiếc xe hơi sang trọng. Thượng Thanh Bắc dựa vào đầu giường ván cứng, đếm số tiền kiếm được trong đêm nay. Số liệu chính xác vẫn chưa có nhưng gã đã ước tính được, quảng cáo, liên kết, v.v., bao gồm cả phí bản quyền đăng lại của một số đại V lớn. Khởi điểm từ 100.000 tệ. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thượng Thanh Bắc bắt đầu mộng tưởng về tương lai. Hiện gã có hơn 500.000 fan, cứ đà này thì lượng fan lên đến hàng triệu cũng chẳng thành vấn đề. Số lượng các chỉ tiêu tăng lên, việc thu lợi nhuận êm xuôi thì có thể nghĩ đến chuyện kiếm cả triệu một tháng. Dù fan bỏ theo dõi tài khoản của gã thì tệ nhất cũng còn lại 200-300.000 fan nhỉ. Lượng fan này nhận quảng cáo, Livestream mang theo giỏ hàng, dẫn link trong video. Thì thu nhập hàng tháng tối thiểu cũng khoảng 50.000 tệ. Thượng Thanh Bắc bỗng thấy chiếc giường hôm nay quá cứng, gã đưa mắt đánh giá, căn phòng này giản dị đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tạm, thiết kế và chất lượng đều chẳng ra gì. Giờ gã đã là người có thu nhập triệu tệ mỗi tháng, sao có thể sống trong một căn hộ như này? Gã lập tức lấy điện thoại di động ra, mở máy, gã vốn định tìm một căn nhà thuê ở khu cao cấp, nhưng nghĩ tới thu nhập cao của mình, còn thuê nhà cái nỗi gì? Gã phải mua nhà. Lúc này, Thượng Thanh Bắc bỗng phát hiện ra video của gã đã bị gỡ xuống. Gã vội ngồi thẳng dậy, sao thế này? Thượng Thanh Bắc mở thông báo, video của bạn bị nghi ngờ vi phạm quy định và đã bị gỡ xuống. Thượng Thanh Bắc giận quá hóa cười, video được gã chỉnh sửa cẩn thận, tư liệu thực tế do chính tay gã quay lại, không có bạo lực đẫm máu, khiêu dâm, cá độ, sao lại vi phạm quy định được? Thượng Thanh Bắc trợn trắng mắt, lập tức đăng lại video gốc với một tiêu đề khác. Kết quả, Thượng Thanh Bắc phát hiện ra tài khoản của gã đã bị khóa. Thượng Thanh Bắc phát điên, gọi ngay cho dịch vụ khách hàng của website. Kết quả nhận được câu trả lời, gã chụp lén ảnh của người khác để kiếm lợi, xâm phạm quyền chân dung của đối phương muốn kiện gã. Thượng Thanh Bắc, các người làm vậy là, cắt tỏi tây, một, thấy tài khoản của tôi tăng nhiệt nên hack tôi. Một từ thông dụng trên Internet, nó là một phép ẩn dụ cho việc các tổ chức, quỹ và nhà đầu tư lớn bán cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán hoặc từng cổ phiếu riêng lẻ, lao dốc, mở ra cơ hội mới để mở vị thế và sau đó mở lại vị thế ở mức thấp. Hoạt động để thu được lợi nhuận. Thượng Thanh Bắc kích động nói, tôi muốn kháng cáo. Câu trả lời từ bộ phận chăm sóc khách hàng lạnh lùng đến tàn nhẫn, tôi xin lỗi, đối phương có đầy đủ bằng chứng và không chấp nhận kháng cáo, điều anh nên lo lắng bây giờ là vụ kiện. Thượng Thanh Bắc tức giận đến độ dứt khoát cúp luôn điện thoại. Gã chẳng buồn quan tâm cũng chẳng sợ gì mấy chuyện kiện tụng, website gã tham gia lớn như vậy, mỗi ngày có hàng nghìn video mới được đăng lên, cũng chẳng thiếu gì video vi phạm quy định, kiện cũng đẩy ra đó mà nào có ai thắng kiện. Cùng lắm cũng chỉ khóa tài khoản, ngoài ra chẳng chuyện quái gì xảy ra cả. Muốn kiện gã ư, đối phương biết gã sống ở đâu không, ngày mai gã lập tức chuyển nhà. Điều duy nhất khiến Thượng Thanh Bắc đau lòng chính là mất đi tài khoản hơn 500.000 fan của mình. Một khi tài khoản vi phạm các quy tắc, website có quyền thu hồi thu nhập kiếm được từ tài khoản. Nói cách khác, 100.000 tệ vừa kiếm được đã vào túi của website trước khi đến tay gã. Mẹ kiếp, Thượng Thanh Bắc chửi mắng, website xấu xa chỉ biết sợ kẻ mạnh, nạt kẻ yếu. Gã thay đổi tài khoản nhưng vẫn không gửi được video, làm cách nào cũng không qua được vòng xét duyệt. Thao tác vài lần như vậy, tài khoản phụ mới của gã cũng bị khóa luôn. Mấy ngày nay, tài khoản phụ của Thượng Thanh Bắc cũng tích lũy được một số fan vì đã truyền tải video từ một website nhỏ chuyên thảo luận các vấn đề về lý luận học gặp quỷ. Kết quả tài khoản phụ của gã cũng mất luôn. Thượng Thanh Bắc tức muốn hộc máu. Vụ việc hot lần này là vụ việc bùng nổ trên cả website, nhưng Thượng Thanh Bắc hiểu rõ, mỗi sự kiện dẫu hot tới đâu thì cũng chỉ duy trì độ hot được một tuần, sau đó lượng truy cập sẽ giảm mạnh. Không biết bao giờ mới gặp được cơ hội khó tìm như vậy. Thượng Thanh Bắc nghiến răng,
Tài khoản của gã được mở bằng chứng minh thư của mình, tài khoản phụ được mở bằng chứng minh thư của mẹ gã, bây giờ. Chỉ đành mở tài khoản phụ bằng chứng minh thư của ba gã thôi. Mình đã quen với việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, trước tiên, phải đánh vào các điểm nóng. Sau đó sáng tạo thêm chút nội dung của các sự kiện nóng. Phương pháp sáng tạo của gã thực chất là ăn vạ. Gã dành cả một tối để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tài khoản của hai cô gái từng rơi xuống nước trong vụ việc bên sông Ung Giang, thành công chụp lại ảnh của một trong hai cô gái đó. Thậm chí, gã may mắn quay lại được một video selfie của cô gái. Cuối cùng, gã kết hợp ảnh với video selfie tạo thành một video mới rồi đăng lên tài khoản phụ của mình. Lần này, Thượng Thanh Bắc đã thành công trong việc mạo danh cô gái rơi sông. Ngày hôm sau, Thượng Thanh Bắc dùng bản ghi nhớ viết lại một đoạn văn. Tôi chịu hết nỗi rồi, mấy ngày nay liên tục có người nói có người đã cứu tôi rồi bỏ mạng, kêu tôi phải đối xử tốt với bố mẹ người ấy. Thậm chí còn đòi ba mẹ tôi gửi tiền cho bố mẹ cậu thiếu niên làm việc nghĩa quên mình kia. Cậu thiếu niên kia là gì của tôi mà tôi phải hiếu kính với mẹ cậu ấy? Tôi cầu xin cậu ta cứu tôi hả? Tự mình không lên bờ được nữa cũng là do số mệnh của cậu ta, có thể trách tôi ư? Đoạn văn là lời oán trách của cô gái rất sông được cứu sống. Thượng Thanh Bắc mua thêm lượng truy cập mở đầu. Quả nhiên, video nhanh chóng bùng nổ. Có cư dân mạng tình cờ phát hiện ra chủ sở hữu tài khoản này chính là cô gái bị rơi xuống nước. Cư dân mạng phẫn nộ mắng, người ta cứu cô mà còn có lỗi hả? Không biết ơn thì thôi, có còn là con người không mà nói ra được lời lẽ như này. Thượng Thanh Bắc lập tức trả lời, tôi cầu xin cậu ta cứu tôi à? Cư dân mạng đọc được lời này thì vô cùng tức giận, mắng, ít nhất cô cũng phải là con người cái đã. Trong khu vực bình luận, rất nhiều người tới xem rồi chửi bới, Thượng Thanh Bắc vui vẻ trả lời từng người một. Mỗi câu trả lời đều chọc vào điểm nhức nhối của cư dân mạng, người mắng chủ tài khoản ngày càng nhiều, video mà Thượng Thanh Bắc biên tập mỗi lúc một nổi tiếng, chẳng ngờ video đã vượt qua 100.000 lượt like trong vòng chưa đầy nửa ngày. Thượng Thanh Bắc cười khinh miệt, đây chính là mật mã để tăng lượng truy cập. Trước tiên khuấy động độ nóng, sau đó tích lũy fan. Dù đám cư dân mạng ấn theo dõi tài khoản của gã chỉ vì mục đích tiện tìm kiếm rồi chửi mắng thì người thắng vẫn là gã. Vài ngày sau đó, Thượng Thanh Bắc tiếp tục phát biểu mấy lời vô ơn tương tự trên mạng. Đợi đến khi video đủ nhiệt, gã lập tức xóa hết video, đổi tên cùng tư liệu cá nhân ở tài khoản mạo danh ban đầu này. Sau đó, gã đăng ký một tài khoản khác bằng tên của cô gái rớt xuống sông. Tài khoản mới này chỉ đăng một video mới nhất rồi để lại một câu, xin lỗi, tôi đã đăng xuất. Tiếp theo, tài khoản mạo danh ban đầu mà gã lập sẽ chỉ đăng video về phong cảnh đẹp, vấn đề tình cảm, trình bảo vệ màn hình điện thoại di động. Làm như vậy, mấy cư dân mạng với trí nhớ không tốt sẽ không phân biệt được ai với ai, còn tưởng gã là blogger chuyên về vấn đề tình cảm, fan nào không bỏ theo dõi sẽ trở thành fan cuối cùng của tài khoản này, mấy video phong cảnh, tình cảm gì đó rất dễ giữ chân fan. Về phần cô gái rớt sông kia có bị tổn thương hay không, gã chẳng quan tâm. Gã sống không nổi thì lo cho ai được, cô gái kia bị mắng vài câu cũng đâu có chết, trước tiên gã phải kiếm được tiền đã rồi tính sau. Há há, há há, hai mắt Thượng Thanh Bắc như phát sáng. Vận hành tài khoản mới để kiếm tiền quá nhẹ nhàng, Thượng Thanh Bắc ngâm nga một bài hát rồi gọi đồ ăn. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên, Thượng Thanh Bắc còn tưởng là người ship đồ ăn tới. Vừa mở cửa, Thượng Thanh Bắc đã trông thấy một người mặc áo thun đen đang đứng bên ngoài. Một người đàn ông rất cao đặt tay lên cửa sổ ở cuối hành lang, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại và hỏi, Thượng Thanh Bắc. Thượng Thanh Bắc cảnh giác hỏi, các anh là ai? Mộc Quy Phàm bẻ đốt ngón tay kêu rắc rắc. Anh cười lạnh, giữ gã lại, chú ý chừng mực, tôi phải giao lưu hữu nghị với gã một phen. Thượng Thanh Bắc còn chưa hiểu chuyện gì thì mặt gã đã sơi một cú đấm, hai mắt như có nhiều vì sao quay cuồng, trong đầu ầm một tiếng. Đây gọi là giao lưu hữu nghị ư. Thượng Thanh Bắc bị đè lên đất rồi bị đánh, giờ này mọi người đã đi làm, cụ già và trẻ con thì ra ngoài đi dạo. Các người là ai? Thượng Thanh Bắc kinh hãi hỏi. Mộc Quy Phàm hơi cúi người, nhớn mày nói, dựa hơi tao để tăng lượng truy cập vài ngày, tao tưởng tao cực kỳ quen thuộc với mày cơ đấy. Lúc này Thượng Thanh Bắc mới nhận ra, người này chẳng phải người đàn ông cao lớn xuất hiện trong video của gã suốt mấy ngày hôm nay đó ư. Mày, đánh người là phạm pháp, Thượng Thanh Bắc hoang mang nói.
Mộc Quy Phàm, chẳng sao, mày còn không sợ thì tao sợ cái gì? Thượng Thanh Bắc nhìn khí thế của Mộc Quy Phàm, sau giây phút muộn màng gã mới cảm nhận được nỗi kinh sợ, môi gã run rẩy, mày đừng có làm sằng, chỗ này có camera đấy. Vừa dứt lời, Thượng Thanh Bắc đã trông thấy một bóng người quen thuộc đi tới, chính là bà chủ bao thuê nhà. Thượng Thanh Bắc kêu lớn, chủ nhà, cứu tôi với. Chúng đánh người này. Tô Tiểu Ngọc cầm ly trà sữa trong tay, hút mạnh một hơi, ôi, trà sữa ngày hè ngon quá. Thượng Thanh Bắc, cô ấy vẫn có tâm trạng uống trà sữa sao? Tô Tiểu Ngọc lầm bầm lầu bầu, lạ quá nha, sao camera lại hỏng nhỉ? Phải đi kiểm tra mới được. Tô Tiểu Ngọc như không trông thấy màn bạo lực trước mắt, nói xong thì dứt khoát rời đi. Thượng Thanh Bắc, camera, hỏng rồi ư. Mộc Quy Phàm phất tay, nào, dẫn gã vào phòng, chúng ta nói chuyện cho tử tế. Thượng Thanh Bắc vừa toan hét to thì một người mặc đồ đen bỗng dùng tay chém vào vị trí nào đó trên cổ gã. Thượng Thanh Bắc không thể kêu thành tiếng được nữa. Cửa đóng lại, Thượng Thanh Bắc quá đỗi tuyệt vọng. Căn phòng thuê vốn nhỏ hẹp càng trở nên chật chội vì sự có mặt của Mộc Quy Phàm cao lớn và mấy người vận đồ đen. Mộc Quy Phàm hất cằm. Một người vận đồ đen vỗ nhẹ vai Thượng Thanh Bắc, yên tâm, chúng tôi là những người kỹ tính, nhất định không để hiện trường quá nhơ nhấp bẩn thỉu đâu. Thượng Thanh Bắc, đây là muốn giết người diệt khẩu ư. Quả nhiên trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen đeo găng tay và lấy một con dao làm bếp từ chiếc thớt nhỏ trong nhà bếp. Một người khác ấn giữ tay Thượng Thanh Bắc. Mộc Quy Phàm cười lạnh, chẳng phải mày rất thích chặt ngón tay sao? Chặt luôn 9 ngón còn lại nhé. Như vậy thì mày không còn cách nào cọ nhiệt tăng lưu lượng nữa rồi. Không biết tại sao, suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu Thượng Thanh Bắc không phải là cầu xin tha mạng, mà là, nếu gã mất 10 ngón tay thì gã có thể thu hút lượng truy cập từ fan nhờ thân phận người tàn tật của mình. Buôn than bán vãn. Người tàn tật mang theo giỏ hàng trên các video thì hiệu quả buôn bán quá cao rồi. Chợt ánh sáng từ con dao lóe lên, người mặc đồ đen hung hăng chặt xuống. Thượng Thanh Bắc sợ hãi rụt tay lại, con dao chém trúng ván gỗ trên giường. Thượng Thanh Bắc không biết rằng, một khi Mộc Quy Phàm muốn chém tay kẻ khác thì không bao giờ có chuyện chém trượt. Anh làm vậy vì muốn hù dọa Thượng Thanh Bắc. Thượng Thanh Bắc sợ đến tái mặt, dập đầu lia lịa, tha mạng, tha mạng. Tôi không dám làm vậy nữa. Tôi sai rồi. Mộc Quy Phàm lạnh lùng nhìn gã. Bọn người vô liêm sỉ này có đôi lúc chẳng sợ pháp luật. Mộc Quy Phàm không đủ kiên nhẫn để chờ bên tòa án giải quyết theo thủ tục, từ lúc bắt đầu kiện Thượng Thanh Bắc đến khi mở phiên tòa cũng mất một khoảng thời gian. Anh phải đưa Thượng Thanh Bắc vào tù trước. 5 lần 7 lượt giữa hơi tiểu túc bảo ngoan của anh để cọ nhiệt, còn dám coi con gái anh là con gà đẻ trứng vàng. Không dạy dỗ gã này một bài học thì đâu phải cách giải quyết vấn đề của Mộc Quy Phàm anh. Mộc Quy Phàm quét mắt nhìn xung quanh một vòng rồi cầm tấm danh thiếp ố vàng trên bàn lên, đọc, Thượng Thanh Bắc. Hừ, đúng là làm nhục cái tên hay mà. Mộc Quy Phàm quăng tấm danh thiếp đi, nói, các anh nói chuyện đàng hoàng nhé, nhớ rõ chúng ta là những người văn minh. Mấy tên ác ôn của Sơn Trang nhà họ Mộc nhất loạt đáp, đã hiểu. Mộc Quy Phàm đóng cửa đi ra ngoài. Thượng Thanh Bắc sợ hãi lùi về sau, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng, cuối cùng bị đánh đau đớn đến mức chẳng còn hơi sức xin tha. Ngoài cửa, Vạn Đào căng thẳng canh cửa, đầu óc anh ấy vẫn ong ong. Gia chủ, thân phận của anh mà làm những chuyện này thì không ổn đâu nhỉ. Vạn Đào muốn khóc. Mộc Quy Phàm vẫn đang dựa vào cửa sổ ở cuối cầu thang, trưng ra bản mặt tê liệt cảm xúc, tôi có thân phận gì? Giờ tôi là một đạo sĩ mà. Vạn Đào. Còn nữa. Chẳng phải ai khác mà chính gia chủ nhà họ Mộc là người đánh gã. Vạn Đào. Thượng Thanh Bắc bị đánh cho tả tơi tan tác, toàn thân đau nhức dữ dội, cuối cùng phải ngồi tù 15 ngày vì tội gây rối và ẩu đả. Thượng Thanh Bắc bị còng tay dẫn đi. Đám tay chân của Mộc Quy Phàm rất biết cách hành hạ người. Họ biết rõ đánh vào chỗ nào đau nhất mà không để người khác phát hiện ra. Ngược lại, mặt mũi đám ác ôn này đều bầm dập, đây là kết quả do mấy người họ tự đánh vào mặt nhau. Nhìn mà phát hoảng, thực ra chỉ mất vài cọng lông tơ. Sau khi nghe kể lại chuyện này, Tô Nhất Trần trao mày nói, anh làm như vậy thì mấy thuộc hạ của anh cũng phải ngồi tù. Mộc Quy Phàm bày ra bộ dạng thoải mái, không sao, họ vốn có nhiệm vụ, vào trong tù để canh chừng một người. Vừa hay vào tù mà không bị kẻ khác nghi ngờ, đề phòng. Tô Nhất Trần, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
Mộc Quy Phàm chẳng hề cảm thấy mình, quan báo tư thù, anh làm như vậy gọi là sử dụng lợi thế hợp lý để thực hiện phân phối lại tài nguyên. Sau khi Thượng Thanh Bắc bị bắt vào tù, một trong hai cô gái rơi xuống nước được cứu sống hôm nọ lại phải chịu bạo lực mạng. Mấy câu nói của Thượng Thanh Bắc đã dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Cư dân mạng tìm ra địa chỉ và số điện thoại nhà của cô gái kia, thậm chí tìm ra cả số điện thoại của ba mẹ cô gái. Lời chửi mắng và nguyền rủa liên tục vang lên bên tai, cô gái gần như sụp đổ. Cô gái cũng thanh minh trên mạng, nhưng tài khoản của cô ấy quá bình thường, nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngàn vạn lời chửi mắng. Hôm nay gia đình cô gái rơi xuống nước còn nhận được bưu kiện, vừa mở ra đã trông thấy một cánh tay giả nhuộm màu đỏ tươi bị cắt đứt, thoạt nhìn cứ ngỡ là tay thật. Cô gái sợ hãi thét lên một tiếng, bật khóc, mẹ ơi, sao lại như vậy? Cô ấy không hề nói ra mấy lời lẽ vô ơn đó, nhưng chẳng mấy người nghe được lời giải thích của cô ấy. Cậu thanh niên kia cứu cô ấy rồi hy sinh tính mạng, mấy ngày nay cô ấy đều đến nhà cậu thanh niên để cảm ơn, xin lỗi và thể hiện sự áy náy. Nào ngờ lại gặp phải bạo lực mạng. Ba cô gái thở dài, nhịn đi con, ba đã báo cáo với website rồi. Tuy tài khoản giả mạo kia đã bị khóa, nhưng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, nói dối nhiều quá sẽ thành sự thật. Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều cho rằng cô gái là kẻ bội bạc. Mẹ cô gái lau nước mắt, nói, con ơi, cố chịu đựng đi con, dù sao con cũng được sống, còn cậu thiếu niên kia lại phải hy sinh tính mạng. Chúng ta thấp cổ bé họng, có thanh minh cũng chẳng mấy ai tin. Bọn họ chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi. Cô gái khóc nức nở. Vì chuyện trên mạng mà hôm nay tới trường cô ấy bị bao người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Thậm chí còn có người mắng luôn trước mặt rằng cô ấy là kẻ bội bạc. Cô ấy sắp sụp đổ rồi. Cô ấy không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cũng không biết tiếp theo phải làm gì, dù thanh minh thế nào thì phần lớn mọi người vẫn bảo thủ cho rằng đoạn video mạo danh trước đó mới là đúng rồi mỉa mai cười nhạo lời thanh minh của cô ấy. Cả nhà cô gái thất vọng, đáy mắt dần dần mất ánh sáng. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu lên tinh tinh tinh, cô gái cũng không dám mở điện thoại ra xem. Nhưng không mở ra điện thoại lên xem, đáy lòng cô ấy lại khó chịu. Cô ấy nhắm mắt lại cuối cùng click mở điện thoại, đáy lòng hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào hết. Nhưng mà cô ấy lại bỗng nhiên phát hiện, trên nền tảng video của mình có rất nhiều tin nhắn riêng tư, hơn nữa còn đang càng ngày càng tăng lên. Tất cả đều là xin lỗi. Sao lại thế này, cô gái sợ ngây người. Ba mẹ của cô ấy cũng vội vàng chạy tới xem, lúc này cả nhà họ mới phát hiện. Không biết dư luận đã lật ngược từ khi nào rồi. Men theo đường mạng tìm đến video gốc, thì ra là cảnh sát địa phương đã đưa ra một thông báo, chủ blog đã đăng video Thượng Thanh Bắc giả mạo thân phận của cô gái bị rơi xuống nước, phát biểu những câu nói có ảnh hưởng xấu, gây nguy hại cho trật tự xã hội và công cộng, bị tạm giam trong vòng 15 ngày. Mà tài khoản thật sự của cô gái cũng bị người ra tìm ra được, lúc này bên dưới video hàng ngày của cô ấy đều là lời xin lỗi. Cô gái vui đến phát khóc, lại cháy lên hy vọng đối với thế giới này. Mà Thượng Thanh Bắc thì lại bị mắng đến điên rồi, tài khoản của gã ta đã bị khóa, cho nên những cư dân mạng đang cực kỳ tức giận đã gọi điện đến số điện thoại của ba mẹ gã ta. Thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai bao giờ. Ba mẹ của Thượng Thanh Bắc tức khắc bị mắng đến to đầu. Họ hàng bạn bè xung quanh cũng đủ kiểu, quan tâm hỏi han, và châm chọc mỉa mai, khiến hai người bọn họ tức giận đến mức đi tìm con trai mình khắp nơi. Tôi đây chẳng thà làm thịt nó cho rồi. Ba của Thượng Thanh Bắc mắng to. Mẹ của Thượng Thanh Bắc thở ngắn than dài, đi bắt nó trở về. Còn chưa dứt lời, ba Thượng càng bực bội hơn, bắt như thế nào? Bắt nó trở về thì nó có chịu trở về không? Trừ khi bà đánh nó thành thằng ngốc thì nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Thượng khóc lóc kể lể, tôi đã bảo nó đừng đi ra ngoài từ lâu rồi, nhưng nó không nghe. Ra ngoài 8 năm ngay cả Tết nhất cũng không chịu trở về. Tôi thà rằng để nó biến thành kẻ ngốc cho rồi. Ở nhà làm lao động tay chân, đỡ phải ra ngoài làm sằng làm bậy. Hai vợ chồng đều biết rõ, từ nhỏ con trai nhà bọn họ đã rất tinh danh. Tinh đến không còn tâm tư đến trường, tinh đến không chịu làm việc đến nơi đến chốn, luôn muốn đầu cơ trục lợi kiếm bộn tiền. Hai vợ chồng cứ nơm nớp lo sợ cả ngày, chỉ sợ gã ta sẽ làm ra chuyện thất đức liên lụy tới người trong nhà, người ta sẽ tìm tới tận cửa để tính sổ. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, không thể cắt đứt quan hệ. Lúc này Thượng Thanh Bắc đang bị nhốt trong nhà lao vẫn chưa biết những điều này. Dù có bị nhốt lại,
gã ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát, chẳng phải chỉ là 15 ngày thôi à. Sau 15 ngày được thả ra, gã ta lại là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Hiện giờ gã ta đã tìm ra được bí kíp để tăng lượng truy cập, ngày nào cũng có chủ đề hot, chỉ cần gã ta chọn bừa một chủ đề hot rồi làm ngược lại, sẽ rất dễ dàng nổi lên. Trong hoàn cảnh này mà cứ thành thật trung thực đi quay video thì đều là lũ ngốc hết, người thông minh đều sẽ nhặt chỗ này ghép chỗ kia, vừa bớt việc lại vừa dễ dàng nổi tiếng. Thượng Thanh Bắc nghĩ tới đó, ánh sáng xanh nơi đáy mắt càng ngày càng sậm, tựa vào song sắt không nhịn được mà cười thành tiếng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng leng keng, một lớn một nhỏ đứng trước song sắt. Là Mộc Quy Phàm và Túc Bảo. Thượng Thanh Bắc giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, gã ta lập tức tỉnh táo lại. Gã ta lắp bắp hỏi, anh muốn làm gì? Mộc Quy Phàm cười lạnh một tiếng, đừng sợ chứ, tôi tới tìm cậu chỉ để, trò chuyện vui vẻ, một chút mà thôi. Thượng Thanh Bắc, lại nữa rồi. Anh trai, hay là anh ra tay tàn nhẫn hơn chút đi. Vẻ mặt Thượng Thanh Bắc như đưa đám, gã ta không dám nhận cái gọi là, vui vẻ của anh. Cuối cùng Túc Bảo cũng gặp được chú đáng sợ đã chặt ngón tay này. Bé theo bản năng nắm chặt góc áo của Mộc Quy Phàm. Bé nhỏ giọng hỏi, sư phụ, sao trên đầu của chú đó lại không có quỷ ạ? Nhưng thật là kỳ lạ, trên người của người này lại có sát khí. Trên người của một người đang sống bình thường sao lại có khí âm sát vậy? Kỷ Trường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Bắc, hỏi, cặp sách nhỏ, con có biết yêu ma quỷ quái không? Túc Bảo lắc đầu. Kỷ Trường nói, yêu ma quỷ quái, ở cổ đại ý chỉ các loại ma quỷ, nhưng thời nay thì được dùng để mô tả mấy kẻ xấu. Nếu là người, vậy tại sao không gọi là yêu ma quỷ quái mà lại gọi chung bằng một chữ quỷ? Thời nay người ta giải thích rằng có người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, cho nên mới so sánh với quỷ. Nhưng trên thực tế, trên đời quả thật có một loại quỷ, bọn họ là linh hồn người sống, nhưng lại không khác gì quỷ cả. Túc Bảo nghe đến mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không? Ý là chú này là quỷ sống ấy ạ? Kỷ Trường nghẹn họng, nói một đoạn dài như vậy. Nhưng lại không bằng được hai từ mô tả của bé. Sư phụ im lặng nói, cũng đúng. Túc Bảo khinh thường liếc hắn một cái, quỷ sống thì cứ bảo là quỷ sống, sư phụ giải thích dài dòng phức tạp như vậy làm gì, chẳng chân thành xíu nào. Rốt cuộc có muốn nghiêm túc dạy bé học nữa không đó? Kỷ Trường. Túc Bảo lại hỏi, sư phụ, vậy nếu thu quỷ sống lại, chú xấu xa này có còn sống được nữa không ạ? Kỷ Trường nói, nếu thu thật thì đương nhiên không sống được. Sư phụ hỏi con cảm thấy nên xử lý như thế nào? Túc Bảo suy nghĩ một chút, đột nhiên bật ra một câu, giết chú đó. Mộc Quy Phàm ở bên cạnh vừa mới vặn chai nước khoáng ra uống một hớp, nghe vậy lập tức phun ra một ngụm nước, khụ khụ, bé cưng ngoan ngoãn, đừng nói linh tinh. Anh dẫn bé tới là để gặp Thượng Thanh Bắc, không phải tới để giết người. Túc Bảo vội vàng che miệng lại. Thượng Thanh Bắc, chân gã ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Anh trai, xin anh trai đừng giết tôi mà. Túc Bảo khụ một tiếng, nếu bé nói bé không có ý đó, chú tin không? Trong lòng Thượng Thanh Bắc điên cuồng chửi rủa tao tin cái đách nhà mày. Gã ta khóc lóc dập đầu, miệng thì xin tha mạng, bảo đảm sau này mình ra ngoài sẽ không tái phạm nữa, nói lia lịa cả một tràng dài. Túc Bảo mím môi, không tin chút nào. Vậy nên cần phải xử lý như thế nào ạ? Bé rất chân thành nhìn Kỷ Trường, đặt câu hỏi. Kỷ Trường nói, lấy khí âm sát của gã ta, tước một nửa sinh hồn của gã. Túc Bảo tỉnh ngộ, ý là nửa sống nửa chết ấy ạ. Sẽ biến thành kẻ ngốc đúng không? Thượng Thanh Bắc hoảng sợ, con nhóc đó định đánh gã ta đến nửa sống nửa chết, biến thành kẻ ngốc ư. Gã ta lập tức choáng váng, quả nhiên con nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài mà, thật tàn nhẫn. Không phải gã ta chỉ kiếm ké chút lượng truy cập thôi à? Nhà bọn họ có tiền như vậy. Sao lại so đo thế chứ? Thượng Thanh Bắc lập tức la to lên, cứu mạng, chú cảnh sát ơi cứu mạng, giết người rồi. Mộc Quy Phàm không khỏi giật giật khóe miệng, không nói nên lời, cậu kêu đi, kêu rách. Túc Bảo lập tức nói tiếp, câu này bé biết. Chú kêu rách hỏng cũng sẽ không có ai đến cứu chú đâu. Bé nói, bấy giờ Thượng Thanh Bắc mới chợt nhận ra, hình như mình đã đá trúng tấm ván sắt rồi. Ý chỉ người không dễ chọc. Con nhóc này không chỉ là thiên kim của nhà giàu số 1, có lẽ ở sau lưng còn có thân phận lớn hơn nữa. Thượng Thanh Bắc run rẩy nói, thả tôi. Lần đầu tiên Túc Bảo bắt sinh hồn,
có chút do dự không dám ra tay. Người vẫn chưa chết, có nên bắt không đây? Kỷ Trường nhận thấy bé đang do dự, trong lòng cũng biết điều này làm khó bé rồi. Rốt cuộc hiện tại bé cũng không phải là Diêm Vương mặt lạnh gì, chỉ là một cô nhóc bình thường thôi. Nhưng mà hắn vừa nghĩ như vậy, chợt thấy nhóc con nhắm mắt lại, giống như đang tự cổ vũ chính mình, lớn tiếng nói, làm. Kỷ Trường, Mộc Quy Phàm, Thượng Thanh Bắc, Túc Bảo suy nghĩ rất đơn giản. Trước khi tới đây bé có nghe ba nói qua về những gì Thượng Thanh Bắc đã làm, bé chỉ đơn giản cảm thấy, nếu sau này người đó vẫn sẽ tiếp tục xấu xa như vậy, vì để kiếm tiền mà làm ra chuyện tổn hại tới người khác. Vậy tại sao hiện tại không giải quyết luôn cho xong chứ? Hơn nữa, cũng không bắt chú đó phải chết, chỉ làm chú đó biến thành kẻ ngốc mà thôi. Bà ngoại thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc, cho nên biến thành kẻ ngốc có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi Túc Bảo và Mộc Quy Phàm rời đi, Thượng Thanh Bắc thành thật hơn rất nhiều. Gần như là hỏi gì đáp nấy, đến giờ thì ăn cơm, thái độ tích cực nhận tội. Cho đến ngày gã ta được thả ra, nhìn thấy ba mẹ tới đón mình, gã ta như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút hết nỗi uất ức bị đè nén trong lòng bấy lâu nay vậy, không nhịn được trách móc, giờ hai người mới đến thì có ích lợi gì chứ? Nếu có tiền có quyền thì có thể đưa gã ta ra ngoài từ lâu rồi, nhưng rốt cuộc chẳng có ích lợi gì cả. Mẹ của Thượng Thanh Bắc đau khổ khuyên nhủ, Thanh Bắc, trở về cùng ba mẹ đi. Thượng Thanh Bắc hất tay mẹ của mình ra, tức giận nói, trở về thì làm được gì, hai người có gia sản hàng tỷ để cho tôi kế thừa không? Ba của Thượng Thanh Bắc vô cùng tức giận, hạ quyết tâm mắng mỏ, đi. Cứ để cho nó đi, sau này coi như không có đứa con trai là nó nữa. Thượng Thanh Bắc đang định nói gì đó, bỗng nhiên, một luồng khí đen không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra khỏi người gã ta, bay về phía bãi đỗ xe. Thượng Thanh Bắc lập tức khóc bù lu bù loa, lập tức nhào vào lòng ba của mình, ba ơi, ba ơi, ba ơi. Ba mẹ Thượng Thanh Bắc đang tức giận định bỏ đi. Chỉ thấy Thượng Thanh Bắc nước mắt nước mũi giàn giụa, ánh mắt cũng trở nên dại ra, nước mũi chảy vào trong miệng cũng không biết đường mà lau đi. Ba mẹ Thượng Thanh Bắc ngây ngẩn cả người, đang yên đang lành nói ngốc là ngốc ngay được, quá đột ngột. Bãi đỗ xe. Sinh hồn của Thượng Thanh Bắc bay về phía Túc Bảo, bấy giờ gã ta mới biết được chuyện gì vừa xảy ra, vừa hoảng sợ vừa không cam lòng. Không, tôi không muốn chết, tôi vừa mới tìm ra được bí kíp tăng lượng truy cập. Thượng Thanh Bắc liều mạng bay ra bên ngoài. Gã ta vẫn còn có thể phát tài, lúc này gã ta nhất định sẽ cẩn thận, không để cho người khác tìm ra được mình. Kỷ Trường để lại vài nét bút trong quyển sách, lạnh lùng nói, ngươi điên rồi, tuy là người nhưng lại biến thành quỷ, không thể giữ ngươi lại được. Thượng Thanh Bắc đại kêu, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi có cái gì tư cách thẩm phán ta? Kỷ Trường gập quyển sách lại, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút cảm xúc của con người, chỉ nói, ta là phán quan, ngươi nói thử xem ta có tư cách hay không? Thượng Thanh Bắc, phán quan. Thượng Thanh Bắc vừa hối hận vừa không cam lòng. Trên đời này có nhiều người kiếm ké lượng truy cập như vậy, tại sao chỉ có một mình gã là bị phán quan theo dõi chứ? Sao gã lại xui xẻo như vậy? Dù đã tới giờ phút này rồi, nhưng Thượng Thanh Bắc vẫn không cảm thấy mình làm sai điều gì, con người ai cũng thích tiền, gã sai ở đâu chứ? Gã ta không ăn cắp hay ăn cướp, kiếm được tiền nhờ vào sự thông minh của chính mình. Kỷ Trường vung tay lên, sinh hồn của Thượng Thanh Bắc không cam lòng kêu to, hóa thành sát khí bị hồ lô linh hồn hấp thu. Túc Bảo nhìn chằm chằm hồ lô linh hồn, có thể cảm nhận được sự thay đổi của hồ lô linh hồn một cách rõ ràng. Sư phụ nói hồ lô linh hồn dùng để thu thập hồn phách, tính toán giá trị công đức của bé nhưng bé lại cảm thấy hồ lô nhỏ cũng rất lợi hại. Ví dụ như hiện tại, dường như bé có thể cảm nhận được hồ lô nhỏ đang căng ra, có vẻ như nó rất vui sướng. Túc Bảo đặt hồ lô linh hồn xuống, nhìn ba mẹ Thượng Thanh Bắc đã đi xa, hỏi, ba, phải chăm sóc cho một đứa trẻ to lớn như vậy. Chắc là hai bác ấy sẽ mệt lắm phải không ai? Mộc Quy Phàm lái xe đi ra ngoài, đồng thời đáp, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Nếu dạy dỗ cẩn thận từ khi còn nhỏ, cũng sẽ không có quả đắng ngày hôm nay. Có một câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Quá khứ trộm làm biếng, một ngày nào đó hậu quả sẽ ụp lại lên đầu mình thôi. Tháng năm trôi qua rất nhanh, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi. Hôm nay sau khi ăn cơm, Túc Bảo nằm dài trên chiếc sofa dưới tầng 1, gọi điện thoại cho từng người cậu của mình. Alo, cậu ba, cậu vẫn đang bay trên trời ạ? Ồ, chuẩn bị bay ấy ạ? Vậy Tết Đoan Ngọ cậu có trở về ăn bánh ú không?
Tô Dĩnh Nhạc trải qua mấy tháng kiểm tra hồi phục, cuối cùng đã được trở lại vị trí cơ trưởng một lần nữa, giờ phút này đang mặc đồng phục chuẩn bị cho nhiệm vụ bay tiếp theo. Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của bé con ở trong điện thoại, anh không nhịn được mỉm cười, có về. Túc Bảo vui mừng nói, dạ được, vậy con sẽ đánh dấu cho cậu. Con với bà ngoại sẽ làm bánh ú, làm 10 cái cho cậu nha. Tô Dĩnh Nhạc không khỏi bật cười, 10 cái quá nhiều, 2 cái là được. Trên thực tế anh hoàn toàn không ăn bánh ú, chỉ là bé con đã nói như thế rồi, vậy thì miễn cưỡng ăn 2 cái đi. Cúp điện thoại, Túc Bảo tích một chữ V vào cuốn sổ nhỏ. Chỉ thấy trong cuốn sổ nhỏ vẽ 8 người que đơn giản, người thứ nhất đến người thứ 3 đều được đánh dấu. Túc Bảo lại gọi điện thoại tiếp. Alo, cậu Tư ạ, Tết Đoan Ngọ cậu có trở về ăn bánh ú không? Túc Bảo gói 10 cái cho cậu nha. Tô Lạc vừa mới quay xong các cảnh diễn ngày hôm nay, giờ phút anh mặc áo tắm dài, đứng trước gương rồi đeo kính vào, đẩy nhẹ. 10 cái sao mà đủ được, cậu muốn ăn 11 cái. Anh nhướng mày, cười như không cười. Áo tắm dài trắng tinh hơi mở ra, để lộ vòng ngực rắn chắc cực kỳ hợp gu của mình. Túc Bảo lập tức ghi vào trong sổ, được ạ, cậu Tư muốn ăn 11 cái bánh ú. Tô Lạc cười nhẹ nói, nhớ kỹ chưa? Túc Bảo, dạ rồi. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Túc Bảo đột nhiên hỏi nói, cậu Tư, hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Tô Lạc ngồi xuống sofa, vừa cầm iPad lướt tin tức, vừa nói, cậu ở khách sạn. Túc Bảo nói, cậu Tư, tối đi ngủ nhớ nằm ở giữa giường nha. Tô Lạc, tại sao, anh hỏi. Túc Bảo nói, bởi vì sẽ có mấy gì không sạch sẽ ngủ ở bên cạnh đó. Khóe miệng Tô Lạc giật giật, nhóc con cho rằng anh là loại người gì chứ. Tuy anh đã diễn cặp với không ít diễn viên nữ nhưng anh cực kỳ giữ mình trong sạch, không đến mức. Đói bụng ăn quàng, tìm, mấy gì không sạch sẽ, như vậy. Nhóc lanh chanh, Tô Lạc trêu đùa, ai dạy con đấy hả? Giọng nói nũng nịu của Túc Bảo truyền đến, sư phụ dạy con đó. Sư phụ nói, đi công tác ở khách sạn nhất định phải nằm hết cả giường, không nằm hết được thì cũng không được chừa ra một khu vực quá lớn, không thì nửa đêm sẽ có quỷ bò lên ngủ chung với cậu đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.